Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 11. Cuối cùng cũng sắp chết. Lý Hưng thấy quả đấm của Tôn Vũ cách Mạc Phàm càng ngày càng gần, khóe miệng nhếch lên, vừa hài lòng lại kích động. Mạc Phàm vừa chết, thành phố Đông Hải này còn ai có thể ngăn cản bước đi của bọn họ. Hô hô, Chu Trường Hoàng và Vương Thiên Tước đều lộ ra biểu cảm tương tự, cười thoải mái. Cuối cùng cũng có thể yên tâm. Khoảng cách gần như vậy, pháp sư cấp bậc chân nhân không có bất luận khả năng đánh bại Hoành Luyện đại sư. Ta thấy một quyền của Tôn Vũ khiến người hãi sắp đánh tới, mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, không chút hoang sợ mang đánh giá một quyền của Tôn Vũ. Chẳng trách vừa rồi cảm thấy công pháp của Tôn Vũ quen như thế, hóa ra có phần tương tự võ pháp Vạn Tượng Quy Tông của Vạn Tượng Tông. Vạn Tượng Tông là một trong ba tông môn ở tu chân giới, phương pháp chấn tông là Vạn Tượng Quy Tông. Ý đồ của bộ công pháp này là xâm la vạn tượng không chỗ nào không bao lấy. Sáng tạo ra bộ công pháp này là Vạn Tượng lão nhân, đã từng dùng công pháp này đánh bại vô số cao thủ tông môn đứng đầu, cũng tuyên bố ông ta đã học hết võ pháp tu chân giới. Đến mỗi tông môn đều có thể sử dụng võ pháp chân phái của tông môn đó, bởi vậy danh chấn một thời. Nhưng không lâu sau bí mật ông ta học hết tất cả võ pháp tu chân giới, bị một tiểu tu sĩ mới vào tu chân giới vạch trần. Xâm la vạn tượng gì đó, ông ta chỉ lấy công pháp đại thừa phát triển biến hóa thành công pháp tiểu thừa, lấy công pháp tiểu thừa phát triển biến hóa thành công pháp thượng thừa, chỉ là tốt mã rẻ cùi mà thôi. Cũng chính vì bộ công pháp này có tính giới hạn, Vạn Tượng Tông chỉ có thể dừng ở cấp bậc 3, không thể nào mạnh hơn nữa. Một quyền này của Tôn Vũ có chút tương tự với Vạn Tượng Quy Tông của Vạn Tượng Tông, nhưng luận về huyền diệu thì kém Vạn Tượng Quy Tông gấp bội lần. Võ học thế gian còn kém quá nhiều võ pháp tu chân giới. Nếu khám phá huyền ảo trong đó, Mạc Phàm không còn hứng thú, năm ngón tay nắm chặt, linh khí cuồn cuộn hội tụ vào tay phải. Ánh sáng vài mét cũng dám so với ánh sáng nhật nguyệt sao. Hắn chưa từng sử dụng Thái Thượng Phá Diệt Kinh, đúng lúc thử uy lực của Thái Thượng Phá Diệt Kinh một lần xem. Chiêu thức thứ nhất của Thái Thượng Phá Diệt Kinh, băng sơn. Khí tức chôn vùi tất cả xuất hiện trên nắm đấm của hắn. Nhanh chóng xoay tròn, đón lấy quyền pháp xâm la vạn tượng của Tôn Vũ. Một quyền này vừa đánh ra, trong lôi đài 20 mét, không khí như bị rút cạn chỉ trong chớp mắt, cảm giác bị đè nén xuất hiện trong lòng những người đứng đầu, giống như ngực bị một tảng đá lớn đè mạnh. Một quyền của Mạc Phàm vừa đánh ra, không ít người sửng sốt. Không phải Mạc Đại Sư là pháp sư sao? Vậy mà dám đấm một quyền lại với Tôn Đại Sư? Đây không phải là lấy khuyết điểm của mình đấu với sở trường của người khác, tự tìm nhục sao? Chẳng lẽ Mạc Đại Sư ngoại trừ biết pháp thuật ra, còn là cao thủ võ đạo, làm sao có thể? Lần này Mạc Đại Sư chết chắc rồi, tốc độ của Tôn Đại Sư nhanh như vậy, cậu ta. Ngay được, chỉ có thể dùng quyền đấu lại, có người nói rất chắc chắn. Cả pháp thuật cũng không thi triển, sắc mặt Đường Long trầm xuống, anh ta. Chỉ thấy Mạc Phàm dùng công phu đánh bại A Hào. Những lúc khác đều thấy Mạc Phàm sử dụng pháp thuật. Công phu đánh bại A Hào, ngay cả Tôn Hổ cũng không đối phó được, càng không nói đến Tôn Vũ. Xong rồi. Tay anh ta cho vào trong túi nắm chặt. Ngay cả Vân Thiên Không Tiên Thiên Tông Sư cũng lắc đầu. Một quyền này của Mạc Phàm, ông ta không nhìn ra được công phu gì đáng nói, thuần túy là chịu chết. Đáng tiếc cho một chân nhân 16 tuổi. Nếu không chọc vào Tôn Vũ của Thanh Bang, chắc chắn tiền đồ sau này vô lượng. Ở đây chỉ có mình đồng tử Tôn Vũ co rụt lại, lộ ra vẻ khó tin. Đây là tình huống gì, vì sao không thể diễn hóa một quyền của tên nhóc này? Khi sư phụ ông ta truyền cho ông ta vạn tượng tuyệt, nói chỉ có hai công phu vạn tượng tuyệt không bao hàm được. Một loại là không phải công phu, một loại là công phu cao cấp hơn vạn tượng tuyệt. Mạc Phàm là loại kia sao? Không đợi ông ta tìm được đáp án, quả. Đấm của Mạc Phàm đã cho ông ta biết. Quả đấm hai người chạm nhau, dầm một tiếng thật lớn, giống như hai khối kim loại đụng mạnh vào nhau, kinh phong thổi quét xung quanh, sắc bén như dao. Ngay sau đó, một màn kinh người xuất hiện trước mặt mọi người. Tôn Vũ thắng liên tiếp hai trận chỉ kiên trì trong chốc lát, rắc một tiếng, cánh. Tay như miếng sắt vặn một cái, ngay lập tức biến thành bánh quai trèo. Một quyền nhìn rất bình thường của Mạc Phàm thế đi không giảm. Thế như trẻ tre, đánh vào ngực Tôn Vũ. Cơ thể Tôn Vũ đã đạt tới cảnh giới Hoành Luyện đại sư, một quyền toàn lực. Của Đường Khôn đánh vào không có chuyện gì.
Một quyền của Mạc Phàm như giấy dán, quả đấm trực tiếp đánh vào ngực ông ta, khí kình khuấy đảo, ngực xoay vặn. Rắc rắc, không biết xương sườn gãy bao nhiêu cái, cả người như diều đứt dây bay ra ngoài. Mọi người ở đây đều sửng sốt. Tôn đại sư thua, bị một quyền đánh bại sao? Là thật à? Lưu Tử Hàng xoa mắt, lại nhìn qua, ca người ngây ra như phỗng, sắc mặt vô cùng khó coi. Đại tiểu thư Lục gia lúc trước vẫn khinh thường Mạc Phàm, vẻ mặt ngẩn ra, miệng há to nhưng không nói nên lời, khuôn mặt xinh đẹp không còn chút cao ngạo. Đám Lưu lão cũng có biểu cảm tương tự. Làm sao có thể? Tiên Thiên Tông Sư và Đường Khôn đều không phải là đối thủ của Tôn Vũ, một. Đứa nhóc 16 tuổi lại dùng một quyền đánh bại ông ta. Anh cũng hít vào một hơi khí lạnh. Lạc vô cùng kinh ngạc. Trước khi đi lên đỉnh Hồ Tâm, bà ta vẫn cảm thấy Mạc Phàm quá tự đại, ngay cả cao thủ Tiên Thiên nhà bà ta cũng không để vào mắt. Thậm chí còn nói cái gì mà nợ ân tình của cậu ta không tính là chuyện xấu. Bây giờ bà ta mới hiểu những lời Mạc Phàm nói, quả thật bà ta nên cảm thấy mắn vì không nợ mạng của Mạc May Phàm, chỉ nợ ân tình của Mạc Phàm, hơn nữa chưa từng nghĩ không trả. May mà Tần gia bà ta cúi đầu trước Mạc Phàm đúng lúc. May mà Vân Thiên Không không đi tìm Mạc Phàm gây phiền phức. Lúc này Vân Thiên Không cũng cảm thấy mặt nóng rát, như bị người ta tát. Mạnh mấy cái. Lúc tới ông ta còn muốn dạy dỗ Mạc Phàm, nếu lúc ấy không phải Lạc Anh ngăn cản ông ta, có khả năng kết cục bây giờ của ông ta giống như Tôn Vũ. Trong đình Đường gia, Đường Khôn đã được vớt trong hồ ra, sắc mặt ông ta tối sầm, tâm tình không khác Vân Thiên Không. May mà vừa rồi Lạc Anh ngăn cản ông ta, nếu không bây giờ ông ta còn thảm hon. Phốc, Tôn Vũ rơi xuống đất cách ba thước, phun máu ra, hai mắt tràn đầy vẻ khó mà tin. Ông ta đường đường là đệ tử của Vạn Thiên Tuyệt, hoành luyện đại sư nội kình đỉnh phong, lại bị một tên nhóc 16 tuổi đánh bại. Công phu của cậu là gì vậy? Vạn Tượng Tuyệt chỉ có hai công phu không thể diễn hóa, uy lực một quyền của Mạc Phàm cường hãn như thế, chắc chắn là vế sau, công phu cao cấp hơn. Vạn Tượng Tuyệt nhiều. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười nhạt. Công phu ông không thể tưởng tượng được. Võ pháp của tiên giới sao? Hai mắt Tôn Vũ mở to, kinh ngạc nói. Sư phụ ông ta từng nói, công pháp địa cầu là bản đơn giản hóa của võ pháp. Tiên giới. Một quyền vừa rồi của Mạc Phàm, uy lực lợi hại như thế chắc chắn là võ pháp tiên giới. Vấn đề này để sư phụ ông tới hỏi tôi đi, vấn đề của ông nhiều lắm. Mạc Vũ. Phàm bước đến trước người Tôn, sắc mặt Tôn Vũ thay đổi, vội vàng lấy một viên thuốc màu đỏ trong ngực ra, không chút do dự nuốt xuống. Đùng đùng, mờ thanh như giang xào đậu truyền từ ngực ông ta ra, vậy mà xương gãy trong. Cơ thể ông ta nhanh chóng khôi phục, tinh thần tốt hơn nhiều. Muốn giết tôi, nhìn xem cậu có bản lĩnh này hay không, hôm nay tạm thời như vậy, nếu không giết được cậu, đợi tôi giết sạch người thân bạn bè cậu đi. Tôn Vũ cũng không ham chiến, trong mắt hiện lên tàn nhẫn, không chút do dự bay ra ngoài chạy trốn nhanh như một tia chớp. Trong chớp mắt liền đến chỗ cách Mạc Phàm hơn 20 mét, đã rời khỏi đỉnh hồ. Tâm! Ông ta nhẹ nhàng nhảy lên, liền đến không trung cao 10 thước, rơi xuống mặt nước hồ Vũ Trung, tốc độ rất nhanh. Một màn bất ngờ này khiến sắc mặt không ít người trầm xuống. Nếu người như Tôn Vũ chạy trốn, gần như có thể nói để chạy một bá vương. Ngoại trừ Mạc Phàm ra, ông ta muốn giết ai thì giết. Không chỉ người nhà Mạc Phàm bị giết, có khả năng bọn họ cũng chạy trời không khỏi nắng. Cho dù Mạc Phàm mạnh hơn Tôn Vũ, muốn bắt ông ta cũng dễ như vậy sao, dù sao thành phố Đông Hải rộng như thế. Muốn chạy. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười mỉa, ánh mắt trở nên phát lạnh. Hắn không có đuổi theo, vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công đến mức tận cùng, linh khí tuôn đầy vào tay hắn. Một chưởng chém lên trời cao. Chấn hải. Một chưởng dao động vô hình đánh vào Tôn Vũ đã cách 30 mét. Dầm, rõ ràng chỉ là một chưởng, lại giống như trái bom nổ mạnh trong không khí, cả một vùng không gian chấn động vì nó. Tôn Vũ đang nhảy trên không trung bị kiềm hãm, giống như viên đạn bắn trúng con chim nhỏ, rơi vuông góc xuống nước, trên mặt đều là khó mà tin. Lúc trước ông ta không thể nhìn ra cảnh giới của Mạc Phàm, cuối cùng bây giờ cũng biết. Vận khí cách không, Tiên Thiên Tông Sư. 16 tuổi là chân nhân cộng thêm Tiên Thiên Tông Sư. Một chưởng đánh qua, Mạc Phàm không chút do dự đánh thêm một quyền cách không mà đi. Liệt địa.
chỉ nghe rắc một tiếng, giống như trên bầu trời có một đạo kinh lôi đánh xuống, đánh trúng cơ thể Tôn Vũ. A, à, không không không. Tôn Vũ hét to một tiếng, trong mắt đều là sợ hãi. Một trường chấn động nước qua đi, cơ thể ông ta còn chưa khôi phục bình thường lại cảm nhận được nguy hiểm, nhưng không làm được gì. Sau đó hồ nước dưới người Tôn Vũ nứt ra thành một khe hở như mạng nhện, giống như đất đai văng tung tóe. Xoẹt, tiếng xé rách vang lên. A, à, cơ thể Tôn Vũ trực tiếp tứ phân ngũ liệt trong không trung, chết ngay tại chỗ, sau đó rơi vào trong nước. Rầm rầm rầm, mặt hồ tạo ra từng bông hoa sóng, hồ nước xanh biếc bị nhuộm đỏ. Mọi người đều sửng sốt, cả đình hồ tâm vô cùng yên tĩnh. Có rất nhiều người chưa cảm nhận được một quyền khủng bố vừa rồi của Mạc Phàm, bọn họ chỉ cảm thấy sức lực của Mạc Phàm mạnh hơn Tôn Vũ chút. Nhưng một trường một quyền đánh ra, giống như một quả bom sóng siêu âm cộng thêm một viên đạn đuổi theo mục tiêu. Cách xa 30 mét, giết người vô hình. Chuyện này con người làm được sao? Trong lúc này, ánh mắt tất cả mọi người nhìn Mạc Phàm như nhìn thần. Chuyện này, Lý Hưng há to miệng, không thể tin được. Cao thủ nước ngoài tới cứ chết như vậy sao? Sắc mặt Chu Trường Hoàng trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy, tâm tình chìm đến đáy cốc. Vẻ mặt Vương Thiên Tước tuyệt vọng, không nói được một lời. Giống như tội đồ trước khi bị hành hình, sắc mặt âm trầm gần như có thể vặn ra nước. Muốn chạy nhưng hai chân không nghe sai bảo, cũng không nhúc nhích. Trên lôi đài, sắc mặt Mạc Phàm như thường, chậm rãi cảm nhận ba chiêu đầu tiên của Thái Thượng Phá Diệt Kinh. www.xmmakitzlobal.com quả nhiên Thái Thượng Phá Diệt Kinh này lợi hại, có lẽ Tiên Thiên Tông sư bình thường cũng không hẳn có thể đỡ được. Chỉ là tiêu hao quá lớn, linh khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao 7, 8 phần. Cơ thể giống như quá tải, không ngừng run rẩy. Nếu hắn lại sử dụng một chiêu trong ba chiêu này, có khả năng cơ thể hắn sẽ nổ tung, kết cục còn thảm hơn Tôn Vũ. Đây là hắn từng rèn luyện cơ thể, trước mặt Thái Thượng Phá Diệt Kinh vẫn là quá yếu. Xem ra cần phải rèn luyện cơ thể hắn trước, nếu không không chỉ không xử. Dùng được mấy chiêu phía sau của Thái Thượng Phá Diệt Kinh, tu luyện cửu. Chuyển hỗn nguyên công cũng có chút phiền phức. Ý niệm này vừa lóe lên, ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng nhìn trong đình, rất liền nhìn đám Lý Hưng, sắc mặt nhanh đám Lý Hưng lại thay đổi. Mạc Đại Sư, tôi lập tức đưa cho cậu 2 triệu, không, 20 triệu, chỉ cần cậu đồng ý cho tôi một con đường sống. Lý Hưng phịch một tiếng trượt khỏi ghế quỳ trên đất cầu xin, đâu còn bộ dạng đắc ý như vừa rồi. Tha cho ông cảm thấy có khả năng sao? Mạc Phàm đi đến bên cạnh Lý Hưng, cười mỉa nói. Vẻ mặt Lý Hưng ngẩn ra, khuôn mặt trắng bệch, ngồi tê liệt trên đất. Ngay cả Tôn Vũ cậu ta đều có thể giết, ông ta có thể làm gì, súng cũng vô dụng. Đừng giết tôi có thể cho cậu thành phố Nam Sơn. Trong mắt Lý Hưng đều là sợ hãi, cầu xin. Giết ông, tôi cũng có thể lấy được thành phố Nam Sơn. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Hắn đường đường là y tiên bất tử, chỉ cần hắn muốn, còn không lấy được cả thành phố Nam Sơn. Đừng nói thành phố Nam Sơn, cả Giang Nam có là gì. Cho nên ông vẫn nên ngoan ngoãn đi chết đi. Nếu hắn đoán không sai, dùng chị họ để uy hiếp là chủ ý của Lý Hưng. Nếu như vậy, vẫn nên đi chết đi. Không, không. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh, một trường vỗ vào đỉnh đầu Lý Hưng, thân hình Lý Hưng chấn động, sáng rọi trong mắt nhanh chóng mất đi. Ông cần tôi ra tay không? Mạc Phàm nghiêng đầu nhìn Chu Trường Hoàng ở bên cạnh. Thân thể Chu Trường Hoàng run lên, sắc mặt trắng xanh bất định. Mạc Đại Sư, tôi từng khuyên Lý Hưng trả tiền, nhưng cậu ta không nghe, tôi luôn trung thành với cậu. Nếu ông nói như vậy, vậy ông cũng có thể đi chết đi. Mạc Phàm không kiên nhẫn nói, nếu hắn không phải là đối thủ của Tôn Vũ, chắc chắn Chu Trường Hoàng không lấy lý do thoái thác như vậy. Những lời này đứa trẻ 3 tuổi cũng không tin, có thể lừa hắn sao? Chu Trường Hoàng ngẩn ra, mau chóng suy nghĩ, bỗng nhiên hai mắt vẻ mặt sáng lên, vội vàng nói. Mạc Đại Sư có cần pháp bàn không? Tôi biết một nơi bí ẩn, nơi đó có lượng lớn nguyên liệu luyện chế pháp bàn. Nếu Mạc Đại Sư muốn, tôi có thể mang cậu qua đó. Mạc Phàm thu pháp bàn của ông ta, hơn phân nửa là có tác dụng. Dù sao hữu dụng hay không, chỉ có thể đánh cược một lần. Nếu thứ này không thể đả động Mạc Phàm, ông ta chỉ có thể chết. Nhưng nhỡ đâu Mạc Phàm cần,
mạng của ông ta có thể giữ lại rồi. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lộ ra chút bất ngờ. Tụ linh đại trận cần 9981 cái pháp bàn, bây giờ hắn chỉ có 4 cái, hắn vẫn luôn đau đầu vì chuyện này, vậy mà Chu Trường Hoằng biết chỗ như thế. Nếu như là thật, không phải không thể đi một chuyến, bây giờ Hàn Thiết Trăm năm không dễ tìm ở Hoa Tây, tốt nhất là ông nói thật, nếu không ông sẽ chết thảm hơn hai người bọn họ. Mạc Phàm lạnh lùng nói, không giết Chu Trường Hoằng nữa. Lúc này sắc mặt Chu Trường Hoằng mới nhưng quần áo của ông ta bị mồ hôi làm ướt nhẹp, dính sát vào làn da, cả người dịu đi chút, tuy chỉ trong phút chốc, giống như ngâm trong nước. May mà Mạc Phàm cảm thấy hứng thú với tin của ông ta, nếu không ông ta sẽ có kết cục như Lý Hưng. Không, có khả năng còn thảm hơn Lý Hưng, nếu Mạc Phàm phế đi tu vi của ông ta sẽ giống như sư đệ Vương Trường Sinh, bị quỷ âm phản vệ mà. Chết! Chết kiểu này, chỉ nghĩ thôi ra đầu đã run lên, may mà chuyện này chưa có xảy ra. Ông ta quay đầu liếc nhìn thi thể Lý Hưng một cái, thở dài. Nếu lúc trước Lý Hưng nghe lời ông ta, sẽ không có kết cục như vậy, nhưng hiện giờ nói gì cũng vô dụng. Mạc Phàm xử trí hai người kia xong, lập tức đi đến trước Vương Thiên Tước. Người mạo phạm người Mạc gia nhiều lần. Không đợi Mạc Phàm mở miệng, Vương Thiên Tước tươi cười giả nhân giả nghĩa, đứng dậy chắp tay nói với Mạc Phàm. Chúc mừng Mạc Đại Sư giết được tên cuồng đồ nước ngoài, lấy lại mặt mũi cho thành phố Đông Hải chúng ta, từ nay về sau, Vương gia tôi nguyện ý làm trâu ngựa cho Mạc Đại Sư, tuyệt không hài lòng. Lúc này còn không đổi bên đứng, chỉ có con đường chết như Lý Hưng. Vương Tổng, hẳn là cậu đứng phe Lý Hưng cơ mà. Lưu lão Lưu ra nhưỡng rượu thế ra lạnh lùng nghiêm mặt hỏi. Vừa rồi Vương Thiên Tước thường xuyên gật đầu ra hiệu với Lý Hưng, cho dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra Vương Thiên Tước và Lý Hưng cùng một phe. Bây giờ Tôn Vũ và Lý Hưng đều chết, vậy mà Vương Thiên Tước lại nịnh bợ Mạc Phàm, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Vương Thiên Tước tôi sinh ra là người Đông Hải, chết cũng là quỷ Đông Hải, sao có thể giúp người ngoài đối phó người mình? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Thiên Tước ra mặt dày phủ nhận. Hừ, Lưu lão hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Mạc Phàm cười mỉa, lấy điện thoại ra, mở tin nhắn hình chị họ và Lưu Phỉ Phỉ đang làm tóc. Ông đã muốn làm trâu ngô của tôi, vậy tin nhắn này giải thích sao đây? Chuyện này, ánh mắt Vương Thiên Tước tối sầm lại, lập tức cười nói. Tôi đây là sai người bảo vệ người thân của Mạc tiên sinh mà, tên khốn nạn Lý Hưng nói muốn lấy người nhà cậu chèn ép cậu, tôi là người Đông Hải, sao có thể làm như vậy? Cho nên tôi sai người bảo vệ chị họ của cậu. Hả, vậy phải cảm ơn ông rồi. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Cống hiến chút sức lực cho Mạc Đại Sư, là vinh hạnh của tôi. Vương Thiên Tước cười nói. Cho dù cách đối nhân xử thế của ông ta khôn khéo gần như không chê vào đâu được, lúc này trên mặt cũng có chút không tự nhiên. Vậy ông gọi điện thoại nói với tôi, ân oán giữa Mạc gia và Vương gia, ông không nguyện hòa giải, là tôi nghe lầm sao? Mạc Phàm hỏi, chuyện này, Vương Thiên Tước trầm ngâm một lát, ông ta nhìn về phía Tần gia, rất vô tội. Nói, quả thật tôi có nói chuyện này, nhưng lúc ấy Tần gia có lệnh, những người dám có quan hệ thân thiết với Mạc tiên sinh đều là kẻ địch của Tần gia, tôi cũng vì bất đắc dĩ mới làm vậy. Trong đình Tần gia, sắc mặt Tần Trách, Lạc Anh thay đổi. Lúc này Vương Thiên Tước còn hắt bát nước đục lên người Tần gia, dụng tâm đúng là hiểm ác. Vương Thiên Tước, ông có ý gì, Tần gia tôi và Mạc Đại Sư từng có mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn giữa ông và Mạc Đại Sư là do ông không muốn hòa giải đấy chú. Tần Trách tức giận nói. Làm sao có thể, không vì Tần gia các ông, tôi đâu dám nói với Mạc Đại Sư như vậy, có không ít người đang ngồi vì Tần gia ông mà đắc tội Mạc Đại Sư đi, đúng không, Lưu Lão? Vương Thiên Tước cười nham hiểm, hỏi Lưu Lão. Lưu Lão nhíu mày, vẫn gật đầu. Không sai. Tuy ông ta rất ghét Vương Thiên Tước, nhưng vì Tần gia, ông ta và Mạc Đại Sư cũng có chút hiểu lầm. Cơ hội tốt như vậy không đẩy cho Tần gia, còn đợi tới khi nào? Sắc mặt đám Tần gia đều trầm xuống, lúc này bọn họ đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Tần gia, khiến Tần gia có khả năng có kết cục như Lý Hưng. Dù sao bây giờ Mạc Phàm không còn là người Tần gia muốn nâng thì nâng, không muốn nâng thì dẫm xuống chân. Nếu hắn muốn giết người nào, ai đang ngồi cũng không trốn thoát.
Tôn Vũ chết là bằng chứng. Mạc đại sư, chúng tôi... Tần Trách vội vàng giải thích với Mạc Phàm. Không đợi Tần Trách nói xong, liền bị Mạc Phàm cắt ngang. Vương Thiên Tước, ông nói ông vô tội đúng không? Hai mắt Mạc Phàm lóe lên quang mang, nhìn chằm chằm Vương Thiên Tước nói. Đúng vậy, Mạc đại sư, vẫn mong Mạc đại sư cho Vương gia tôi một con đường sống. Vương Thiên Tước cười nịnh nọt nói. Mạc Phàm cười, hơn 500 năm, hắn gặp rất nhiều người am hiểu lật ngược phải trái, có thể nói đen thành trắng, nói trắng thành đen, Vương Thiên Tước. Trước mặt là một người trong đó. Thực sự cho rằng hắn là đứa trẻ 3 tuổi, dễ lừa như vậy sao? Vương gia không muốn hòa giải, có lẽ có nguyên nhân Tần gia. Nhưng thiếu chút nữa Vương Tử Hoa chuốc rượu cha gần chết, Chu Kiến Bình. Đến nhà bắt người, làm cha già đi trong chớp mắt, cũng là vì Tần gia sao? Vương Thiên Tước ông biết 10 thảm họa không? Mạc Phàm đột nhiên hỏi. 10 thảm họa, là 10 thảm họa của Ai Cập sao? Vương Thiên Tước nhíu mày, hỏi. Bình thường ông ta cũng thích xem một. Số sách kỳ văn dị trí, 10 thảm họa của Ai Cập là một đoạn chuyện xưa trong kinh thánh. Nghe nói pha ra, ông của Ai Cập. Không nghe theo Moses và Jaron liên tiếp thỉnh cầu, để người Israel rời khỏi Ai Cập, vì thế thần giáng 10 thảm họa xuống. 10 thảm họa theo thứ tự là máu loãng, ếch nhái bò khắp nơi, muỗi bay ngập trời, ruồi và thú hoang hoành hành, bệnh dịch gia súc, da thịt lở loét, mưa đá, nạn châu chấu, bầu trời tối đen, thảm họa con trường. Tai họa sau khủng bố hơn tai họa trước, mỗi một thảm họa bắt đầu, xác chết đầy noi. Nhất là khó khăn cuối cùng, tất cả đứa con cả của Ai Cập đều tử vong, càng thảm thiết đến mức tận cùng. Không sai, Mạc Phàm gật đầu, hắn từng bái phỏng chú thuật vô song. Của cổ vu nhất tộc, mộ cổ vu nhất tộc có tên y tiên bất tử hắn, bọn họ còn tặng. Y hắn vài loại chú thuật, trong đó có một loại tên thập nan chú. Hiệu quả không đáng sợ như trong truyền thuyết, tương đương với bản thập nan thu nhỏ. Dùng trên người một người. Tiêu diệt một gia tộc vẫn có thể làm được. Nếu Vương gia dùng rượu lừa gạt cha, lại cho người đến nhà bắt người, kiếp trước Vương Kinh Phi còn bán nợ nần nhà hắn cho Lâm Khuynh Thiên kẻ thù lớn nhất. Của hắn, khiến hắn nhà tan cửa nát, Vương gia thích chơi ngầm như thế, thì chơi ngầm với ông ta, thù này sẽ dùng 10 thảm họa tới trả, hưởng thụ thật tốt đi. Sao Mạc Đại Sư lại nhắc đến 10 thảm họa? Vương Thiên Tước tò mò hỏi, 10 thảm họa trong truyền thuyết là... Thần trừng phạt người, chắc chắn Mạc Phàm không thể biết, sao bỗng nhiên nhắc tới. Mạc Phàm vận chuyển linh khí còn sót lại, trong lòng nhanh chóng niệm thập nan chú ngữ nhanh chóng hoàn thành. Hắn thổi một hơi vào lòng bàn tay, ấn chú cổ xưa mắt thường không thể nhận ra xuất hiện trong tay hắn, một chủ lực tang thương hoang vu xuất hiện. Cách đó không xa, sắc mặt Chu Trường Hoàng thay đổi, ông ta là pháp sư trúc cơ kỳ, mẫn cảm với pháp thuật và chú thuật hơn người khác nhiều. Cảm nhận được khí tức chú thuật trong tay Mạc Phàm, ánh mắt ông ta nhìn Mạc. Phàm lại kính sợ vài phần. Nhất định không thể trêu chọc vào thiếu niên này. Vương gia xong rồi, hơn nữa chắc chắn rất thảm. Không có gì, ông đi đi. Mạc Phàm vỗ bả vai Vương Thiên Tước nói. Ấn chú tiến từ trong tay hắn vào cơ thể Vương Thiên Tước thần không biết quỷ không hay. Mạc đại sư, cậu muốn thả ông ta rời đi sao? Đường Long muốn nói lại thôi. Mạc Phàm từng nói muốn tiêu diệt Vương gia, cơ hội tốt như vậy, lại thả. Vương Thiên Tước rời đi. Chuẩn bị một căn phòng, nên rời đi thì đi đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Dạ, Đường Long không dám làm trái, vội vàng đi chuẩn bị ghế lỗ, đám người cũng bắt đầu tản ra. Trong lòng Vương Thiên Tước vui vẻ, lúc Đường Long mở miệng ông ta còn có. Chút lo lắng, không ngờ Mạc Phàm vẫn để ông ta rời đi. Cảm ơn Mạc đại sư đại nhân đại lượng, vậy tôi đi trước, ngày khác tôi sẽ mang đứa con vô dụng của tôi đến cửa xin lỗi cậu. Mạc Phàm cười, khoát tay ý bảo Vương Thiên Tước rời đi. Vương Thiên Tước như được đại xá, vội vàng đi theo đám người ngồi thuyền rời. Đi, nhóc con đúng là dễ lừa, nói mấy câu đã bị lừa gạt. May mà ông ta đủ thông minh, nếu không ông ta sẽ có kết cục như Lý Hưng. Ông ta ngồi trên thuyền đang mừng thầm vì sự thông minh của mình, bỗng nhiên một cơn gió to thổi tới, ông ta bị thổi bay vào trong hồ. Trước mắt toàn là màu đỏ, máu tanh xông vào mũi. Trong hồ nước là một vùng màu đỏ, còn cả tứ chi bị nổ tung của Tôn Vũ,
cùng với gương mặt không cam lòng của Tôn Vũ trước khi chết xuất hiện xung quanh ông ta. Nơi này là nơi Tôn Vũ rơi xuống khi chết, còn chưa được người ta rửa sạch. Sắc mặt Vương Thiên Tước lập tức không còn chút huyết sắc. Thảm họa đầu tiên trong 10 thảm họa, tai họa máu loãng. Đình Hồ Tâm, trong đình Đường Gia. Đám Đường Khôn bị phế, Lục Kỳ, Lưu Tử Hàng do dự bất định đứng đó. Đi cũng không được, đứng lại cũng không xong. Vừa rồi bọn họ đắc tội Mạc Phàm ở bờ hồ, bây giờ không giải quyết, chắc chắn sau này sẽ có phiền phức lớn. Bây giờ Mạc Phàm không giống như xưa, ngoại trừ là thần y giải trừ bệnh dịch, còn là cao thủ với chiến lực đáng sợ. Mấy người đang do dự có nên đi tìm Mạc Phàm xin lỗi không, Đường Long đã đi tới. Các vị, Mạc tiên sinh chúng tôi cho mời. Đường Long lạnh lùng nói. Trong lòng đám Đường Khôn hồi hộp, sắc mặt vô cùng âm trầm, cuối cùng chuyện gì phải tới cũng tới. Mấy đệ tử Đường Gia nâng Đường Khôn dẫn theo đám Lục Kỳ đi vào một ghế lỗ lớn nhất trong đình Hồ Tâm. Mạc Phàm ngồi ở giữa, bên cạnh là Tần Gia, Lưu Gia và một số gia tộc ở thành phố Đông Hải hoặc thành phố khác. Nhìn thấy người trong ghế lỗ, lúc này ngay cả Đường Khôn người đứng số một Đông Hải cũng câm như hến, sắc mặt vô cùng khó coi, không dám nhìn Mạc Phàm. Đường Khôn, ông còn muốn gặp sư phụ tôi, thay sư phụ giáo huấn tôi hay không? Mạc Phàm nhìn Đường Khôn thảm hại như vậy, lạnh lùng hỏi. Vẻ mặt Đường Khôn sửng sốt, trên mặt đều là lúng túng. Ông ta tưởng rằng tất cả những thứ Mạc Phàm có là do sư phụ cậu ta cho, ví dụ như phương thuốc và có thể nuốt nhả kiếm khí pháp khí. Ai biết Mạc Phàm thật sự lợi hại, cậu ta có sư phụ như trong truyền thuyết hay không thì còn không biết. Đường Khôn không dám, vẫn mong Mạc Đại Sư tha thứ. Nể mặt con gái ông từng giúp tôi có thể không so đo với ông, nhưng nếu có lần sau, ông sẽ biết là có kết cục gì. Mạc Phàm trầm giọng nói. Dạ, dạ. Đường Khôn vội vàng gật đầu, thở phào một hơi. Ông ta vốn định ra mặt thay Lục Kỳ, bám vào Lục Gia, ai biết chọc phải nhân vật lợi hại như thế, sớm biết như vậy, ông ta chắc chắn không quản chuyện này. Cũng may con gái từng có ân với Mạc Phàm, nếu không hôm nay ông ta thật sự xong rồi. Đường Gia sau này, chỉ có thể xem quan hệ của con gái ông ta và Mạc Phàm rồi. Quan hệ tốt, Đường Gia hưng thịnh, quan hệ không tốt, Đường Gia diệt vong. Mạc Phàm rời mắt, ánh mắt nhìn Lục Kỳ và Lưu Tử Hàng. Các người còn tìm tôi gây phiền phức không? Thân thể Lục Kỳ và Lưu Tử Hàng run lên, sắc mặt tái mét. Mạc Đại Sư, là tôi có mắt không tròng, mạo phạm cậu ở bờ hồ, cậu đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, bỏ qua cho chúng tôi đi, cha tôi tên Lưu Quốc Đống, cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được. Lưu Tử Hàng quỳ xuống nói. Lưu Quốc Đống. Không ít người hừ lạnh một tiếng. Những người đang ngồi đều có bối cảnh hơn. Lưu Quốc Đống, bọn họ đều phải nhìn sắc mặt Mạc Phàm làm việc, nói tên Lưu Quốc Đống có tác dụng sao? Lục Kỳ cắn đôi môi đỏ mọng, do dự một lát, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Mạc Đại Sư, chuyện này đều vì Tiểu Kỳ mà ra, Mạc Đại Sư muốn trách tội thì cứ. Trách tôi đi, cho dù thế nào Tiểu Kỳ đều cam lòng chịu phạt, không oán hận một. Câu, nhìn kết cục của Lý Hưng và Vương Thiên Tước. Đụng phải người như Mạc Phàm, càng cầu xin tha thứ càng chết nhanh, tất nhiên cô sẽ không giống như Lưu Tử Hàng. Mạc Phàm cười lắc đầu, mấy chữ xuất hiện trong mắt hắn, kỹ nữ tâm cơ. Cho bọn họ một tấm ván gỗ, tự mình bơi đi, có thể sống sót là vận khí của bọn. Họ, không sống nổi là vận khí của đám cá trong hồ. Ra, Đường Long gật đầu, khoát tay với mấy tên thuộc hạ. Mấy đại hán áo đen lập tức kéo Lục Kỳ và Lưu Tử Hàng xuống. Sắc mặt hai người đều thay đổi, nhất là Lục Kỳ. Cô vốn tưởng rằng mình hiểu tính cách Mạc Phàm, ai biết kết quả không khác. Lưu Tử Hàng. Hồ Trung Vũ có bán kính 5 km, người bình thường không bơi qua được, cho dù. Có một tấm ván gỗ, bọn họ vẫn mất sức mà chìm xuống như trước. Chuyện này. Hắn nói xong. Hai mắt nhìn Chu Trường Hoàng Chu Đại Sư bị bốn đại hán trói trong góc sáng sủa. Những lời ông vừa nói là thật, bây giờ hắn cần nguyên liệu luyện chế. Trận bàn nhất, nếu có đủ trận bàn, tụ linh đại trận của hắn coi như hoàn thành hơn phân nửa. Mạc Đại Sư, tôi lấy đạo cơ của tôi ra thề, những lời tôi nói với Mạc Đại Sư đều là thật, nếu có nửa câu nói dối tôi sẽ bị trời giáng ngũ lôi. Chu Trường Hoàng thề son sắt nói. Lông mày Mạc Phàm giãn ra. Tu giả không thể thề linh tinh, một khi thề,
nếu không theo lời thề, khi độ kiếp sẽ thành tâm ma. Nhất là lấy đạo cơ thể, lại càng là cấm kỵ, không dám lập lời thề lớn. Nhớ đâu vi phạm, rất có khả năng đạo cơ sẽ vỡ nát, thành phế nhân. Chu Trường Hoàng lấy đạo cơ ra thề, có lẽ là thật, xem ra có hy vọng tìm được nguyên liệu luyện chế trận bàn, không biết có đủ 81 cái hay không. Nơi ông nói ở đâu? Mạc Phàm hỏi. M. Sơn ở thành phố Nam Sơn, sư môn của tôi ở đó. Sắc mặt Chu Trường Hoàng trầm xuống, bất đắc dĩ nói. Thành phố Nam Sơn. Thành phố Nam Sơn là nơi nhiều núi nhất ở tỉnh Giang Nam, Long Hổ Sơn và Phu Sơn nổi tiếng nhất Hoa Hạ đều ở thành phố Nam Sơn. Ngoại trừ núi lớn ra, các loại núi nhỏ như rừng, rất nhiều núi không gọi được. Tên. M. Sơn, ông nghe thấy nơi này chưa? Lạc Anh hỏi Vân Thiên Không ở bên cạnh. Vân Thiên Không xuất thân từ thành phố Nam Sơn, cũng lắc đầu. Chu Trường Hoàng, ông chắc chắn có ngọn núi này, không phải ông muốn gạt Mạc Đại Sư đến thành phố Nam Sơn các ông, sau đó gây bất lợi với Mạc Đại Sư. Đấy chứ. Tần Trách chất vấn. Chu Trường Hoàng biến sắc, lúc này bất luận câu nào cũng có thể kích thích lửa giận của Mạc Phàm khiến ông ta chết. Tần Tiên Sinh, những lời tôi nói đều là thật. Tông môn chúng tôi lợi hại nhất là Lão Phu, lấy cái gì gây bất lợi cho Mạc Đại Sư đây? Chu Trường Hoàng khổ sở nghiêm mặt nói. Lúc Mạc Phàm giết Tôn Vũ, ông ta hoàn toàn không còn tâm tư báo thù. Mạc Phàm quá đáng sợ, bây giờ cậu ta chỉ mới 16 tuổi, đã chém giết được Hoành Luyện Đại Sư, đợi một thời gian nữa, còn ai ở Đông Hải là đối thủ của cậu ta? M. Sơn. Mạc Phàm nhìn thoáng qua nhẫn trên tay hắn, vẻ mặt khẽ đổi, chẳng lẽ chiếc nhẫn này là ở nơi đó? Này mới lóe lên, có phải hay không đến sẽ biết, tóm lại hẳn có trận ý niệm bàn. Hắn lại thêm phong ấn phong bế tu vi của Chu Trường Hoàng, thêm một dấu hiệu, bảo người buông Chu Trường Hoàng ra. Tuy như vậy nhưng sắc mặt Chu Trường Hoàng tốt hơn nhiều, có lẽ đã bảo vệ được mạng. Đám người muốn ăn mừng với Mạc Phàm ở đình Hồ Tâm, Mạc Phàm đánh bại Tôn Vũ, trở thành người số một Đông Hải, giúp Đông Hải lấy lại mặt mũi. Chắc chắn là một chuyện đáng ăn mừng. Lúc này di động của Mạc Phàm vang lên, là chị họ gọi đến. Mạc Phàm nhíu mày, sau đó nghe máy, giọng nói non nớt của Tiểu Vũ truyền trong điện thoại đến. Anh ở đâu thế? Ở Hồ Trung Vũ, sao thế, Tiểu Vũ? Sắc mặt Mạc Phàm thay đổi, hỏi. Tiểu Vũ dùng di động chị họ gọi điện. Chắc chắn là ở trong thành phố, không? Phải. Mọi người ở quán KFC Quảng Trường An Đạt, có một người lái xe đụng phải. Mẹ, con muốn chúng ta bồi thường, cha và chú ba sắp đánh nhau với bọn họ, anh nhanh đến đây. Tiểu Vũ lo lắng nói, sau đó trong điện thoại truyền đến tiếng tranh cãi. Ô, điện thoại gọi người tới, cứ gọi thoải mái, bản tiểu thư muốn xem các người có thể gọi ai tới, có thể đền chiếc xe này của tôi không? Giọng một người phụ nữ hung hãn vang lên. Giọng nói không lớn, nhưng thính lực của Mạc Phàm người thường so được. Sao? Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, ánh mắt sắc bén vô số lần. Tiểu Vũ, em nói với cô ta, bảo cô ta đợi một lát, anh sẽ lập tức qua đó. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Từ nhỏ đến lớn Tiểu Vũ không nói dối, Tiểu Vũ nói xe đụng phải mẹ, có lẽ là thật. Đâm lão mẹ, còn muốn đòi tiền. Hắn muốn nhìn xem ở thành phố Đông Hải này còn ai lớn gan như thế. Cô đợi đó, anh trai tôi sắp đến rồi, đến lúc đó khiến các người đẹp mặt. Giọng nói non nớt của Tiểu Vũ vang lên. Anh trai nhóc, được đấy, tốt nhất bảo cậu ta mang nhiều người một chút, nếu không thì mang nhiều tiền chút, đừng như lão cha hai lúa này, nhanh lên đó. Chúng tôi không có nhiều thời gian đợi các người. Lần này nói chuyện là một giọng nam. Tiểu Vũ, em nói với bọn họ. Anh sẽ đến trong vòng 20 phút. Mạc Phàm nói. Dượng cũng đang trên đường tới, sắp đến rồi ạ. Tiểu Vũ nhu thuận nói, sau đó chuyển lời Mạc Phàm nói với người đối diện. 20 phút, đừng đến muộn đó. Nếu muộn mà nói, chúng tôi sẽ mang ba tiểu mỹ nữ này đi, theo chúng tôi một đêm coi như là phí sửa xe. Mạc Phàm nhướn mày, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Các ông ăn trước đi, tôi đi xử lý chút chuyện. Mạc Phàm trầm giọng nói. Quảng trường An Đạt ngay bên cạnh Hồ Trung Vũ, đến trong vòng 20 phút. Không thành vấn đề. Hơn nữa trên người cha mẹ và Tiểu Vũ còn có Thất Hồn Ngọc,
có ngọc phù này, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ sẽ không sao. Đám người đang ngồi có con nhỏ nhất cũng không khác Mạc Phàm, sao cả đám không phát hiện sắc mặt Mạc Phàm thay đổi. Chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi. Mạc tiên sinh, có phải xảy ra chuyện gì không, chúng tôi cũng đi cùng, dù sao lúc này cũng không gấp được. Lạc Anh đề nghị. Đúng vậy, ai dám tìm Mạc đại sư gây phiền phức, Lưu Côn Ngô tôi là người không đồng ý đầu tiên. Lưu lão đập bàn, tức giận nói. Nghe giọng nói, hẳn không phải người Đông Hải, rất có khả năng là người thành phố Nam Sơn. Vân Thiên không nói. Tuy Mạc Phàm không nói ra, nhưng ông ta là tiên thiên tông sư, nhĩ lực mạnh hơn người thường vô số lần, tất nhiên nghe thấy được cuộc nói chuyện của Mạc Phàm. Thành phố Nam Sơn và thành phố Đông Hải gần nhau, nhưng cách xa hơn 700 km, khẩu âm rất kém, ông ta lại xuất thân ở thành phố Nam Sơn, tất nhiên vừa nghe đã nghe ra. Mạc Phàm không để tâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Trường Hoàng. Người là các ông mang đến sao? Lý Hưng là người thành phố Nam Sơn, rất có khả năng là ông ta mang đến. Mạc đại sư tha mạng, tôi và Lý Hưng tới thành phố Đông Hải chỉ mang theo một số vệ sĩ, còn những người thành phố Nam Sơn đó, chắc là Lý Hưng mời đến trợ uy. Thân thể Chu Trường Hoàng run rẩy, vội vàng giải thích. Lý Hưng mời không ít nhân vật nổi tiếng ở thành phố Nam Sơn, nhưng chân chính có mặt chỉ có Trương gia và Tiền gia, có mấy nhà phái người đến nhưng. Còn chưa thấy mặt, chắc là đám người này. À, thành phố Nam Sơn ngoại trừ Lý gia còn có gia tộc khác sao? Mạc Phàm đầy hứng thú hỏi. Thành phố Nam Sơn nhiều núi, thế lực phức tạp hơn thành phố Đông Hải nhiều, Lý gia chỉ nắm giữ không ít tài nguyên khoáng sản mà thôi, Trương gia nắm giữ phần lớn là chữa bệnh, Tiền gia làm bất động sản, Tưởng gia làm buôn. Bán đậu gia, Khổng gia mở ngân hàng, ngoại trừ những đại gia tộc này, còn có. Một số dân tộc thiểu số, thế lực cũng không tầm thường, cho dù là Lý Hưng cũng phải cẩn thận đối phó. Chu Trường Hoàng nói. Ha! Mạc Phàm nhướng mày. Lúc này, trên một con đường bên ngoài quán KFC ở quảng trường An Đạt, sắc mặt lão mẹ Mạc Phàm trắng xanh, một bàn tay xoa đầu gối. Mợ, mợ đỡ hơn chưa? Lông mày Lý Thi Vũ cau chặt, ân cần hỏi han. Đỡ hơn nhiều rồi. Lão mẹ Mạc Phàm nhíu mày, cố nặn ra nụ cười. Thi Vũ, cháu nhanh đi xem cô gái kia thế nào rồi. Vừa rồi lão mẹ Mạc Phàm nắm tay Tiểu Vũ qua đường. Ai biết mấy chiếc xe thể thao không thèm quan tâm đèn đỏ, không giảm tốc độ cứ xông tới. Bên cạnh là một chiếc xe đang đợi đèn đỏ, thấy chiếc xe thể thao sắp đâm người ta, liền quẹo trái một cái đâm chiếc xe kia. Xe thể thao chỉ làm chảy ra chân mẹ Mạc Phàm, nhưng vừa rồi quá nguy hiểm, khiến huyết áp của lão mẹ Mạc Phàm tăng lên, cũng may có mang theo thuốc bên người, nếu không sẽ phiền phức lớn. Cô gái đâm chiếc xe thể thao đầu tiên bị đập đầu vào tay lái, chán vì va chạm mà bị thương. Dạ, cháu lập tức qua đó. Lý Thi Vũ lấy một chai nước, vội vàng đi đến chỗ cô gái cách đó không xa. Cô khỏe không, vừa rồi thật sự cảm ơn cô. Lý Thi Vũ đưa cho cô gái này một chai nước, cảm kích nói. Nếu không phải vừa rồi có cô gái này, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Cô gái dùng khăn tay che vết thương trên trán, khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ, hai mắt tràn đầy lo lắng nhìn chằm chằm xe thể thao bị đâm hỏng. Cô gái này khoảng 18 tuổi, lớn hơn Lý Thi Vũ một chút. Mái tóc đen tuyền buộc đuôi ngựa, đội mũ lưỡi chai, nửa người trên là chiếc áo. Sơ mi có hoa văn, bộ ngực miêu tả sinh động có thể thấy rõ qua chiếc áo sơ mi. Phía dưới là chiếc quần bò màu lam, bao quanh cái mông và đôi chân thon dài của cô, trên chân là đôi giày vải giặt đến trắng bệch. Cách ăn mặc giống hệt cô gái nhà bên, nhưng không thể che khuất dáng người thành thục và đoan trang trời sinh của cô gái. Cô tên Chu Hiệt, là một sinh viên đại học, trước kia nhà làm buôn bán, vì kinh. Doanh thất bại mà phá sản, nợ một khoản tiền. Cha mẹ vì không muốn để lại phiền phức cho người nhà, ngày hôm sau cùng uống thuốc ngủ tự sát, để lại cô và em trai. Vì có thể để em trai tiếp tục đến trường, những lúc cô không có tiết sẽ lái taxi kiếm tiền. Cuộc sống không giàu có và sung túc như trước kia, nhưng tính là phong phú, chủ yếu vì bận rộn mà không nhớ tới cha mẹ. Vừa rồi cô đang đợi đèn đỏ liền thấy một chiếc xe thể thao không quan tâm đèn đỏ đậm về phía hai mẹ con, cô không hề nghĩ ngợi đâm vào chiếc xe đó. Ái ra! Không biết cảnh sát sẽ xử lý như thế nào, bất luận là chiếc xe taxi bị hỏng, hay xe thể thao bị cô đụng vào,
đều không phải là thứ cô có thể đền, nhất là chiếc xe thể thao kia. Lúc cha mẹ cô còn sống từng mang cô đi xem triển lãm xe. Chiếc xe kia là Ferrari G10, không có 500 vạn không mua nổi. Bây giờ cửa xe xa hoa bị cô đâm lõm vào, không có 50 đến 100 vạn không sửa. Được. Nếu để cô chọn lần nữa, cô vẫn đâm chiếc xe thể thao kia, nhưng bây giờ cô cũng không biết nên làm gì. Cảm giác tuyệt vọng đột nhiên xuất hiện trong lòng cô, rõ ràng cô đã đủ thảm rồi, vì sao còn ép cô đến đường cùng. Không sao, chỉ bị chảy ra chút thôi, không phải chuyện lớn gì. Chu Hiệt nhận chai nước trong tay Lý Thi Vũ, cười khổ nói. Không sao, ha ha, cô đâm chiếc xe tôi yêu thích thành như vậy, vậy mà còn dám nói không sao, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Một người phụ nữ tức giận, cười mỉa nói. Cô gái này khoảng 17, 18 tuổi, bộ dạng rất được, trên mặt còn trang điểm phong cách quyến rũ. Tóc dài nhuộm thành màu rượu đỏ, mặc áo da gắn ninh, bên trong là áo may ô màu trắng bao quanh bộ ngực cao ngất, rốn và cái bụng bằng phẳng đều lộ ra ngoài. Phía dưới là quần da màu đen siêu ngắn, khó khăn bao lấy cái mông mượt mà, trên bắp đùi thon dài là một đôi giày da đến đầu gối. Phong cách hoàn toàn trái ngược với Chu Hiệt, nếu Chu Hiệt là một vũng nước trong vắt, cô gái kia sẽ là nham thạch nóng chảy trong núi lửa tràn trề nhiệt tình, vẻ mặt cao ngạo. Cô gái này mới mở miệng, sắc mặt Chu Hiệt lập tức trầm xuống. Là các người vượt đèn đỏ đâm người ta, cho dù có chuyện cũng là các người. Cha Mạc Phàm tức giận nói. Vừa rồi nếu không phải cô gái này thấy việc nghĩa hăng hái làm, có khả năng ông không được gặp lão mẹ Mạc Phàm và Tiểu Vũ rồi. Cha Mạc Phàm mới mở miệng, bên cạnh cô gái nóng bỏng, một thanh niên tên là Ngô Quân cũng mặc quần áo ra xoa xoa cổ, đi tới. Trên khuôn mặt đầy vẻ lưu manh, vẻ mặt không có một chút tôn trọng người lớn tuổi hơn. Tôi nói này, có phải mắt ông bị mù không, rõ ràng là con ngốc này đột nhiên quay đầu, đâm vào xe của Khổng Tiểu Thư chúng tôi. Con mắt nào của ông thấy Khổng Tiểu Thư chúng tôi muốn vượt đèn đỏ, muốn tôi cho ông hai quyền để ông thấy rõ hơn không? Một lão già và một con ngốc, nói nhiều như vậy, muốn chết à? Các cậu đi đến đường kẻ vạch còn không giảm tốc độ, nói xem có vượt đèn đỏ không? Cha Mạc Phàm tức giận nói. Lúc ấy ông đang xem cảnh đêm ven đường, khi nghe thấy tiếng xe thể thao gầm thét, xe thể thao đã đến đường kẻ vạch, tốc độ ít nhất phải 120. Tốc độ như vậy nếu có thể phanh lại, chắc chắn rất kỳ lạ. Ông nghĩ rằng xe của tôi và Khổng Tiểu Thư như những chiếc xe rách nát ông nhìn thấy sao? Xe của Khổng Tiểu Thư là Ferrari G10, thiết bị phanh xe dùng phanh gốm sứ Porsche cao cấp nhất hợp lại. Hệ thống phanh xe đã hơn 10 vạn, mạng của các ông cũng không giá trị nhiều như thế. Cho dù ông muốn Khổng Tiểu Thư của chúng tôi đâm các ông, Khổng Tiểu Thư của chúng tôi cũng sẽ không đâm. Ngô Quân hung hãn nói. Đúng vậy, nghĩ mình là ai chứ? Khổng Tiểu Thư của chúng tôi ai muốn đâm thì bị đâm sao, cho dù bị đâm cũng là phúc ba đời của kẻ đó, người bình thường có phúc này sao? Ngô Quân mới mở miệng, mấy tên mặc quần áo lố lăng ở phía sau ồn ào theo. Nói không sai, khà khà. Khóe miệng người phụ nữ nóng bỏng nhếch lên, trong đôi mắt đẹp đều là đắc. U, cha Mạc Phàm nhíu mày, lửa giận trong mắt dày đặc hơn. Nhị ca, đừng nói lời vô nghĩa với bọn chúng. Mấy tên nhóc mua được mấy cái xe thì khá lắm sao, không quan tâm đến tính mạng người khác chút nào, em thu thập bọn chúng một trận trước. Chú ba Mạc Phàm không nhịn được nói. Lúc trước anh ta từng học lái xe, cũng biết một chút về xe, hệ thống phanh xe châu bò đến mấy cũng không có khả năng dừng lại ngay khi đang đi với tốc. Độ hơn 120 km một giờ, trừ phi đâm vào tường đồng vách sắt. Ôi ông già kia, tuổi ông đã lớn như thế, tính cách cũng vẫn còn lớn nhỉ. Nói mạnh miệng không sợ đau lưỡi à, thu thập chúng tôi, là chúng tôi thu thập ông mới đúng. Ngô Quân liếc chú ba Mạc Phàm một cái, khinh thường nói. Được đó, hai chúng ta thử xem. Chú ba Mạc Phàm bị Ngô Quân kích thích, lại càng tức giận, quả đấm nắm chặt, tức giận nói. Chuyện khác không nói, luận về đánh nhau từ nhỏ anh ta đã không sợ người nào. Không đợi bọn họ ra tay, có chiếc xe dừng ở bên cạnh, Lý Thường Thanh và Ngô Hân bước ra khỏi xe. Cha! Lý Thi Vũ nhìn thấy cha mình đến, vội vàng kêu lên. Lý Thường Thanh gật đầu với bọn họ, đi tới chỗ cảnh sát giao thông xử lý chuyện này. Tôi là Lý Thường Thanh, cục trưởng cục xây dựng, ở đây xảy ra chuyện gì? Thế! Bởi vì tấm thẻ chí tôn Tần gia,
không chỉ Ngô Hân được thả ra, ông ta cũng từ phó cục trưởng thành cục trưởng. Cảnh sát vừa nghe là lãnh đạo thành phố, lập tức vô cùng khách sáo, nói đại khái tình huống với Lý Thường Thanh và Ngô Hân. Chắc chắn xe thể thao vượt đèn đỏ, nhưng người ta lái xe thể thao Porsche bản số lượng có hạn, người như vậy không phú thì quý, anh ta xử lý không tốt, quản không tốt anh ta sẽ mất chức. Xử lý không tốt đám thanh niên kia, anh ta cũng không xử lý tốt Chu Hiệt, dù sao cũng là cô cứu người, đành phải để hai bên tự bàn bạc. Nghe cảnh sát nói xong, sắc mặt Lý Thường Thanh thì như thường, trái lại sắc mặt Ngô Hân thì trầm xuống. Vừa tới thành phố đã gây chuyện, đúng là sao chổi. Hôm nay vốn là ăn mừng Lý Thường Thanh được lên chức, liền mời cả Mạc gia đến ăn mừng một phen, đương nhiên chủ yếu là muốn khoe khoang một chút. Ai biết còn chưa bắt đầu bữa tiệc, bên này lại truyền đến tin tức không hay. Lý Thường Thanh lạnh lùng liếc Ngô Hân một cái, đi qua chào hỏi đám bác cả, cha Mạc Phàm, sau đó đi đến trước mặt đám thanh niên. Tôi là Lý Thường Thanh, cục trưởng cục xây dựng thành phố Đông Hải, chuyện này hai bên chúng ta đều sai, nếu không thì như vậy, nể mặt tôi coi. Như chưa có chuyện gì xảy ra, Lý Thường Thanh nhã nhặn nói. Đám người này có thể lái được xe Porsche, chắc chắn thân phận không bình thường, nhưng ít nhiều cũng phải nể mặt chút. Lý Thường Thanh không nói lời nào thì còn hay, mới mở miệng, đám nam nữ thanh niên kia nở nụ cười, nhất là Khổng tiểu thư cô gái nóng bỏng kia. Cục trưởng cục xây dựng sao? Chức lớn thật. Ha ha. Xung quanh tràn đầy tiếng cười khinh miệt. Sắc mặt Lý Thường Thanh và đám cha Mạc Phàm trầm xuống, trong mắt lóe lên lửa giận. Nghe giọng vài vị hẳn là thành phố Nam Sơn, xin hỏi mấy vị là? Lý Thường Thanh kìm nén kích động hỏi. Ông ta mới nhận chức cục trưởng cục xây dựng thành phố Đông Hải, nhưng quan mới nhậm chức ba tầng lửa, lại nói khách sáo với mấy tên nhóc, mặt mũi để vào đâu. Ông ta từng nhậm chức ở thành phố Nam Sơn, tất nhiên nghe ra khẩu âm của bọn họ. Cục trưởng đại nhân, có chút kiến thức đó, còn có thể nghe ra khẩu âm của chúng tôi, ông đã biết chúng tôi là người thành phố Nam Sơn, hẳn biết Khổng Tuyên Khổng tiểu thư của Khổng gia ở Nam Sơn đi, không biết ông còn muốn mặt mũi không? Khổng Tuyên Khổng gia ở Nam Sơn. Vẻ mặt Lý Thường Thanh chấn động, sắc mặt trầm xuống. Không chỉ ông ta, lão mẹ Mạc Phàm cũng sửng sốt, khuôn mặt vốn trắng càng khó coi hơn. Sanh Khổng gia ở Nam Sơn có mấy trăm năm lịch sử, mở ngân hàng ở thời kỳ dân quốc, lúc ấy là một trong tứ đại gia tộc rất có tiền ở Giang Nam. Tuy mấy năm nay có chút đi xuống, nhưng vẫn uy danh hiển hách ở thành. Phố Giang Nam. Không chỉ có rất nhiều ngân hàng Khổng thị của Khổng gia ở thành phố Nam Sơn, bây giờ tỉnh Giang Nam cũng có rất nhiều. Khổng gia ngoại trừ mở ngân hàng ra, trong nhà có 20-30 vị đi lên con đường làm quan, cao thì đến thủ đô, thấp nhất cũng nhậm chức ở tỉnh Giang Nam, lớn hơn cục trưởng cục xây dựng thành phố Đông Hải rất nhiều. Thành phố Nam Sơn, cho dù là thị trưởng gặp Khổng tiểu thư cũng phải vô cùng khách sáo, đừng nói là Lý Thường Thanh. Lúc Lý Thường Thanh nhậm chức ở Nam Sơn, một dòng chính của Khổng gia. Dậm chân một cái, đều có thể khiến ông ta run rẩy, huống chi Khổng Tuyên là. Dòng chính của Khổng gia. Chẳng trách lại lái được xe thể thao Porsche cao cấp nhất, đua xe ở thành. Phố Đông Hải, hóa ra là đại tiểu thư Khổng gia. Cục trưởng đại nhân, bây giờ chúng ta còn hòa giải không? Ngô Quân cười mỉa nói, trong mắt đám người đều là trêu tức. Đừng nói không đâm trúng người, cho dù đâm chết thì sao, đụng vào xe bọn họ, cho dù chết người cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Ai bảo cô ta là người Khổng gia? Sắc mặt Lý Thường Thanh trầm xuống, giống như bị người ta tát mấy cái. Vừa rồi ông ta thật sự quá tự đại, đừng nói là ông ta, cho dù Đường Long đến đây cũng không dám muốn mặt mũi. Không đợi ông ta mở miệng, Ngô Hân đứng bên cạnh xen miệng vào, tươi cười nịnh nọt. Hóa ra là đại tiểu thư Khổng gia. Thật sự là thất kính, xe đại tiểu thư Khổng gia. Bị đụng phải, sao có thể bỏ qua như vậy được? Hừ, Ngô Quân liếc mắt nhìn Ngô Hân đầy khinh bỉ, cười nói. Vẫn còn có người thức thời, bà nói xem nên làm sao bây giờ. Ngô Hân cũng không tức giận, bộ dạng tiểu nhân như trước. Khổng đại tiểu thư, cô xem như vậy được không? Đâm chiếc xe này là cô gái kia, chúng tôi chỉ đi ngang qua, chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi. Cô coi như chúng tôi không tồn tại được không? Ngô Hân mới mở miệng, sắc mặt Chu Hiệt trầm xuống, tâm tình chìm vào đáy cốc. Nếu không có đám cha Mạc Phàm,
đám nhuộm tóc xanh biếc này đã mang cô đi. Nếu như đổ hết mọi chuyện lên người cô thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Trái lại cô thì không sao, dù sao cô đã sớm muốn đi gặp cha mẹ, nhưng không có cô trói buộc, em trai cô. Đám Khổng Tuyên nhìn nhau cười, trên mặt lộ ra cân nhắc. Đám cha Mạc Phàm nhíu mày lại, nhìn Ngô Hân đầy bất mãn. Ngô Hân, bà nói cái gì, đám danh con này đâm chị dâu bị thương, không có cô gái này thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi, cứ vậy thôi, nghĩ đơn giản quá nhỉ, nghĩ người Mạc gia chúng tôi dễ bắt nạt như vậy sao? Chú ba Mạc Phàm tức giận nói. Tuy Mạc gia không phải đại gia tộc, nhưng không phải dám làm không dám chịu. Mạc gia, các cậu nghe nói đến Mạc gia ở Đông Hải chưa? Ngô Quân cười khinh bỉ hỏi. Mạc gia là cái thá gì, sửa chữa cống thoát nước, chuyển gạch, hay là mở quán bán hoa, chưa từng nghe nói đến, nhưng mà bộ dạng hai cô gái này không tệ, bao nhiêu tiền một đêm thế? Người đàn ông tên Khổng Lâm nhìn chằm chằm Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ cười dâm nói. Các người đừng quá đắc ý, đợi lát nữa anh trai tôi đến, các người sẽ biết Mạc gia chúng tôi là ai. Bên cạnh cha Mạc Phàm, Tiểu Vũ bĩu môi nhìn đám người này nói. Tiểu Vũ, câm miệng, ở đây đến lượt trẻ con như cháu nói chuyện à, thực sự nghĩ anh trai mình là ai chứ, có thể đấu với Khổng gia, một đám phiền phức, vừa đến thành phố Đông Hải đã gây chuyện, sớm biết thế đã không mời các người đến đây. Ngô Hân quát lên, nếu như đối phương là người bình thường, tất nhiên bọn họ sẽ không đứng về đối phương, chắc chắn sẽ dẫm mạnh đối phương xuống, trước khi bồi thường phải xin lỗi, khoe khoang trước mặt thân thích. Nhưng đối phương là Khổng gia, lúc này còn không nhanh cúi đầu có phải ngốc hay không? Ngô Hân bà nói gì thế, chúng tôi thèm chắc. Chú ba Mạc Phàm nhíu mày nói, bây giờ xưởng dược buôn bán rất tốt, có. Rất nhiều người mời bọn họ ăn cơm, bọn họ đều từ chối. Không phải nể mặt Lý Thường Thanh là anh rể bọn họ, ai sẽ đi xa đến nội thành ăn một bữa cơm. Bác cả và cha Mạc Phàm vội vàng liếc mắt ra hiệu với chú ba Mạc Phàm, hai. Mắt chú ba Mạc Phàm gần như phun ra lửa, vẫn lùi xuống. Ôi trời, xưởng dược buôn bán tốt một chút thì nghĩ cánh cứng cáp, không phải lão Lý nhà chúng tôi giúp các người địa điểm, các người đâu xây được xưởng dược lớn như thế, không muốn trêu chọc phiền phức mà nói thì câm miệng lại, nếu không lát nữa chúng tôi sẽ không bảo vệ được các người. Ngô Hân lạnh nhạt nói, giống như quát đám thuộc hạ. Đủ rồi. Sắc mặt Lý Thường Thanh xanh mét, lạnh giọng nói với Ngô Hân. Ngô Hân lạnh lùng liếc đám cha Mạc Phàm một cái, sau đó rời mắt nhìn đám. Khổng Tuyên, lập tức nở nụ cười nịnh nót. Khổng đại tiểu thư, thân thích nhà tôi từ nông thôn đến nên không hiểu chuyện, các cô đừng chấp nhặt với bọn họ, hay là chúng tôi mời mọi người ăn bữa cơm, coi như tính bồi tội. Cô gái không có mắt kia tôi thấy là không có bằng lái, tự dưng quay đầu giữa đường, mọi người nhìn mà làm đi, cô thấy như vậy được chưa? Ăn cơm thì thôi, tôi không thiếu bữa cơm như thế, nhưng bà đã thức thời như vậy, cũng không phải không thể bỏ qua cho các người, chỉ cần ba lão già kia chui qua háng chúng tôi, sau đó hai cô gái kia đi hóng gió với chúng tôi, uống chút rượu, ngủ một tối, chuyện này sẽ coi như không có gì, cô gái ngốc kia thì tôi sẽ xử lý. Khổng Tuyên nhếch miệng. Cười mỉa nói. Ba lão già Khổng Tuyên chỉ là ba anh em lão cha Mạc Phàm, hai cô gái là chỉ Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ. Đắc tội Khổng gia cô ta, đâu bỏ qua dễ như vậy. Khổng tiểu thư uy vũ. Ngô Quân vươn ngón tay cái với Khổng Tuyên, khoát tay với đám người phía sau. Còn thất thần làm gì, nhanh đứng vững. Tiếng ồn ào vang lên, hai chân đám quần áo lụa là mở ra, đứng thành một hàng. Lão già kia, các ông tự mình bỏ qua, hay là đợi lát nữa chúng tôi đánh các ông phải bỏ qua, tôi khuyên các ông vẫn nên tự mình bỏ qua đi, nếu không không biết tay chân các ông có chịu được quyền cước của chúng tôi hay không. Ngô Quân cười như điên nói, đám người vây xem đều nhao nhao lắc. Đâu? Những người này có tiền có thế, đều xem mạng người khác như cỏ rác. Lúc trước con đường này từng xảy ra đua xe đâm người bị thương, một đám học sinh tiểu học mới tan học, được nữ giáo viên sắp xếp thành hàng đi qua. Đường cái. Mấy tên quần áo lụa là đua xe, còn uống rượu, căn bản không có ý giảm tốc độ lái thẳng đến. Lúc ấy nữ giáo viên dẫn đội lanh tay lẹ mắt đẩy mấy học sinh ra, nhưng giáo viên này bị đâm bay lên. Mấy chiếc xe thể thao kia vẫn không dừng lại, mấy chiếc xe nghiền qua người nữ giáo viên, nghênh ngang mà đi, nữ giáo viên chết ngay tại chỗ. Nghe nói mấy tên kia bị giam vài ngày,
chuẩn đoán là có vấn đề về tinh thần nên được thả ra. Sau đó vẫn đua xe như trước, còn uống rượu điều khiển xe. Chuyện hôm nay nếu không phải có chiếc xe taxi kia chặn lại, chắc là cũng giống như lần trước. Nếu như gặp phải những người đua xe không để ý đến mạng người, lúc bọn họ đang đi với tốc độ cao chặn một bức tường đồng, để bọn họ đâm vào đó hoặc cho bọn họ đứng trên vạch dành cho người đi bộ, 100 chiếc xe thể thao đi tới cho bọn họ thử cảm giác sắp chết kia. Có người tức giận nói. Ái ra, không ít người lắc đầu rời đi, đâu có nhiều nếu như vậy. Chuyện này vẫn nên là mắt không thấy tâm không phiền. Loại nhìn nhiều thực sự khiến người ta nghĩ rằng thế gian này không còn chính nghĩa. Ngô Quân mới mở miệng, Ngô Hân không nói nữa, bà ta vốn tưởng rằng sẽ không giơ tay đánh khuôn mặt tươi cười, ai ngờ đám người kia vẫn ngoan độc như thế. Chú ba Mạc Phàm tức giận, anh ta xắn tay áo lên. Bỏ qua háng chúng mày sao, hôm nay không đánh chúng mày răng rơi đầy đất, ông đây không họ Mạc. Ha ha, Ngô Quân cười khinh thường, ra tay. Anh ta đã sớm cầu còn không được. Chú ba, đừng để ý đến anh ta, anh trai sắp đến rồi, sẽ cho bọn họ đẹp mặt. Tiểu Vũ vội vàng kéo chú ba Mạc Phàm nói. Tính cách chú ba Mạc Phàm không tốt lắm, nhưng đối với Tiểu Vũ rất tốt, dù sao ba nhà chỉ có một bé gái, có đôi khi chú ba và thím ba cãi nhau, đều là Tiểu Vũ đi. Khuyên, Tiểu Vũ qua đó, chú ba lập tức làm lành với thím ba. Ôi! Thiếu chút nữa đã quên các người còn gọi người đến, người đâu, sắp 20 phút rồi còn chưa tới, có phải nghe thấy tên Khổng tiểu thư chúng tôi nên sợ tới mức không dám tới rồi. Ngô Quân nhìn đồng hồ Rolex trên tay, cười mỉa nói. Không dám tới, tôi còn sợ các người chạy mất đó. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Tiểu Phàm, cuối cùng em cũng đến rồi. Lý Thi Vũ nhìn thấy Mạc Phàm, lúc này lông mày nhíu lại mới giãn ra. Tiểu Vũ nhào vào trong lòng Mạc Phàm, chỉ đám Khổng Tuyên bĩu môi nói. Anh, đám người xấu này đâm phải mẹ, chị gái này lái xe cứu chúng em, đám người này còn muốn. Anh biết rồi. Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Vũ đầy cương chiều nói. Hắn nhìn thoáng qua chiếc xe taxi đâm vào xe thể thao xa hoa, mắt nheo lại liếc đám Khổng Tuyên, hàn quang nở rộ, lập tức giấu vào trong đáy mắt. Mẹ, mẹ không sao chứ? Mạc Phàm đi đến bên cạnh lão mẹ. Ấn Thanh Mộc Quyết đặt lên người mẹ mình. Sắc mặt lão mẹ tốt hơn nhiều, chân cũng không còn đau nữa, hơi kinh hãi, nói chuyện có lực hơn nhiều. Nhắc tới cũng kỳ lạ, con vừa tới mẹ đỡ hơn nhiều. Vậy là được rồi, mẹ, mẹ và đám chị họ, Tiểu Vũ vào trong quán KFC nghỉ ngơi trước, ở đây giao cho con xử lý. Mạc Phàm cười. Giao cho cháu, Tiểu Phàm, cháu có bao nhiêu năng lực? Ngô Hân thấy khẩu khí của Mạc Phàm lớn như vậy, khinh thường nói. Đối phương là Khổng gia, một Mạc Phàm có thể làm gì? Cho dù là xưởng được nhỏ của Mạc gia, nghe nói gần đây buôn bán rất tốt, ở trước mặt Khổng gia cũng như vùng đất bằng. Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng liếc Ngô Hân một cái. Bà có thể đứng ở đây nói chuyện, không phải ở trong tù đợi bị thẩm vấn là năng lực của tôi, bà cảm thấy lớn bao nhiêu? Ngô Hân hơi sững sờ. Từ lúc được thả đến bây giờ, bà ta vẫn chưa rõ rốt cuộc là vì sao, không chỉ bà ta không sao, vậy mà Lý Thường Thanh còn được lên làm cục trưởng. Có. Quan hệ gì với cháu? Ngô Hân còn cố cãi. Tôi có thể đi ra là vì tôi bị vu oan, cháu có thể làm được gì? Mạc Phàm không để ý đến bà ta, có một số người vĩnh viễn sẽ không nói cảm ơn. Chị họ, mọi người đi vào bên trong uống chút gì trước đi. Ừ, mợ. Chúng ta vào đi. Lý Thi Vũ nói với lão mẹ Mạc Phàm. Đám người này nhìn không dễ chọc, bọn họ ở đây cũng vô dụng, còn không bằng đợi ở bên trong. Tiểu Phàm, bọn họ đều là những đứa trẻ không hiểu chuyện, đừng gây khó dễ cho bọn chúng quá. Lão mẹ Mạc Phàm lo lắng nói. Cầm đầu đám người này là đại tiểu thư Khổng gia, ở thành phố Nam Sơn cho dù là tưởng gia cũng không dám chọc bọn họ. Tuy Mạc Phàm không còn như trước kia. Nhưng chọc bọn họ sau này sẽ có phiền phức, vẫn nên cẩn thận chút tốt hơn. Con biết, yên tâm đi mẹ. Mạc Phàm cười nhẹ nói. Sao hắn có thể không biết lão mẹ nghĩ? Gì, không phải chỉ là một Khổng gia thôi sao? Mặc kệ bọn họ là ai, đâm vào lão mẹ, còn hung hãn ở thành phố Đông Hải như thế, phải cho bọn họ biết Mạc Đại Sư hắn không dễ chọc. Ù, lão mẹ Mạc Phàm gật đầu,
đi vào trong quán KFC với Lý Thi Vũ, Lưu Phỉ Phỉ và cả Tiểu Vũ. Mạc Phàm cười, đi đến trước mặt Chu Hiệt. Cảm ơn cô đã cứu mẹ tôi và Tiểu Vũ. Cho dù không có Chu Hiệt, lão mẹ hắn có thất hồn ngọc, một khi gặp nguy hiểm kim cương chú sẽ tự mình kích hoạt, tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cô gái này có tâm cứu giúp, đó là ân. Chu Hiệt nhíu mày, hai mắt thay đổi đánh giá Mạc Phàm. Mạc Phàm nhỏ tuổi hơn cô một chút, chắc vẫn còn đang học trung học. Nhưng cử chỉ và lời nói, cùng với ánh mắt đều rất có mị lực, khiến cô có cảm giác đặc biệt. Nhưng dù sao chỉ là đứa con nít, có ích lợi gì chứ? Không cần cảm ơn, tôi cảm thấy đây là chuyện tôi nên làm. Chu Hiệt hơi thất vọng nói. Mạc Phàm cười không để ý. Hình như đầu cô bị thương, tôi là bác sĩ, để tôi xem giúp cô. Không đợi Chu Hiệt đồng ý, tay hắn đã để trên trán Chu Hiệt. Một thanh thần quyết chữa trị bằng thần thức truyền vào đầu Chu Hiệt. Chu Hiệt vừa định vùng vẫy, bị một người thanh niên xa lạ chạm vào trán, phản ứng đầu tiên của cô là từ chối. Nhưng Mạc Phàm chạm vào như vậy, cảm giác mát rượi truyền vào đầu cô, vừa rồi đầu óc còn không tỉnh táo, trong chớp mắt đỡ hơn nhiều, cảm giác giống như thức suốt hai đêm, ngủ một giấc tự nhiên tỉnh, sau đó đi vào phòng tắm rửa. Ở bên cạnh, Ngô Quân thấy Mạc Phàm qua nhưng như không nhìn thấy bọn họ, ánh mắt lộ ra bất mãn. Nhóc con, mày xong chưa, mày là người bọn họ tìm tới đúng không, tuổi không lớn lắm, nhưng rất có kỹ năng tán gái đó, vừa tới đã ăn đậu hủ. Đám Khổng Tuyên cho rằng người tới là nhân vật lớn nào đó, kết quả là một tên. Nhóc 16, 17 tuổi, nhao nhao lắc đầu. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, thu hồi pháp lực, lúc này ánh mắt lạnh lùng mới rời hướng nhìn đám Khổng Tuyên, chỉ chiếc Ferrari kia nói. Chiếc xe này là xe đụng phải lão mẹ tôi. Không sai. Ngô Quân cười nói, cho dù đâm trúng lão mẹ cậu ta thì sao chứ, cha cậu ta. Cũng không có biện pháp, một tên nhóc thì có bản lĩnh gì. Chiếc xe này giá trị bao nhiêu? Mạc Phàm hỏi. Mày muốn bồi thường tiền sao? Không nhiều lắm, Khổng tiểu thư chúng tao nhập khẩu 1.000 vạn từ nước ngoài, bị các người đâm thành như thế, chết. Khấu cho các người, 800 vạn là được. Ngô Quân buông hai tay xuống, cười mỉa nói. Phía sau anh ta, những người khác đều cười, người gọi tới không phải cũng muốn đền tiền sao? Các người nói linh tinh, chiếc xe này cùng lắm là 500 vạn. Chu Hiệt vội vàng nói, cô từng thấy chiếc xe này ở hội triển lãm, thấp nhất là hơn 300 vạn, nhiều nhất là hơn 500 vạn. Đám người này mở miệng đã đòi 800 vạn. Còn là xe bị đâm nát. Quả thật xe của người khác là hơn 500 vạn, nhưng xe của Khổng tiểu thư phải hơn 800 vạn, con ngốc. Ngô Quân dựng ngón giữa với Chu Hiệt, bá đạo nói. Nói cho các người biết, xe Khổng tiểu thư ngồi nói 2.000 vạn đều có ngừa cướp mua. Một tên cậu ấm khác cười mỉa nói. Đúng vậy. Những người khác cũng phụ họa theo. Khóe môi Khổng Tuyên nhếch lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy đắc ý, chỉ cười. Không nói. Chu Hiệt nhíu mày lại, không nói chuyện. Đừng nói 800 vạn, 8 có. Vạn cô cũng không. 800 vạn, có thể. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tiểu Phàm, đừng đưa tiền cho bọn họ đâm mẹ cháu bị thương, nếu không có cô gái này, mẹ cháu và Tiểu Vũ đã bị đâm bay, cứ đánh đám người này tàn phế, để sau này bọn chúng không lái xe được nữa. Chú ba Mạc Phàm nhìn chằm chằm đám Ngô Quân, tức giận nói. Đúng vậy, 800 vạn không tính là quý, hôm nay tâm tình Khổng tiểu thư tốt, không tốt mà nói mày đưa 2.000 vạn cũng vô dụng. Ngô Quân hơi bất ngờ nói, nhóc này không lớn lắm, khẩu khí tên không nhỏ, vậy mà nói có thể đưa 800 vạn. Tiền, lát nữa tôi sẽ đưa, bây giờ tôi muốn kiểm tra xe trước đã. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đương nhiên có thể, kiểm tra thoải mái, mày đập bể nó chúng tao cũng. Không có ý kiến, nhưng phải trả tiền. Ngô Quân cười âm hiểm nói. Mạc Phàm cười, nói với Chu Hiệt. Xe của cô, cho tôi mượn dùng một chút. Chu Hiệt hơi sững sờ, không biết Mạc Phàm muốn làm gì, nhưng cô vẫn gật đầu. Cha Mạc Phàm cũng không rõ ý đồ của Mạc Phàm, nhưng ông cũng không nói. Gì? Bệnh dịch lúc trước đã làm xưởng dược nhà bọn họ như mặt trời ban trưa, bây. Giờ ông có thể trả 800 vạn. Ngô Hân đứng một bên lắc đầu khinh thường. Lúc Mạc Phàm tới còn dám thúi như vậy, không phải vẫn dùng tiền mua lại chiếc xe bị hỏng, nhân nhượng sao? Quá phá sản rồi,
há miệng liền là 800 vạn, thực sự nghĩ rằng tiền rơi từ trên trời xuống. Không biết xưởng dược nhà bọn họ phải bán bao nhiêu thuốc, mới kiếm được nhiều tiền như thế. Đám Khổng Tuyên đánh giá Mạc Phàm đầy hứng thú, cho dù cậu ta chơi thế nào, đều nằm trong lòng bàn tay bọn họ. Cho dù là ở thành phố Đông Hải, có năng lực lật cành hoa gì đây, ai bảo bọn. Họ là người Khổng gia. Mạc Phàm ngồi lên xe Chu Hiệt, di chuyển chiếc xe taxi trên xe thể thao, lùi đến nơi cách 5 mét. Bất chợt hắn đạp mạnh chân ga. Xe taxi như tên rời cung, vèo một cái đâm mạnh vào xe thể thao. Rầm, một cú đâm nghiêm trọng, xe thể thao lập tức bẹp rúm, thủy tinh trên xe. Vỡ tan như mạng nhện, rầm một tiếng rơi xuống đất. Chuyện này còn chưa xong, Mạc Phàm đâm một lần xong, lại quay lại. Rầm, lại lần nữa, xe thể thao lại bẹp rúm. Rầm rầm rầm, đâm liên tiếp hơn 20 lần, chiếc xe thể thao hơn 500 vạn bản số lượng có hạn biến thành đống sắt vụn như vậy. Xung quanh hiện lên vẻ khiếp sợ. Chuyện này, tiểu tử này muốn làm gì, có phải điên rồi không, hay là chúng ta kéo tên đó xuống? Ngô Quân cau mày nói. Cho dù tên kia muốn bồi thường 800 vạn, nhưng đó là xe Khổng tiểu thư, sao có thể để tiểu tử này hủy đi như thế? Đừng động vào cậu ta, để cậu ta đâm đi, dù sao tôi không dùng xe kia nữa, nếu lát nữa cậu ta không lấy ra được 800 vạn thì nói sau. Khổng Tuyên nhíu mày. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm trong. Xe nói, cô ta đường đường là đại tiểu thư Khổng gia, sao có thể lái xe từng bị đâm, đừng nói đây là chiếc xe Ferrari bản số lượng, Lamborghini cũng vậy. Mạc Phàm thích đâm thì để cậu ta đâm, chỉ cần đền tiền là được. Không đền nổi hoặc không bồi thường mà nói, cũng là lúc để thành phố Đông Hải biết uy lực Khổng gia Nam Sơn bọn họ, đây cũng là một trong những lý do cô ta đến đây. Khổng Tuyên mới mở miệng. Những người khác cười theo đợi xem kịch vui. Sắc mặt đám cha Mạc Phàm không được tốt lắm. Cho dù dùng 800 vạn mua về, chỉ sửa chữa một phen thì vẫn như mới, Mạc Phàm lại đâm chiếc xe thành như vậy, sửa một chút không bằng mua chiếc mới. Tên phá của. Ngô Hân bĩu môi nói. Chiếc xe này cả thành phố Đông Hải cũng chưa chắc đã có, cho dù sửa một chút lái xe đi cũng rất có phong cách, bây giờ bị hủy hết rồi. Người qua đường cũng lắc đầu khó hiểu. Cậu ấm gặp tên phá của rồi. Mãi đến khi xe bị đâm hoàn toàn không nhìn ra đây là chiếc Ferrari G10, lúc này Mạc Phàm mới xuống khỏi chiếc xe taxi đã không còn nguyên vẹn. Tiểu tử, mày kiểm tra xe xong rồi, trả tiền đi. Ngô Quân vươn tay với Mạc Phàm nói. Mạc Phàm cười nhẹ. Cha, để con dùng chi phiếu của cha đi. Cha Mạc Phàm nhíu mày, vẫn lấy tập chi phiếu đưa cho Mạc Phàm. Chắc chắn Mạc Phàm làm vậy là có đạo lý của mình, cho dù không có, dùng 800 vạn cho Mạc Phàm chơi đùa vui vẻ ông cũng vui, ai bảo ông là cha Mạc Phàm. Cho con, cứ viết thoải mái. Tiểu Phàm, không phải cháu thật sự cho bọn họ 800 vạn đấy chứ? Ánh mắt Ngô Hân đầy tham lam nói. Có phải tiểu tử này ngốc hay không, phá sản thì thôi đi, người khác muốn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Bà câm miệng, bà cho rằng Tiểu Phàm như bà nghĩ sao? Chắc chắn thằng bé có đạo lý của mình. Chú ba Mạc Phàm chừng Ngô Hân một cái nói. Người phụ nữ này anh ta chán ghét không phải ngày một ngày hai rồi. Còn Tiểu Phàm, là anh ta nhìn thằng bé lớn lên. Trước đây Tiểu Phàm thường xuyên tìm anh ta xin tiền, nhưng tuyệt đối không có yêu cầu quá nhiều. Mỗi một khoản tiền không phải mua đồ ăn cho em trai em gái, thì mua quà cho trưởng bối. Mạc Phàm cười với cha, không để ý đến Ngô Hân. Sau đó viết lên trên chi phiếu 800 vạn. Chu Hiệt sửng sốt, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Người thanh niên này là ai mà khí phách như thế? Đám Khổng Tuyên, Ngô Quân thấy cha Mạc Phàm thật sự lấy ra cuốn chi phiếu. Mạc Phàm còn viết xuống 800 vạn, đám người này lập tức vui vẻ, đắc ý trên mặt càng đậm. Chuyện này như vậy thôi, ba vị đại thúc, nếu vừa rồi các ông cho nhiều tiền. Như thế. Chúng tôi nhất định sẽ không làm con ngốc này khó xử, các ông có thể báo ân, lại không cần là địch với Khổng tiểu thư chúng tôi, vẹn toàn đôi bên, tiểu tử, đưa chi phiếu đây. Ngô Quân thấy Mạc Phàm viết chi phiếu xong giơ tay nói, vẻ mặt tràn đầy sức sống. Mạc Phàm xé tờ chi phiếu ra, lướt qua mặt Ngô Quân một cái, Ngô Quân vội. Vàng đi lấy, Mạc Phàm lại lướt qua một cái, để chi phiếu vào tay Chu Hiệt, đầy áy náy nói. Ngại quá. Làm hỏng xe của cô, đây là chi phiếu 800 vạn,
cô cứ cầm lấy, cảm ơn cô vừa rồi đâm vào chiếc xe thể thao kia. Sơ pi lời này vừa vang lên, xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Cái quỷ gì thế? Sắc mặt đám nhà giàu vô cùng âm trầm, có khi nào bọn họ bị đùa như thế, đều là bọn họ trêu chọc người khác. Nhất là Ngô Quân, anh ta đã giơ tay. Nhận chi phiếu, tư thế đã xong rồi, chi phiếu 800 vạn lại cho một con ngốc lái. Taxi. Vừa rồi không phải Mạc Phàm nói cho bọn họ 800 vạn, mà cho con ngốc này 800 vạn sao? Hơn nữa con ngốc kia đâm xe thể thao của Khổng tiểu thư còn được phần thưởng. Sắc mặt Khổng Tuyên cũng rất khó chịu, lửa giận xuất hiện trong đôi mắt Khổng Tuyên, càng ngày càng thịnh vượng. Nhị ca, em đã nói rồi mà, tiểu phàm có đạo lý của mình, cho cô gái này anh sẽ không đau lòng 800 vạn kia đi. Chú ba Mạc Phàm cười nói. Cho 2.000 vạn anh cũng không đau lòng. Cha Mạc Phàm hào phóng nói. Nếu không có Chu Hiệt, hậu quả của lão mẹ Mạc Phàm và Tiểu Vũ khó mà tưởng tượng nổi, chỉ cần ông có tiền, cho bao so với nhiều ông cũng không có ý kiến. Tiền bạc, thật sự quá nhẹ, Chu Hiệt sửng sốt, hai mắt ngơ ngẩn. Nhìn chằm chằm chi phiếu trên tay Mạc Phàm, mãi mà không phản ứng kịp, chuyển biến này quá nhanh rồi. Chuyện này, hơi nhiều rồi. Cô đâm xe thể thao là phản ứng bản năng, căn bản không ngờ đối phương lại. Cho cô tiền, ai biết lập tức cho 800 vạn. Tôi cảm thấy không nhiều lắm, nếu cô chê ít, tôi cho cô 2.000 vạn nhé. Mạc Phàm cười nói, tiền bạc đối với hắn chỉ là một con số, Chu Hiệt đâm xe thể thao kia mới là vô giá, bao nhiêu tiền cũng không đền bù được. Không ít, không ít. Chu Hiệt vội vàng nói. Số tiểu tử, mẹ nó mày đùa giỡn chúng tao phải không? Khuôn mặt Ngô Quân dữ tợn, giận dữ hét. Mạc Phàm đâm hỏng xe Khổng tiểu thư, kết quả trả 800 vạn cho con ngốc đâm xe Khổng tiểu thư. Đây rõ ràng là phá xe Khổng tiểu thư trước, sau đó lại tát vào mặt bọn họ. Mạc Phàm đưa chi phiếu cho Chu Hiệt, rời mắt nhìn đám Ngô Quân, ánh mắt lạnh lùng. Xe đâm mẹ hắn đã bị hắn phá, bây giờ đến lượt người đâm mẹ hắn. Đùa giỡn các người, tôi có nói cho các người tiền sao? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Nếu bị bọn họ bắt nạt hết mức, nhất định phải đòi lại 100. Khổng Tuyên nhíu mày, ánh mắt âm tình bất định. Tiểu tử, cậu biết tôi là ai không? Ngô Quân thấy Khổng Tuyên mở miệng. Anh ta không nói nữa, lùi về sau một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc. Phàm, đợi tên nhóc này biết thân phận của Khổng tiểu thư, xem biểu cảm của cậu ta. Còn dám hung hãn như vậy? Cô, Mạc Phàm lạnh lùng liếc Khổng Tuyên một cái. Quả thật bộ dạng diêm dúa loè loẹt, dáng người cũng nóng bỏng, không thua. Lưu Nguyệt như chút nào. Chắc nếu là kiếp trước gặp mỹ nữ như vậy, chắn hắn sẽ nhìn chăm chú sau đó không biết nên nói gì. Nhưng tu tiên 500 năm, hắn từng gặp vô số mỹ nữ nóng bỏng hơn người phụ nữ diêm dúa loè loẹt này nhiều. Đống sắt vụn kia là của cô sao? Mạc Phàm chỉ chiếc Ferrari không còn nguyên vẹn nói. Ngoại trừ Khổng tiểu thư chúng tôi ra còn. Khổng Lâm xen miệng vào. Khổng Tuyên lạnh lùng liếc anh ta một cái, lúc này anh ta mới thấy không đúng, vội vàng câm miệng. Là của tôi thì sao? Khổng Tuyên lạnh lùng nói. Nếu là của cô, mặc kệ cô là ai, cô đều là người chết. Mắt Mạc Phàm hơi nheo lại, hàn quang lóe lên. Ở đây là khu vực phồn hoa nhất thành phố Đông Hải, đua xe như không có đèn đỏ, không biết sẽ có bao nhiêu người bị nghiền nát dưới bánh xe của cô ta. Người chết. Ha ha, khóe môi Khổng Tuyên nhếch lên, cười khinh thường, bộ ngực cao ngất rung động theo. Khổng Tuyên cười, đám Ngô Quân phía sau cô ta cũng cười theo, giống như nghe được một chuyện cười. Khổng tiểu thư của chúng tôi là người chết, tên nhóc này quá cản rỡ rồi. Không biết sống chết, sắc mặt ba anh em Mạc gia trầm xuống, lộ ra vẻ lo lắng. Bọn họ từng nghe nói về Khổng gia ở Nam Sơn, quả thật không thể dựa vào dũng khí là có thể dễ dàng trêu chọc. Đôi môi đỏ mọng của Ngô Hân nhếch lên, cười khinh thường. Không phải Mạc Phàm rất ngông cuồng sao, đại tiểu thư Khổng gia đã nói như vậy, đợi cậu ta chịu thiệt, chịu chút giáo huấn sẽ biết cậu ta là ai. Chỉ là một tên hai lúa nhà mở xưởng dược mà thôi, ngay cả người cô như bà ta cũng không để vào mắt. Nhóc con, có phải mày uống nhiều rồi không, khà khà. Ngô Quân chỉ Mạc Phàm cười nói. Uống nhiều. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên. Vừa rồi anh muốn ra tay, anh rất lợi hại sao? Lúc hắn tới,
đúng lúc nghe thấy Ngô Quân uy hiếp cha hắn, ép bọn họ chui qua háng. Quân ca, tên nhóc này đang khinh thường anh đó. Phía sau Ngô Quân, một tên nhà giàu tóc vàng cười nói. Ngô Quân là người giỏi võ nhất trong đám bọn họ, học võ thiếu lâm Nam Sơn, những người khác cùng xông lên cũng không phải đối thủ của Ngô Quân. Tên nhóc này thực biết chọn người, quân ca dạy dỗ cậu ta chút đi. Một người khác nói theo. Dù thế nào, mày có thể đỡ được hai chiêu của tao sao? Ngô Quân nhướng mày nhìn Mạc Phàm từ trên xuống dưới, cười âm hiểm nói. Nếu chú ba Mạc Phàm đi lên, có lẽ còn có thể chống đỡ một chiêu nửa thức. Dù sao chú ba Mạc Phàm cũng có bắp thịt, Mạc Phàm sao, bộ dạng một cơn gió cũng có thể thổi ngã, một quyền của anh ta đã đủ đánh bay. Nhưng nếu tên nhóc này nói vậy, tất nhiên anh ta rất thích. Vừa rồi bị Mạc Phàm dùng chi phiếu đùa giỡn, nếu không phải Khổng Tuyên mở miệng, anh ta đã sớm thu thập Mạc Phàm rồi. Không cần hai chiêu, một chiêu là được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tiểu tử này còn có chút tự mình hiểu lấy, biết mày ngay cả một chiêu của tao. Cũng không đỡ được. Ngô Quân cười nói. Ha ha, Mạc Phàm cười không thèm để ý. Tôi là nói anh ngay cả một chiêu của tôi cũng không đỡ được. Nói xong hắn tiến lên một bước, Kình Phong đi theo, năm ngón tay như móng vuốt chim ưng nắm lấy Ngô Quân. Không đợi Ngô Quân phản ứng kịp, hắn liền ném anh ta đi. Cơ thể cao lớn uy vũ của Ngô Quân trực tiếp bay qua cửa sổ vào trong xe taxi Chu Hiệt, đập mạnh vào ghế phía sau. Xe taxi lắc lư một lát mới dừng lại, bên trong đã không còn âm thanh. Mọi người ở đây đều sửng sốt. Đám Khổng Tuyên vừa cười điên cuồng. Tươi cười trên khóe miệng lập tức cứng ngắc, trong mắt đều là khó mà tin. Ngô Quân lợi hại nhất trong đám bọn họ, bị người ta ném mạnh đi. Anh ta xuất thân từ thiếu lâm, tuy chỉ là đệ tử tục gia, nhưng người thường không thể so sánh được. Làm sao có thể như vậy? Ngay cả đám cha Mạc Phàm cũng sửng sốt, tiểu Phàm càng ngày càng lợi hại. Bọn họ căn bản không có thấy rõ, Ngô Quân vô cùng hung hãn đã bay ra ngoài. Lần trước ở nhà Mạc Phàm cũng không khủng bố như thế. Khổng Tuyên cũng hơi ngẩn người, nhìn Mạc Phàm đầy khác thường. Tuy Khổng gia bọn họ không phải võ đạo thế gia, nhưng cũng là gia tộc mấy trăm năm ở Hoa Hạ, tất nhiên trong nhà bồi dưỡng không ít võ giả, hiểu võ giả hơn người thường nhiều. Ngô Quân chiếm được công pháp thiếu lâm, đã đến hậu thiên hậu kỳ, tu luyện một khoảng thời gian nữa là có thể đến tụ khí đan, có thể trùng kích cảnh giới nội kình, thực lực xem như nổi bật trong cấp giữa. Bộ dạng Mạc Phàm yếu ớt nhưng có thể ném Ngô Quân đi, đơn giản giống như ăn kẹo, chắc chắn không đơn giản, cao thủ nội kình sao? Chẳng trách hung hãn như thế, hóa ra là cao thủ nội kình, tôi tên là Khổng Tuyên, người của Khổng gia ở Nam Sơn, nếu bây giờ cậu quỳ xuống xin lỗi tôi, tuyên bố sẽ trung thành với tôi, chuyện chiếc xe và cậu đánh bạn tôi có thể không so đo với cậu. Khổng Tuyên nâng cao cằm lên, vô cùng cao ngạo nói. Giống như nữ vương cao cao tại thượng đang nhìn xuống chúng sinh. So với một cao thủ nội kình, bất luận là Ferrari hay Ngô Quân đều kém xa, huống chi Mạc Phàm chỉ mới 16, 17 tuổi, có nếu có thể thu nhận người như vậy dưới trướng, hoặc là dưới váy, chắc chắn lợi với Khổng gia bọn họ. 16, 17 tuổi đã đến cảnh giới nội kình, có Khổng gia bọn họ ủng hộ tài lực, một khoảng thời gian nữa sẽ trở thành Tiên Thiên Tông sư trẻ tuổi nhất Hoa Hạ. Phải biết rằng cho dù là thiên tài Lâm Thiên Nam của Hoa Hạ cũng phải 26 tuổi mới trở thành Tiên Thiên Tông Sư. Mạc Phàm có ít nhất 9 năm để phá kỷ lục thiên tài ghi lại. Khổng Tuyên vừa dứt lời, xung quanh lập tức sửng sốt. Cao thủ nội kình gì cơ, chẳng lẽ là cao thủ võ lâm trên TV? Khổng Tuyên muốn thu nạp Mạc Phàm, còn không so đo chuyện lúc trước. Có lẽ đám cha Mạc Phàm còn không hiểu những lời này, nhưng đám nhà giàu phía sau Khổng Tuyên hiểu rất rõ. Một tháng trước, một đứa bé của Khổng gia vì tranh một bé gái với một đứa bé khác mà đánh nhau. Nhà đứa bé kia có chút thực lực ở thành phố Nam Sơn, sau khi biết chuyện này vội vàng mang quà và đứa bé thương tích đầy mình đến Khổng gia quỳ xin lỗi, lại bị Khổng gia vô tình từ chối. Sau đó người nhà kia chẳng quan tâm gia sản nữa, chạy suốt đêm tới phía Tây Bắc, lúc này mới xem như tránh thoát được một kiếp, nếu không không biết sẽ có kết cục gì. Mạc Phàm đâm hỏng xe Khổng Tuyên. Đánh người của Khổng Tuyên, Khổng Tuyên tiếp nhận cậu ta quỳ xuống xin lỗi, còn nhận cậu ta, đây tuyệt đối là ban. Ân lớn, đối với bọn họ là như vậy. Không ít người tha thiết ước mơ, lại là chuyện cầu mà không được. Tiểu Phàm, còn chờ gì nữa,
nhanh xin lỗi Khổng tiểu thư đi. Ngô Hân vội vàng nói, nếu Mạc gia có Khổng gia nâng đỡ, cho dù không so được với Vương gia ở thành phố Đông Hải, nhưng sau này nhất định là phú hào một phương, không phải hiện giờ có thể so được, cơ hội tốt như vậy còn không nhanh nắm lấy. Mạc Phàm lạnh lùng liếc Ngô Hân một cái, hắn đường đường là y tiên bất tử, Mạc đại sư Đông Hải, cần làm nô lệ của người khác. Cô không so đo với tôi, nhưng tôi muốn so đo với cô. Ánh mắt Mạc Phàm sáng rực, cười mỉa nói. Đồng tử Khổng Tuyên co rụt, hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía. Mạc Tiểu Phàm đúng không? Vừa rồi đám người này tự xưng là Mạc gia, lại xưng Mạc Phàm là Tiểu Phàm, cô ta liền cho rằng đây là tên Mạc Phàm. Tôi khuyên cậu nên tự mình hiểu lấy, cho dù tôi đâm phải lão mẹ cậu, cho dù cậu là cao thủ nội kình, cho dù nơi này là thành phố Đông Hải, nhưng chỉ cần một cú điện thoại của Khổng Tuyên tôi, có rất nhiều người không đếm được ở thành phố Đông Hải đến đây thu thập cậu giúp tôi. Tôi thấy cậu là một nhân tài, hy vọng tôi không gọi cú điện thoại kia. Khổng Tuyên cao giọng nói, giọng nói lạnh lùng, cao ngạo không đổi. Sắc mặt đám cha Mạc Phàm không được tốt lắm, quả thật Khổng gia có năng lực. Này, người xung quanh vừa nghe thấy Khổng gia, liền dứt khoát rời đi. Phàm liếc xung quanh, có mấy Mạc chiếc xe đang đi tới, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Như vậy đi, cô không cần gọi điện thoại. Những người nổi tiếng ở thành phố Đông Hải đến gần hết rồi, cô bảo bọn họ tới thu thập tôi đi, tôi xem ai dám. Mạc Phàm vừa nói ra, không ít người nhìn theo tầm mắt Mạc Phàm. Ở ven đường cách đó không xa, mười mấy chiếc xe dừng lại, tuy không phải là siêu xe như đám nhà giàu Khổng Tuyên, nhưng mỗi chiếc xe đại biểu cho mỗi người. Mercedes-Benz Maybach, Audi A8LW12, những xe hiếm có, mỗi chiếc xe đều không rẻ hơn siêu xe kia. Trên xe, đám Lưu Lão, Tần Trách, Lạc Anh, Đường Long đi xuống, đi về phía Mạc Phàm. Đám người này cùng tới, xung quanh lập tức bàn tán xôn xao. Bình thường có thể nhìn thấy một người đã ghê rồi, vậy mà hôm nay thấy cả đám. Không phải bọn họ là Khổng gia mời tới chứ? Có người hỏi. Nếu là Khổng gia mời đến, tên nhóc này xong đời rồi. Ngoại trừ đại tiểu thư Khổng gia gia, còn ai có mặt mũi lớn như vậy? Trên mặt không ít người lộ ra lo lắng, mấy năm nay toàn những chuyện không công bằng với kẻ yếu. Đại ca, nhị ca, kia không phải là người trên chai rượu sao? Chú ba Mạc Phàm chỉ Lưu Côn Ngô Lưu Lão đi trước nói. Gần đây Lưu gia sản xuất rượu, phía trên có ảnh chụp Lưu Lão, mấy anh em Mạc gia thường xuyên uống, liếc mắt một cái là nhận ra. Bác cả Mạc Phàm gật đầu. Tiểu Phàm cũng quen ông ta sao? Chú ba Mạc Phàm hỏi. Bác cả và cha Mạc Phàm không trả lời, bọn họ cũng không biết. Mạc Phàm quen Đường Long, Tần Doãn Nhi, Lưu Nguyệt Như đã khiến người ta giật mình rồi, khả năng quen Lưu Côn Ngô không lớn. Khổng Lâm ở bên cạnh Khổng Tuyên nhướng mày, xen miệng nói. Chắc chắn tên nhóc này quen ông ta, nhưng Lưu Lão người ta không quen tên nhóc này. Đám nhà giàu cười đắc ý, chắc đám người kia biết đại tiểu thư Khổng gia ở đây, nghe danh mà đến. Dù sao Khổng gia khẽ nhích chân, cả Giang Nam đều phải run rẩy, Mạc gia đợi bị thu thập đi. Lông mày Khổng Tuyên nhíu lại, sau đó lập tức giãn ra. Cô ta cũng không biết vì sao đám người này đột nhiên tới, cho dù cô ta có phần lớn số điện thoại đám người này, nhưng cô ta không gọi điện thoại. Khả năng đám người này tự mình đến tìm cô ta cũng có, nhưng không lớn. Nhưng chắc chắn đám người này không tới tìm Mạc Tiểu Phàm. Thành phố Đông Hải. Thậm chí là cả Giang Nam đều không có một người tên. Mạc Tiểu Phàm, còn là đứa bé 16 tuổi khiến nhiều đại lão Đông Hải xuất hiện như thế. Giang Nam không có, thủ đô cũng không có. Chắc đám người này có chuyện gì đó cho nên tụ tập cùng một chỗ, đúng lúc đi ngang qua nơi này. Mạc Tiểu Phàm, tôi lại cho cậu một cơ hội nữa, dập đầu lại tôi rồi làm nổ của tôi, hay chịu lửa giận của Khổng gia Nam Sơn chúng tôi. Chỉ cần một câu của tôi, bọn họ sẽ thành địch của cậu. Khổng Tuyên lạnh lùng nói. Phần lớn trong đám người đều quen cô. Ta, không biết cô ta cũng vì không đủ cấp bậc. Chỉ cần một câu của cô ta, không có khả năng không cho cô ta mặt mũi. Ngô Hân thấy đám Lưu Lão càng ngày càng gần, khuôn mặt trang điểm đậm thay đổi. Nếu Khổng gia tìm đám người này đối phó Mạc gia, cho dù có 100 Mạc gia cũng bị diệt sạch không còn một mảnh. Tiểu Phàm. Cháu nhanh xin lỗi Khổng tiểu thư đi, còn chờ gì nữa, cháu không xin lỗi Khổng tiểu thư, lát nữa cả chúng tôi cũng bị cháu liên lụy mất.
Ngô Hân vội vàng nói. Xin lỗi. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười khinh thường. Bà theo bọn họ thì là kẻ địch của tôi. Trương gia đối nghịch với hắn, cả nhà bị diệt. Tần gia đối nghịch với hắn, chưa đến 5 ngày lão gia tử Tần gia đi cầu xin hắn, còn cầu xin một thuộc hạ của hắn về Tần gia. Lạc gia đối nghịch với hắn, mấy tên sát thủ bị hắn giam trong sương mù đói gần chết, cuối cùng vẫn là lão gia tử Lạc gia tự mình mang bọn họ ra ngoài. Sở gia đối nghịch với bọn họ, bây giờ mỗi ngày người Sở gia cầm hợp đồng đến xưởng dược Mạc gia cầu hợp tác. Gần đây Tần Doãn Nhi không xuất hiện, cũng giống hệt như thế, cầm hợp đồng 1 triệu Mạc gia cũng không ký. Bây giờ người nào muốn đối nghịch với hắn thì tới đi, xem bọn họ có can đảm hay không. Được lắm, vậy cậu đợi đó, cậu nhất định sẽ hối hận với quyết định hiện giờ của mình, cho dù lát nữa cậu quỳ xuống xin tha thứ, tôi cũng không tha thứ cho. Câu. Khổng Tuyên nhìn Mạc Phàm đầy hung dữ nói, lửa giận trong lòng mãnh liệt. Hon. Cô ta có bao giờ bị người ta từ chối vô tình như thế, Mạc Phàm là người đầu tiên. Nói xong cô ta đi đến chỗ đám Lưu lão. Đợi coi, lát nữa sẽ cho mày đẹp mặt. Một đám nhà giàu chỉ Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chọc giận Khổng tiểu thư, chưa có ai ăn trái cây ngon. Tiểu Phàm, con quen đám Lưu Côn Ngô sao? Cha Mạc Phàm nhỏ giọng lo lắng hỏi. Tuy Đường Long cũng ở trong đó, có. Quan hệ không tệ với Mạc Phàm, nhưng Đường Long căn bản không địch nổi đám người kia. Không sao đâu cha, đợi xem. Mạc Phàm cười nhạt. Tiểu Phàm, nếu cháu quen Lưu Côn Ngô, lát nữa kiếm cho bọn chú mấy chai Côn Ngô Thần Nhưỡng nhé. Chú ba Mạc Phàm nheo mắt cười nói. Côn Ngô Thần Nhưỡng. Nghe nói năm Lưu Côn Ngô được sinh ra, để ăn mừng Lưu Côn Ngô ra đời đã. Sản xuất rượu, lấy nước Tây Hồ, xà nhà Nam Sơn, gạo Bắc Xuyên, bã rượu chân quý trăm năm của Lưu gia Đông Hải, sản xuất ở phường Đại Tác Giang Nam. Cách bây giờ hơn 60 năm. Sớm đã không còn hàng để bán, chỉ có Lưu gia còn. Chú ba Mạc Phàm là người thích rượu như vậy, có thể uống một ngụm sống ít 3 năm cũng nguyện ý. Kiếp trước chú ba thường xuyên nhắc tới rượu này, nhưng chưa từng được uống. Dạ, lát nữa cháu hỏi. Mạc Phàm gật đầu cười nói. Cho dù rượu này thần kỳ, cũng chỉ bằng một món pháp khí đi. Khổng Tuyên đi đến trước mặt đám Lưu lão, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Chỉ Mạc Phàm nói. Ông nội Lưu, các chú, cháu là Khổng Tuyên Khổng gia ở Nam Sơn, tên nhóc Đông Hải kia đâm hỏng xe thể thao của cháu, còn đánh bạn cháu bị thương nữa, mong các vị trưởng bối phân xử giúp cháu, sau này Khổng gia tất có hậu tạ. Vẻ mặt đám Lưu thần côn thay đổi, trước lúc bọn họ tới đã biết người thành phố Nam Sơn tìm Mạc Phàm gây phiền phức, không ngờ lại là Khổng gia. Đám người này không nói gì, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Tiểu Tuyên à, cháu đã gọi ông một tiếng ông nội. Vậy ông khuyên cháu một câu lập tức xin lỗi Mạc tiên sinh, cậu ấy bảo cháu làm gì thì cháu làm đó, nếu không đám trưởng bối bọn ông cũng không có biện pháp, bọn ông chỉ giúp cháu được vậy thôi. Lưu lão cười nói, phân xử giúp Khổng Tuyên đối nghịch với Mạc Phàm, kết cục sẽ giống Đường. Khôn, nếu Đường Khôn không có con gái có quan hệ với Mạc Phàm, có khả năng Đường Khôn không thể rời khỏi Đình Hồ Tâm. Lục gia Tây Hồ chỉ muốn cướp thuyền của Mạc Phàm, bây giờ còn đang ngâm. Trong hồ vũ trung lạnh lẽo, Khổng gia mạnh hơn Lục gia, nhưng Khổng Tuyên đắc tội Mạc Phàm nhiều. Hơn chút, nói xong đám Lưu lão không để ý tới Khổng Tuyên, lập tức đi về phía Mạc. Phàm, Mạc tiên sinh, ngại quá chúng tôi tới muộn một chút. Lưu lão nói hai câu, bốn phía vô cùng yên tĩnh. Đây là tình huống gì thế? Lưu lão một đại lão ở thành phố Đông. Hải thực sự đến tìm Mạc Phàm, một đứa bé 16 tuổi. Còn nói chuyện khách sáo. Như thế, thậm chí còn không cho Khổng Tuyên đại tiểu thư Khổng ra mặt mũi. Đám nhà giàu vừa rồi vô cùng hung hãn, sắc mặt cả đám rất khó coi. Đây không phải là Nam Sơn, là Đông Hải. Gần như tất cả phú hào đại lão thành phố Đông Hải đứng phía đối lập bọn họ. Không ít người bắt đầu run rẩy, hai chân như nhũn ra. Lúc này ngay cả Khổng Tuyên cao ngạo như Khổng Tước cũng nhíu mày, hàm. Răng cắn chặt, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm. Từ nhỏ cô ta đã được một đám người nịnh nọt, cao cao tại thượng. Cho đến bây giờ đều là cô ta và mặt người khác, ai cũng không dám đánh lại. Lần này thì khác, cô ta bị một đứa bé vô cùng quê mùa làm mất mặt, người cô ta tìm giúp đỡ cũng từ chối giúp cô ta. Mạc Tiểu Phàm, rốt cuộc cậu là ai? Khổng Tuyên cắn răng hỏi.
Mạc Phàm cười nhẹ, hai mắt sáng lên, khí thế kiêu ngạo xuất hiện. Bỏ chữ tiểu đi, là tên của tôi là Mạc Phàm. Một câu đơn giản nhưng giống như gió xoáy càn quét bốn phía. Mạc Phàm, là bác sĩ giải trừ Super Sir sao? Có người hỏi. Super Sir vừa chữa trị được chưa đến một tuần, tuy trên TV không có ảnh chụp của Mạc Phàm, nhưng cơ bản mọi người đều biết tên này. Nếu không có hắn, sao Super Sir có thể giải trừ nhanh như vậy? Thần y Mạc Phàm. Chu Hiệt nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khó tin. Khi cô lái xe taxi thích nghe một chút âm nhạc, cho dù là kênh âm nhạc chính cũng thường xuyên nhắc tới tên Mạc Phàm. Không ngờ lại là chàng trai trước mắt này. Không chỉ những người này, cả Khổng Tuyên cũng sửng sốt. Super Sir lan tràn đến thành phố Nam Sơn, sao cô ta có thể không biết? Lần này cô ta tới thành phố Đông Hải, nhiệm vụ đầu tiên là bái phỏng Mạc Thần Y này. Ai biết vì cô ta nhất thời hứng khởi, vậy mà đâm phải mẹ Mạc Thần Y. Tiểu Phàm, cháu thật sự là bác sĩ chữa khỏi Super Sir sao? Không thể nào, chắc chắn là cháu gạt tôi đúng không? Ngô Hân vô cùng kinh ngạc hỏi. Thành phố Đông Hải có nhiều người tên Mạc Phàm lắm, có lẽ chỉ trùng tên thôi. Tôi không cần giải thích với bà chuyện này đúng không? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Ngô Hân một cái, cười nhạt nói. Tôi nói này, Tiểu Phàm, cháu, sao cháu lại nói chuyện với tôi? Ngô Hân bất mãn kêu lên. Nhưng thấy Đường Long ở bên cạnh Mạc Phàm đang lạnh lùng nhìn, bà ta nuốt những lời muốn nói xuống. Mạc tiên sinh, có cần tôi xử bà ta hay không? Đường Long hỏi. Không cần để ý đến bà ta. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, nhìn về phía Khổng Tuyên, vị đại tiểu thư Khổng gia. Này! Khổng tiểu thư đúng không? Xe của cô bị tôi phá, còn cần tôi bồi thường không? Khổng Tuyên cảm nhận được khí chàng cường đại đập vào mặt, lông mày nhíu lại, khẽ cắn môi. Ngô Hân là một kẻ ngốc, cô ta không ngốc. Có thể khiến nhiều đại lão Đông Hải đứng sau lưng cậu ta như vậy, chắc chắn Mạc Phàm là Mạc Thần Y chữa trị Super Sir kia. Hơn nữa chỉ sợ không đơn giản là chữa trị Super Sir. Một bác sĩ chưa đến mức khiến Lưu Lão, Tần Trách, đám Đường Long đứng phía. Sao? Vậy còn có khả năng nào? Mạc Đại Sư. Lý Hưng mời cao thủ nước ngoài tới là muốn khiêu chiến Mạc Đại Sư kia. Lúc này chắc luận võ đã kết thúc rồi. Chẳng lẽ cao thủ nước ngoài thua, Mạc Đại Sư thắng? Khổng Tuyên nhìn thoáng qua Ngô Quân trong taxi còn chưa bò lại khó coi vài phần. Một chiêu Ngô Quân đã bị chế phục, rất có khả năng người này là Mạc Đại Sư. Ít hầu Khổng Tuyên hơi khô khốc, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Không đợi cô ta mở miệng, trong đám con nhà giàu, Khổng Lâm mở miệng quát. Mày tên Mạc Phàm thì làm sao, có gì đặc biệt hơn người, không bồi thường xe của Khổng tiểu thư chúng tao, cho dù đang ở thành phố Đông Hải các người, hôm các người ai cũng đừng nghĩ rời đi. Đám Lưu Lão cười, tâm tình Khổng Tuyên chìm vào đáy cốc. Khổng Lâm, cậu câm miệng cho tôi. Khổng Tuyên tức giận nói. Đại tiểu thư, làm sao vậy? Vẻ mặt Khổng Lâm mê mang nói. Chắc tên nhóc này vẫn còn là học sinh trung học, bọn họ phải sợ như vậy sao? Người thành phố Nam Sơn hung hãn như vậy ở thành phố Đông Hải từ khi? Nào thế, Mạc tiên sinh, làm gì người này đây ạ? Đường Long cười mỉa nói. Vừa rồi cao thủ nước ngoài hung hãn như thế, cũng bị Mạc Phàm đánh ba. Chiêu nổ tung, càng không nói đến người Khổng gia. Thích đua xe đúng không, nhét anh ta vào trong xe thể thao, tôi mới mua chiếc xe taxi, anh biết làm gì rồi chứ? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đường Long gật đầu, liếc mắt ra hiệu với hai thuộc hạ, hai người kia lập tức bắt lấy Khổng Lâm. Các người muốn làm gì tôi, buông ra, không biết tôi là người Khổng gia sao, có tin Khổng gia sẽ diệt các người không? Khổng Lâm kêu lên. Ha ha, hai thuộc hạ của Đường Long cười to, không để ý đến anh ta. Túm chặt anh ta như xách con gà, nhét anh ta vào trong chiếc xe thể thao phía sau Khổng Tuyên. Đường Long lại ngồi vào chiếc xe taxi đã biến dạng kia, lùi về phía sau một ga đến mức tận cùng. Khoảng, ấn chân rầm. A, trong xe là tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Ở bên cạnh Mạc Phàm, sắc mặt Ngô Hân trắng xanh, hai mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh nhạt của Mạc Phàm. May mà Mạc Phàm không chấp nhặt với bà ta. Nếu không có khả năng bà ta sẽ có xít như Khổng Lâm. Kết chẳng lẽ Mạc Phàm thật sự chữa khỏi bệnh cho lão gia tử Tần gia, ở trong biệt thự Vân Trung Thự, chữa khỏi bệnh Super Sir. Liên hệ mấy tin tức với nhau,
sắc mặt Ngô Hân càng khó coi. Sắc mặt Khổng Tuyên cũng không khá hơn chút nào, nếu ở thành phố Nam Sơn, có lẽ cô ta còn có thể phản kháng mơ một phen. Nhưng ở đây là thành phố Đông Hải, cho dù không cần Mạc Phàm ra tay, một đường long có thể diệt sạch đám bọn họ. Mạc tiên sinh, quả thật vừa rồi là chúng tôi đắc tội cậu, mong Mạc tiên sinh nể mặt Khổng ra chúng tôi, cho chúng tôi một cơ hội. Khổng Tuyên cắn răng nói, trong mắt đều là không cam lòng. Khổng Tuyên mới mở miệng, xung quanh đều khiếp sợ. Đại tiểu thư Khổng gia uy trấn Giang Nam cúi đầu trước một đứa bé 16 tuổi ở thành phố Đông Hải. Chuyện này, đám nhà giàu gần như chơi với Khổng Tuyên từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy Khổng Tuyên như vậy. Không cần tôi đền xe cho các người sao? Mạc Phàm nhướng mày, cười hỏi. Không cần. Vậy những chiếc xe của cô cũng để lại. Hết đi, ai giúp tôi đập hết tất cả? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cho đám Khổng Tuyên giữ những chiếc xe này, không biết ngày nào đó lại có người bị đâm chết dưới bánh xe, bọn họ không bằng phá nát đi. Để cho lần này cho dù là đám Lưu lão cũng sửng sốt. Những chiếc xe thể thao này đều không rẻ, còn có 6 chiếc, mỗi chiếc ít cũng. Hơn phải 200-300 vạn, tổng cộng lại phải 1.000 vạn. Đập tất cả, có phải quá lãng phí hay không? Lạc Minh. Lạc Anh gọi Lạc Minh bên cạnh. Dạ, đại tiểu thư. Lạc Minh hiểu ý, xách một chiếc thùng rác cao cỡ nửa người ném vào một chiếc xe thể thao trong đó. Cho dù những chiếc xe này quý, ở trong mắt bọn họ cũng không bằng một câu của Mạc Phàm. Các cậu cũng đi đi. Lưu lão cũng nói với vệ sĩ. Chỉ trong phút chốc, trước mấy chiếc xe thể thao có mấy người đứng, còn có một chiếc xe không ngừng đâm vào xe thể thao khác. Rầm rầm, chỉ trong thời gian hút hai điếu thuốc, mấy chiếc xe thể thao còn lại đều biến thành sắt vụn. Khói đen bốc lên. Ven đường không ít người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Có một số người vừa nhìn cảnh hiểm nguy đâm xe vừa rồi, bị xe thể thao dọa. Hay xảy ra va chạm, có một số người thì ghét đám nhà giàu. Cho dù thế nào, không ít người ngầm kêu sảng khoái. Đám người này biết thế nào là mắt để chó nhìn người thấp. Mua được xe thể thao thì giỏi lắm à, không bận tâm đến người đi đường. Khổng Tuyên cắn môi. Sắc mặt vô cùng khó coi. Trái lại xe thì cô ta không để ý, Khổng gia có tiền, nhưng đập xe của bọn họ. Không khác gì tát vào mặt. Mạc tiên sinh, xe cậu cũng đập rồi, chúng tôi có thể đi chưa? Gì? Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên. Món no cô đâm phải lão mẹ tôi, còn chưa tính đâu. Vẻ mặt Khổng Tuyên ngẩn ra, trong ngực trào ra mãnh liệt. Lửa giận Mạc tiên sinh, cậu đập xe của tôi, lại đánh người của tôi. Tôi kính cậu giải trừ. Bệnh dịch, nể mặt cậu, nhưng chẳng lẽ cậu thật sự muốn là địch với Khổng gia? Tôi, là Mạc địch với Khổng gia sao? Phàm cười khinh thường. Kiếp trước hắn nợ rất nhiều ân tình, có thể nói là ân hận suốt đời. Nếu chiếm được một cơ hội nữa, vì người nhà, bạn bè, cho dù là địch với cả thiên hạ thì sao? Vậy thì là địch, thế nào? Vẻ mặt Khổng Tuyên ngây ngốc. Nhanh như vậy đã quyết định là địch với Khổng gia. Được lắm, nếu Mạc tiên sinh cố chấp như vậy, vậy thì theo cậu đi, Khổng Tuyên tôi đã rơi vào trong tay cậu, coi như là vận khí tôi không tốt, nếu sau này người Mạc gia đến thành phố Nam Sơn, mong Mạc tiên sinh cẩn thận một chút, đêm tối đường dài, cẩn thận té ngã. Khổng Tuyên lạnh lùng nói, nếu tối nay cô còn sống thì chuẩn bị thật tốt đi, tôi sẽ đến thăm Nam Sơn nhanh thôi. Mạc Phàm cười nói. Chu Trường Hoàng nói em Mờ Sơn ở thành phố Nam Sơn, chắc chắn hắn sẽ đến thành phố Nam Sơn. Không chỉ vì trận bàn, ở đó còn có cửu nhân hắn muốn tự tay giải quyết. Nếu Khổng Tuyên tôi may mắn còn sống, nhất định sẽ đợi Mạc tiên sinh đại giá. Khổng Tuyên không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Lúc này cô ta cầu xin Mạc Phàm cũng vô dụng, cô ta đâm phải lão mẹ Mạc Phàm lại không sợ Khổng gia, vốn không có đường sống. Cùng với kéo dài hơi tàn, không bằng đáp lại một cách khí phách. Sắc mặt đám Lưu lão âm trầm bất định, Khổng gia là một gia tộc không dễ chọc. Ở thành phố Đông Hải gia tộc duy nhất có thể đánh đồng với Khổng gia Nam Sơn là Lưu gia nhưỡng rượu thế gia. Nhưng một nhà là mở ngân hàng, nghe nói Khổng gia còn có huyết thống thánh nhân, một nhà là nhưỡng rượu, cùng là truyền thừa mấy trăm năm nhưng không thể đánh đồng. Giống như Đỗ Khang và Khổng Tử, đều có thể xưng tông tố tổ nhưng đẳng cấp lại cách nhau quá xa. Mạc Phàm ngang nhiên đối nghịch với Khổng gia, đúng là rất không sáng suốt,
nhưng không có ai dám mở miệng. Mạc Phàm không thèm để ý, ở trước mặt đại gia tộc như Khổng gia, người bình thường đều là cỏ đuôi chó hết. Ở trước mặt Y Tiên Bất Tử hắn, sao Khổng gia không phải là cỏ đuôi chó? Nếu Khổng gia muốn chết, tất nhiên hắn sẽ phụng bồi. Đợi cô sống sót rồi nói sau. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đường Long, chói hết đám người này lại, để trước đèn giao thông. Không phải thích đua xe sao, vậy cho bọn họ nếm thử cảm giác có người vượt. Đèn đỏ đâm vào bọn họ. Nếu tối nay không có ai vượt đèn đỏ, thì coi như vận khí bọn họ tốt. Nếu như có người vượt đèn đỏ hay uống rượu lái xe gì đó, bọn họ đợi bị đâm đi. Đường Long không chút do dự dẫn người chói toàn bộ đám Khổng Tuyên lại. Một đám con nhà giàu mặt không còn chút máu, có người đúng quần đã ướt một vùng, mùi khai của nước tiểu bay ra. Để bọn họ trước đèn giao thông, nhiều xe đi vù vù qua bọn họ như thế. Cho dù không ai vượt đèn đỏ cũng bị dọa gần chết. Hơn nữa sao có thể không có ai vượt đèn đỏ, nhất là buổi tối. Không, đừng như vậy, tôi sẽ không đua xe nữa. Có tên nhà giàu quỳ xuống cầu xin tha thú. Trong đám con nhà giàu này Khổng Tuyên là bình tĩnh nhất, hai tay cô ta bị trói đi đến trước mặt Mạc Phàm, trừng Mạc Phàm đầy hung dữ. Cậu sẽ hối hận với quyết định tối nay. Tuy Khổng gia không còn như thời dân quốc, nhưng cũng không yếu ớt đến mức để một tên nhóc 16 tuổi làm nhục. Cô sẽ nhanh chóng biết hối hận là gì, bắt đầu cầu nguyện xe ở thành phố Đông Hải đều như xe của cô, phanh ăn như thế. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Sắc mặt Khổng Tuyên trầm xuống, trong mắt gần như sắp phun ra lửa nhìn chằm chằm Mạc Phàm, bị thuộc hạ của Đường Long mang đi. Không lâu sau đám Khổng Tuyên bị trói tại đèn xanh đèn đỏ con đường giao thông quan trọng của thành phố Đông Kết. Một chiếc xe dừng trước tên nhà. Dầu khoảng một thước, tên nhà giàu bị dọa gần chết. Muốn chết à, tối muộn còn đứng giữa đường. Lái xe mắng. Trái tim tên nhà giàu kia như sắp chết rồi. Két, dầm. Một tên nhà giàu khác không có vận khí tốt như thế, bị đâm bay. Ra ngoài. Đình Hồ Tâm, tiệc rượu Lý Thường Thanh bị hủy bỏ, người một nhà Mạc ra. Còn cả đám Lưu lão đặt mấy bàn ở Đình Hồ Tâm đắt nhất thành phố Đông Hải, cả đám cùng nhau chúc mừng, tất nhiên không phải chúc mừng Lý Thường Thanh được lên chức. Lý Thường Thanh ngồi một bàn với đám cha Mạc Phàm, không còn tư thái hơn người như trước. Ngô Hân cũng như vậy, vẻ mặt cười nịnh nọt. Còn không ngừng gắp đồ ăn cho lão mẹ Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, có cần tôi phái mấy chiếc xe qua đó, toàn bộ bọn họ không? Đường Long nói lúc đang mời rượu, trong mắt lóe lên hàn quang. Khổng Tuyên đắc tội Mạc Phàm, giữ lại chắc chắn là tai họa. Mạc Phàm cười lắc đầu, nói với Đường Long một cách thần bí. Người đáng chết không sống được, người nên sống cũng không chết được, giống như anh vẫn không chết được, hơn nữa có một số người lại từng chết rồi, uống rượu đi. Mọi chuyện trên thế gian này đều có định số cả. Giống như hắn trọng sinh, hắn cũng không biết nguyên nhân, cũng không phải không có nguyên nhân, mà hắn còn không có tư cách biết nguyên nhân. Sinh tử cũng vậy, đều có định số, không cần tận lực vì chuyện này. Nếu Khổng Tuyên đáng chết, tối nay sẽ phải chết. Đường Long nghe rất mơ hồ, vẫn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Đường Long mới uống xong, Tiểu Vũ như con mèo nhỏ chạy từ ghế lỗ khác đến. Anh! Trứng cá muối và gan ngỗng còn không ạ, em muốn ăn nữa. Đồ ăn ở Đình Hồ Tâm rất quý, nhưng đều là đầu bếp cao cấp nấu, tất nhiên hương vị rất được, như vậy không có bất luận sức chống cự gì với Tiểu Vũ. Có, đều cho cháu. Lưu lão đầy cương triều đưa hai món cho Tiểu Vũ. Không đủ lát nữa ông nội Lưu lại gọi thêm cho cháu. Mấy món này hiếm lạ với Tiểu Vũ, nhưng không đáng kể với bọn họ. Cảm ơn ông nội Lưu. Lát nữa sẽ mời ông nội Lưu ăn kẹo. Tiểu Vũ cầm đĩa chạy đi, không quên nói cảm ơn. Ha ha, Mạc tiên sinh, em gái cậu thật hiểu chuyện, nói không chừng sau này là. Mạc tiên sinh thứ hai. Lưu lão tán thưởng nói. Mạc Phàm nở nụ cười, Tiểu Vũ có thể làm chuyện mình thích là được, sống vui hắn vẻ hạnh phúc cả đời, những chuyện khác không ép buộc. Đúng rồi Lưu lão, nhà ông còn côn thần nhướng không? Bỗng nhiên Mạc Phàm nhớ tới chuyện Ngô chú ba. Có, Mạc tiên sinh hỏi sao không có, nếu Mạc tiên sinh thích, lát nữa tôi sai người đưa hai thùng qua. Lưu lão hào phóng nói, người khác hỏi, chắc chắn ông ta sẽ nói không còn nhiều lắm, nhưng Mạc Phàm mở miệng, đương nhiên khác rồi. Được, lát nữa ông chuẩn bị nguyên liệu,
tôi luyện chế một pháp khí cho ông. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Pháp khí? Lưu lão và mọi người sửng sốt, lần trước bọn họ vì Tần gia mà bỏ lỡ pháp khí, không ngờ Mạc Phàm lại nói chuyện này. Vậy tôi đưa 6 thùng qua cho Mạc tiên sinh. Lưu lão kích động nói, pháp khí giá trị hơn rượu nhà bọn họ nhiều. Ngô thần nhướng nhà ông ta tuyên côn bố với bên ngoài là còn 100 bình, đây. Chỉ là con số ở ngoài. Bọn họ tuyên bố với bên ngoài loại rượu nào chỉ có 100 bình, thực ra tồn kho 1. Vạn bình, cho dù bán 10 vạn bình cũng không có ai truy cứu, đây là mánh khóe kinh doanh. Mạc Phàm cười, cũng không từ chối. Đám người đều nhìn Lưu lão, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Bữa cơm ăn được hơn phân nửa, bỗng nhiên một thuộc hạ của Đường Long đi. Vào. Mạc tiên sinh, Chu cô nương vội vội vàng vàng, hình như có việc gấp gì đó. Còn để lại thứ này. Thuộc hạ Đường Long lấy tấm chi phiếu 800 vạn Mạc Phàm viết lúc trước ra. Việc gấp. May, hắn cầm lấy chi Mạc Phàm nhíu phiếu sau đó an bài đơn giản, rời khỏi đình Hồ Tâm trước. Mạc Phàm ra khỏi đình Hồ Tâm, không ngồi thuyền trực tiếp đạp nước mà đi. Chu Huyệt còn chưa lên bờ, hắn đã ở trên bờ đợi thuyền đến bến. Chu tiểu thư, cứ rời đi gấp như thế, là có việc gấp gì sao? Mạc Phàm thấy sắc mặt Chu Huyệt trắng xanh, trong hai mắt đều là bối rối, nhíu mày hỏi. Vẻ mặt Chu Huyệt sửng sốt, khi cô rời đi vốn muốn gọi Mạc Phàm nói một tiếng, thấy Mạc Phàm uống rượu với những người khác thì không đến quấy rầy, đưa chi phiếu cho vệ sĩ rồi rời đi trước. Ai biết Mạc Phàm vừa ngồi ở đình Hồ Tâm uống rượu lại xuất hiện ở bến tàu. Mạc tiên sinh này là thần tiên sao? Trong nhà có chút việc, tôi phải quay về một chuyến. Chu Huyệt ra vẻ trấn định nói. Có cần tôi giúp hay không? Mạc Phàm hỏi. Trong mắt Chu Huyệt hiện lên do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu, miễn cưỡng nặn ra tươi cười vui vẻ. Không cần, chỉ là chút việc nhỏ mà thôi, không làm phiền Mạc tiên sinh. Được. Vậy đi đường cẩn thận chút, Mạc Phàm không truy hỏi nữa, bình tĩnh. Nói. Chu Huyệt cười nhẹ, vẫy một chiếc xe taxi rồi rời đi. Mạc Phàm đứng bên cạnh bến thuyền nhìn bóng lưng Chu Huyệt rời đi, đứng yên một lát hắn cũng vẫy một chiếc taxi rời đi. Hơn nửa canh giờ sau, xe taxi của Chu Huyệt dừng trước một khu lâu năm. Bởi vì là khu lâu năm, đa số nhà cửa ở đây còn theo phong cách những năm 70, 80, không khác gì tiểu viện nhà nông. Gạch đỏ ngói xanh, khá chen chúc. Chỉ có duy nhất một điểm là nhiều nhà 2, 3 tầng, hơn nữa quy hoạch không tệ, cũng coi như là tạo thêm phong cảnh khác cho thành phố. Có thể là vì phá bỏ hay rời đi nơi khác, trên tường, trên cột điện đều đầy dấu chữ phá bỏ màu đỏ. Chu Huyệt đưa cho người lái xe 50 tệ tiền mặt, không lấy lại tiền lẻ liền đi vào trong ngõ nhỏ. Lúc này dưới đèn đường mờ nhạt trong ngõ nhỏ, năm hán tử đầy lưu manh như hung thần ác sát vây quanh một chàng trai, xung quanh còn có 6 người tụ lại một chỗ hút thuốc nói chuyện phiếm, đang canh chừng. Số tiểu tử, khi nào mới trả tiền? Một người đàn ông đầu bóng loáng vẻ mặt dữ tợn, trên đầu xăm hình một con. Chim đại bàng lớn ấn chàng trai lên tường, hung dữ nói. Điều ra, ông cho tôi chút thời gian, tôi đã gọi điện cho chị gái tôi rồi, lát nữa chị tôi về nhà tôi sẽ lấy tiền của chị ấy. Vài ngày sau sẽ trả tiền cho ông. Chàng trai kinh hoàng cầu xin. Tuổi chàng trai này ngang với Mạc Phàm, bộ dạng mi thanh mục tú, có 5-6 phần tương tự Chu Huyệt, nhưng hoàn toàn không có sự cứng rắn của Chu Huyệt, so với cô ấy trái lại như kẻ bất tài vô dụng. Đòi tiền chị gái cậu, cậu cho rằng chị mình ra ngoài bán. Sao mà kiếm được nhiều tiền như thế, cô ta làm gì mà chẳng được, lại cứ thích lái taxi, một ngày chỉ kiếm được 100-200. Sao trả được 10 vạn cậu nợ tôi? Điều ra cười mỉa nói. 10 vạn tệ, chàng trai hơi sững sờ, cho rằng mình. Nghe lầm rồi. Điều ra, không phải ông cho tôi mượn 5.000 tệ, đợi tôi thắng được sẽ trả ông 1 vạn tệ sao? Anh ta nghe nói có đặt cược luận võ, là cao thủ nước ngoài khiêu chiến với cao thủ Đông Hải. Anh ta cảm thấy đây là một cơ hội nên tìm Điều ra mượn 5.000 tệ vay nặng lãi. Toàn bộ đều đặt Mạc Phàm thắng. Anh ta viết rất rõ trong giấy nợ, sau này trả lại 1 vạn tệ hoa hạ, sao lập tức biến thành 10 vạn tệ rồi. 1 vạn sao, sao tôi nhớ rõ cậu nói là 10 vạn tệ nhỉ, lấy giấy nợ ra xem viết thế nào nhé. Điều ra lấy giấy nợ ra để trước mặt chàng trai. Vẻ mặt chàng trai ngẩn ra, sắc mặt trắng bệch, trên đó vốn là chữ nhất, thêm một gạch thẳng biến thành thập 10 vạn rồi.
ông sửa lại giấy nợ. Làm sao có thể, từ trước đến nay điều ra tôi không gạt già trẻ, sao có thể làm? Loại chuyện sửa giấy nợ này, có phải không? Điều ra cười đắc ý hỏi xung quanh. Tiểu tử, mày dám hoài nghi nhân phẩm điều ra chúng tao, có phải mày không muốn sống nữa? Một thuộc hạ của điều ra mặc áo may ô, nuôi tóc dài hung dữ nói. Chắc chắn là mày nhớ nhầm, tao nghe rõ là mày đồng ý đưa cho điều ra chúng tao 10 vạn, lúc này điều ra chúng tao mới cho mày mượn tiền. Một người khác nói. Không có khả năng, vẻ mặt chàng trai tràn đầy khó mà tin. Cho dù anh ta ngốc cũng không có khả năng nói trả điều ra 10 vạn, 5.000 vạn đặt mạc phàm cũng chỉ thắng được 9 vạn, còn không đủ trả cho điều ra. Nhưng trên giấy nợ viết như thế phải làm sao bây giờ? Cười âm hiểm nói. Điều ra dù sao trẻ con vẫn là trẻ con, giấy nợ bình thường đều viết lớn hơn nhất nhị tam, như vậy căn bản không có biện pháp thay đổi. Tiểu tử này viết chữ nhất, cơ hội tốt như vậy ông ta không sửa thì có lỗi với mình. Nếu là người có uy tín danh dự, tất nhiên ông ta không dám làm thế, nhưng tiểu tử này ông ta cầu còn không được. Ông, các ông, chàng trai vô cùng tức giận, lạnh lùng nhìn đám điêu gia. Hô hô, chúng tôi làm sao, trái lại cậu nói xem. Điêu gia híp mắt cười nói. Vẻ mặt chàng trai đầy lửa giận, nhưng không có biện pháp. Đám người này là du côn khu lâu năm, cho dù bọn họ sửa lại giấy nợ cũng. Không có biện pháp. Đúng rồi, nói cho cậu biết, Mạc đại sư mà cậu đặt đã chết, bị cao thủ nước ngoài đánh 3 chiêu là nổ tan, nể mặt cậu là trẻ con, cậu đưa phiếu đánh cược cho tôi giúp cậu lấy lại tiền. Còn 10 vạn tệ kia, không phải nhà cậu sắp bị phá sao, cậu đưa khế ước mua bán nhà ra, tôi giúp cậu tìm người khai phá lấy giá tốt, nếu các cậu tự mình đi bàn bạc mà nói, thương nhân khai phá. Cho các cậu cùng lắm là 50 vạn, tôi đi lấy 65 vạn không thành vấn đề. Nói không chừng còn lấy được nhiều hơn, đến lúc đó tôi lấy của tôi 10 vạn, các cậu lấy của các cậu, thế nào? Điều ra cười âm hiểm nói, khu lâu năm này cách trung tâm thành phố tương đối gần, còn rất rộng, nhưng vì có mấy nhà không bàn bạc chuyển đi được, công trình vẫn đậu ở chỗ này, nhà Chu Hiệt là một trong số đó. Rơi vào đường cùng, thương nhân khai phá liền đến tìm ông ta cho ông ta 50 vạn, để ông ta giúp giải quyết. Mấy hộ khác dưới sự uy hiếp của ông ta đã thu phục không nhiều lắm, chỉ còn lại nhà chị em Chu Hiệt. Ông ta nghĩ rất nhiều phương pháp nhưng tiện nha đầu Chu Hiệt kia cứng mềm không ăn, khiến ông ta không làm gì được. Đúng lúc em trai Chu Hiệt, Chu Vân tìm ông ta vay tiền, lúc ấy ông ta vui như nở hoa. Không có khả năng, sao Mạc đại sư có thể thua được, chắc chắn ông gạt tôi, chắc chắn là vậy, ông chỉ muốn lấy khế ước mua bán nhà của nhà tôi mà thôi. Chu Vân cũng không ngốc. Trong chớp mắt liền hiểu. Điều ra đánh chủ ý lên khế ước nhà bọn họ không phải ngày một ngày hai, thay đổi giấy nợ hố anh ta cũng vì khế ước mua nhà của nhà bọn họ. Sớm biết như thế, chắc chắn anh ta sẽ không đi tìm Điều ra vay tiền. Sắc mặt Điều ra lạnh lẽo, ánh mắt cũng lạnh lùng hơn, một tay xách Chu Vân lên, tát bốp bốp hai cái. Xú tiểu tử, Mạc đại sư giám chó kia đã chết là chết rồi, mày đã cố chấp như thế. Ông đây không giúp mày đòi tiền đánh cược nữa, mày tự mà làm đi, giao 10 vạn của ông đây ra, nếu tối nay mày không giao ra được, ông đây đánh mày tàn phế, sau đó bắt chị gái mày bán đi. Chu Vân bị tát hai cái, hai mắt lập tức đỏ lên, trên mặt đều là hối hận. Chị gái anh ta kiếm tiền không dễ dàng, ai biết anh ta lại chọc phải phiền phức lớn như thế. Các ông giết tôi đi, tôi sẽ không giúp các ông lấy khế ước mua bán nhà. Mày, đơn giản quá nhỉ. Giết điều ra cười âm trầm, ra hiệu với người bên cạnh. Giáo huấn cậu ta một chút, mấy đại hán cười âm hiểm đi về phía. Chu Vân. Không đợi đại hán đụng vào Chu Vân, giọng nói thanh thúy vang lên. Một. Dừng tay, đám khốn nạn các người mau buông em trai tôi ra. Chu Hiệt thấy đám điều ra bắt nạt Chu Vân, dịu ngoan như cô lập tức biến thành một con sư tử cái bị điên, nhào đến chỗ đám điều ra. Đẩy một đại hán ra. Cô bảo vệ Chu Vân ở sau người. Các người muốn làm gì, khế ước mua bán nhà đang ở chỗ tôi, có chuyện gì thì tìm tôi nói, không được phép tìm em trai tôi gây phiền phức, nếu không các người đừng hòng nghĩ đến chuyện lấy khế ước mua bán nhà. Chu Hiệt cắn răng nói, đôi mắt đẹp đầy lửa giận nhìn chằm chằm Điêu Gia. Điêu Gia khoát tay bảo những người khác lui ra, hai mắt cực nóng nhìn chằm chằm bộ ngực cao ngất của Chu Hiệt. Lần này cô hiểu nhầm chúng tôi rồi.
không phải chúng tôi tới tìm các cô gây phiền phức, là em trai cô đánh bạc nợ tôi 10 vạn tệ. Cái gì? Mắt Chu Hiệt mở to, nhìn Chu Vân bị dọa sợ ở sau lưng cô. Tiểu Vân, không phải em nói với chị sẽ không đi đánh bạc sao? Sau khi cha mẹ qua đời, không biết vì sao Tiểu Vân lại nghiện đánh bạc. Có mấy lần bọn cho vay nặng lãi tìm đến nhà đòi tiền, không trả tiền thì mang đồ đi. Trải qua vài lần giáo huấn, Chu Vân đã không đi đánh bạc một khoảng thời gian rồi. Cô cho rằng Chu Vân hối cải, ai biết vẫn đi đánh cược, còn nợ 10 vạn. Nếu là 1-2 vạn cô còn có thể gom được, nhưng 10 vạn thì bảo cô phải làm sao giờ. Chu Vân gọi điện thoại cho cô nói là điêu ra đến, cô tưởng rằng là chuyện phá bỏ và rời đi nơi khác nên vội vàng chạy về. Nếu biết là chuyện này, cô đã dùng tạm chi phiếu 800 vạn Mạc Phàm đưa cho lúc trước một phen, đợi kiếm đủ tiền sẽ trả lại cho Mạc Phàm. Em mượn 5.000, đồng ý sẽ trả cho bọn họ 1 vạn, em đặt cược tất cả tiền vào Mạc Đại Sư thắng, nếu thắng có thể lấy được 9 vạn, bọn họ đổi giấy nợ thành 10 vạn, hình như Mạc Đại Sư thua, chị đánh em đi, em sai rồi. Chu Vân ấm ức nói, nước mắt chảy ra, anh ta vốn không định đánh cược, nhưng cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Lại thấy chị gái mệt nhọc mỗi ngày như thế, nên muốn thử vận may. Ai biết? Chu Hiệt nhíu mày, nắm chặt tay thành quả đấm, muốn mắng Chu Vân hai câu mà không mắng ra được. Sao thằng bé lại tìm điêu ra lúc này chứ, nhưng việc đã đến nước này, nói gì cũng không có tác dụng. Các ông muốn thế nào? Đương nhiên là lấy lại tiền của chúng tôi rồi. Điêu ra cười âm hiểm nói. Tiền thì tôi sẽ nghĩ biện pháp, ông cho tôi chút thời gian. Chu Hiệt kìm nén lửa giận, bình tĩnh nói. Tôi cho cô thời gian, ai cho tôi thời gian, không có tiền cũng được, giao khế ước mua bán nhà ra đây. Khế ước mua bán nhà, lông mày Chu Hiệt nhíu chặt, giận dữ trong mắt thịnh vượng thêm vài phần, nói một lúc lâu vẫn là điêu gia muốn đánh chủ ý đến nhà bọn họ, chuyện này hơn phân nửa là điêu gia đặt bẫy Tiểu Vân. Khế ước mua bán nhà, các ông đừng mơ tưởng. Phòng nhỏ này là di sản duy nhất cha mẹ để lại. Bên trong chứa hồi ức của bọn họ lúc nhỏ không nói, thương nhân khai phá cũng ra giá quá thấp. Chuyện phá bỏ và rời đi nơi khác cô đã hỏi thăm rồi, tiểu khu gần đây phá bỏ và rời đi nơi khác, chủ hộ bình thường đều được phân hai phòng cộng thêm số tiền bồi thường, khoản tiền bồi thường từ 50 đến 100 vạn. Vị trí bên này của bọn họ cũng không tệ, nhưng người ta chỉ cho 50 vạn phí phá. Bỏ và rời đi nơi khác, không còn gì nữa. Giá thấp như vậy, sao cô có thể đồng ý? Điêu gia nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo, trán ông ta nhăn theo nên biến hung dữ hơn, như muốn đánh người. Ông ta cười ha ha, thản nhiên nói. Không đưa khế ước mua bán nhà cũng không sao, tôi cho cô hai lựa chọn, thứ nhất tôi cắt tay chân em trai cô, thứ hai sao, cô ngủ với tôi một tối, tôi sẽ không đòi cô 10 vạn tệ nữa, thế nào? Một đêm 10 vạn, cho dù là người đứng đầu bảng trong hoàng gia cửu hào cũng không đắt như vậy, nếu không phải điều ra tôi hiếm là cô. Sao có thể hào phóng như thế, cô xem rồi làm đi, muốn nhà hay em trai cô, hay muốn cô, tôi cho cô một phút suy nghĩ. Ông ta nói xong khoát tay với người bên cạnh, sáu thuộc hạ lập tức đi qua. Hai người bắt lấy Chu Hiệt kéo cô ra, bốn người khác thì bắt lấy Chu Vân. Chị ơi cứu em. Chu Vân bị dọa mặt trắng bệch, vội vàng kêu lên. Vẻ mặt Chu Hiệt thay đổi, muốn tránh thoát khỏi hai đại hán nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ. Mạnh đến mấy nhưng có thể so được với hai đại hán trưởng thành sao? Buông em trai tôi ra. Buông cậu ta ra, có thể, cô ngủ một tối với ông đây hay là đưa khế ước mua bán nhà? Điều ra liếm môi, cười dâm nói. Tôi. Chu Hiệt vừa tuyệt vọng lại bất đắc dĩ, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Chẳng lẽ đây là số mệnh sao? Khi còn bé cô từng coi bói về số mệnh. Của mình, mệnh nhất thế lao khổ, tam sinh đọa sầu uyên. Nếu có quý nhân giúp đỡ, chân trời mặc ta dẫm đạp. Bây giờ xem ra cho dù cô vùng vẫy thế nào, cũng không thể thoát khỏi vận mệnh khiến người ta tuyệt vọng. Chu Vân là em trai cô, tất nhiên cô không thể để người ta bắt nạt, nhà là cha mẹ để lại cho Chu Vân, cô cũng phải giữ cho Chu Vân. Nếu điều ra muốn, vậy thì để cô nhất thể lao khổ, tam sinh đọa sầu uyên đi. Điều ra muốn tôi, vậy thì, còn chưa nói hết, nước mắt liền rơi xuống. Cô vẫn là sinh viên đại học, cũng giống như không ít cô gái ôm ấp ảo tưởng với. Tình yêu. Nếu không phải vì bất đắc dĩ, ai muốn để một người như Điêu gia đoạt lấy thân. Thể, phá hủy mộng tưởng của cô.
nhưng đây là số mệnh. Hai mắt Điêu Gia sáng lên, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Chu Hiệt. Vậy mà cô gái này thật sự vì em trai và khế ước mua bán nhà giao thân thể cho ông ta cầu còn không được. Tuy Chu Hiệt không nhiều tuổi lắm, nhưng không chỉ có bộ dạng xinh đẹp, dáng người cũng được hơn thiếu phụ mới kết hôn, quả thực rất tuyệt. Một người xinh đẹp nổi bật như vậy, đàn ông trong tiểu khu không ai không biết. Không phải ông ta có ý với Chu Hiệt lần một lần hai, nhưng Chu Hiệt chưa từng coi trọng ông ta. Chu Hiệt càng lạnh nhạt, ông ta càng muốn chinh phục Chu Hiệt, không ngờ. Cơ hội tới nhanh như thế, chiếm lấy thân thể Chu Hiệt trước, lại. Chụp mấy bức ảnh giường chiếu, không chỉ sau này có thể chơi, Chu Hiệt còn không giao khế ước bán nhà ra. Dám không đưa khế ước bán nhà nếu cô ra, ông ta sẽ dán tất cả ảnh giường chiếu của Chu Hiệt trước tiểu khu. Lão đại, đợi anh chơi xong rồi, đừng quên cho chúng em uống chút nước. Canh nhé. Một thuộc hạ bên cạnh Điêu Gia cũng cười dâm nói. Điêu Gia đánh chủ ý với Chu Hiệt, sao bọn họ không phải? Bọn họ sớm đã muốn cô gái này. Đám khốn nạn các người, không được phép đụng vào chị gái tôi. Vẻ mặt Chu Vân ngẩn ra, giận dữ hét lên, giống như một dã thú nổi điên. Đều là vì anh ta, không vì anh ta sao lại thành ra như vậy? Tiểu tử, câm miệng, nếu không thì sẽ cho mày đẹp mặt. Một đại hán tát Chu Vân một cái. Không được phép đánh em trai tôi, nếu không tôi chết cũng không để các người thực hiện được. Chu Tỷ tức giận nói. Không đánh, không đánh, người nào lại động vào tiểu tử kia, tôi sẽ giết kẻ đó. Điêu Gia quát mấy người kia, cười dâm nói. Chúng ta đi thôi, Tiểu Hiệt, bên kia có khách sạn tình nhân, hoàn cảnh rất tốt. Điêu Gia tôi nhất định sẽ ôn nhu một chút. Trong mắt Chu Hiệt tràn đầy tuyệt vọng, nước mắt chảy ra, đau lòng không nói gì, theo Điêu Gia rời đi. Muốn. Thực ra cô còn lựa chọn khác, cô muốn lựa chọn không? Một giọng nói bình tĩnh như nước truyền từ bên cạnh đến. Ai giả thần giả quỷ ở đây vậy? Điêu Gia bất mãn nhìn nơi phát ra tiếng, ánh mắt nhìn chàng trai cách đó không xa, đúng là Mạc Phàm. Khóe miệng đám Điêu Gia lập tức nhếch lên, bọn họ còn tưởng là cảnh sát gì đó đến đây, không ngờ chỉ là một tên nhóc. Tiểu tử, nơi này không có chuyện của mày, nhanh về nhà bú sữa đi, nếu không mày cũng bị thu thập. Một thuộc hạ của Điêu Gia hung dữ nói. Chu Hiệt sửng sốt, hai mắt đầy nước mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trong đôi mắt tuyệt vọng xuất hiện thêm chút hy vọng. Mạc tiên sinh. Mạc Phàm hơi gật đầu với Chu Hiệt. Cô muốn chọn không? Chọn cái đầu mày ấy, nhanh cút đi, nếu không cút mày cũng không có lựa chọn khác. Một thuộc hạ của Điêu Gia giơ quả đấm, hù dọa nói. Dừng tay. Điêu Gia giơ tay ngăn cản thuộc hạ, trên mặt tràn đầy tươi cười trêu tức. Cô ta có thể chọn gì? Trái lại mày nói thử xem, tiểu bằng hữu. Ông ta muốn nhìn xem tên nhóc này có thể làm gì, là hy vọng hay càng tuyệt vọng. Mạc Phàm không để ý đến đám Điêu Gia, hai tay mỗi bên là tấm chi phiếu 800 vạn và kiếm phù. Cô giúp tôi một lần, tôi cũng giúp cô một lần, chỗ tôi có tấm chi phiếu 800 vạn, cô có thể chọn tiền giải quyết phiền phức, chỗ tôi cũng có sức mạnh vô cùng cường đại đủ để giết bọn họ, cô hoàn toàn có thể tự mình giết bọn họ. Sau đó hai tay Mạc Phàm nắm chặt, vân đạm phong khinh nói. Cô cũng có thể bảo tôi ra tay, tôi giúp cô giết tất cả đám người này, cô muốn. Chọn cái nào? Tiền bạc, sức mạnh và sức mạnh của người khác. Vẻ mặt Chu Hiệt ngẩn ra, cô từng thấy thực lực của Mạc Phàm. Ngay cả Khổng tiểu thư Khổng gia ở thành phố Nam Sơn cũng không để vào mắt, tất nhiên ba lựa chọn này đều không giả, mỗi lựa chọn đều có thể thoải mái giải quyết phiền phức trước mắt. Nhưng bảo cô chọn, cô nên chọn như thế nào đây? Còn thất thần làm gì, có phải ngốc hay không, nhanh chọn tiền đi. Hai mắt Điêu Gia sáng lên nói. Trong ba lựa chọn này, chi phiếu vẫn là đáng tin nhất. Tên nhóc này có sức mạnh gì chứ, bất kỳ ai trong số bọn họ đều có thể đánh cậu ta gọi cha, còn cho Chu Hiệt sức mạnh giết bọn họ, tất cả đều vô nghĩa. Trái lại chi phiếu 800 vạn còn được, tiểu tử này ăn mặc quê mùa. Nói chuyện bình tĩnh như vậy nói không chừng đúng là phú nhị đại. Có nhiều tiền như vậy, có thể mua biệt thự không tệ ở trong nội thành, còn cần ở khu lâu năm mỗi ngày. Hô hô, 800 vạn, giàu rồi. Ánh mắt đám Điêu Gia nhìn Mạc Phàm như nhìn con dê béo. Chị nhanh chọn tiền đi. Chu Vân em trai Chu Hiệt cũng kêu lên. Có 800 vạn anh ta có thể trả tiền Điêu Gia, lại còn thừa rất nhiều,
chị gái anh ta không cần lái taxi, hoàn toàn có thể đổi xe thể thao đi học, cuộc sống giàu có như đa số học sinh. Có nghe thấy không, em trai cô cũng bảo cô chọn tiền đó. Điêu Gia cười âm hiểm nói. Câm. Đúng lúc này, bỗng nhiên Chu Hiệt ngẩng đầu, ánh mắt cứng như sắt thép. Tiền bạc sẽ xài hết. Người khác giúp đỡ chỉ có một lần, không thay đổi được gì. Ông ta liếc mắt ra hiệu với thuộc hạ, mấy tên thuộc hạ ở xung quanh lập tức. Bao vây Mạc Phàm, tránh để hắn chạy trốn. Là 800 vạn đó, tuy cũng có thể là giả, nhưng nhỡ đâu lại là thật thì sao, bọn họ sẽ giàu to. Chu Hiệt cau mày, vùi đầu trong bộ ngực cao ngất, đôi mắt nén lệ nhìn trái nhìn phải, do dự. Từng lựa chọn đều rất mê người, lúc này thật sự không biết nên chọn cái nào. Tiền bạc đứng đầu. Sức mạnh cũng rất mê người. Mạc Phàm ra tay có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức cho cô. Nhanh chọn đi, mẹ kiếp, không chọn Điều Gia chọn giúp cô. Điều Gia không kiên nhẫn nói. Điều Gia ra hiệu, mấy đại hán kia nhanh. Tay chộp lấy. Chi phiếu Mạc Phàm đang. Sức mạnh, cô là một cô gái thật sự có sức mạnh sao? Nhưng không thử cô vĩnh viễn không biết, nhớ đâu cô thật sự đạt được sức mạnh của Mạc Đại Sư, dù chỉ là 1/10, cũng đủ để cô thay đổi vận mệnh đau khổ này. Chỉ cần có sức mạnh, không chỉ có tiền, những tên khốn nạn này còn dám làm nhục cô sao? Cho nên, tôi lựa chọn sức mạnh, mong Mạc tiên sinh cho tôi sức mạnh. Chu Hiệt kiên quyết nói. Sức mạnh không đơn giản như vậy, cô có thể chịu khổ không? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Chu Hiệt đang gặp phiền phức liên tục vẫn lựa chọn đâm vào xe thể thao của Khổng Tuyên, cứu lão mẹ và Tiểu Vũ, cuối cùng còn trả lại chi phiếu 800 vạn. Tấm lòng này phù hợp với yêu cầu gia nhập Thần Nông Tông. Nếu Chu Hiệt muốn đạt được sức mạnh, hắn không ngại mang Chu Hiệt nhập môn. Nếu nhận đồ đệ, sau này hắn rời khỏi địa cầu một khoảng thời gian, cũng có người bảo vệ người nhà. Nhưng đại đạo muôn vàn, tiên đạo khó câu. Cầu đạo giả muôn vàn, chỉ thành một ít, đủ để thấy khó khăn của tiên đạo, không phải người có nghị lực sẽ không đi tiếp được. Tôi nhất thế lao khổ, tam sinh đọa sầu uyên, dù khổ đến mấy cũng không sợ. Chu Hiệt cắn răng nói. Vận mệnh bị người ta nắm lấy, cô chịu đủ rồi. Cho dù ăn thêm khổ gấp bội, cô cũng nguyện ý cải thiên hoán địa. Tuy hơi muộn, nếu sớm một chút có lẽ cô có thể cứu cha mẹ, nhưng cũng không tính là quá muộn. Cô muốn sau này thiên địa mặc cô chà đạp. Chí rất mạnh tỏa ra trên người Chu Hiệt. Vừa rồi còn là một cô gái nhu nhược, bỗng nhiên giống như một người vùng vẫy trong tuyệt vọng mà thành ma nữ. Vậy cô nguyện bái tôi làm thầy, vĩnh viễn không làm trái ý của tôi chứ? Mạc Phàm lại hỏi. Kiếp trước hắn không gặp phải đồ đệ phản bội, nhưng hắn từng thấy không ít. Sư đồ phản bội giết sư phụ. Nếu vi phạm, Chu Hiệt tôi sẽ bị trời giáng ngũ lôi, trọn đời không thể siêu sinh. Vẻ mặt Chu Hiệt không thay đổi, vô cùng thành kính nói. Lam quang trong mắt Mạc Phàm lóe lên, chỉ thấy giữa mi tâm Chu Hiệt có ấn ký sấm chớp cổ xưa lóe qua, biến mất vào trong thức hải của cô. Được lắm, vậy cầm lấy kiếm của tôi giết bọn họ đi. Vẻ mặt Mạc Phàm không thay đổi nói. Sắc mặt đám Điêu Gia vô cùng hung ác nham hiểm. Mẹ kiếp hai cái đứa này, đây là đang diễn phim tiên hiệp sao, diễn nhập tâm. Như thế, thiếu chút nữa đã dọa ông đây rồi, số tiểu tử, nhanh giao 800 vạn ra. Đây, nếu không sẽ cho mày đẹp mặt. Chi phiếu 800 vạn ở chỗ tôi, nhưng có khả năng các người không còn mệnh để. Lấy. Mạc Phàm cầm chi phiếu nhẹ nhàng xé, chi phiếu hóa thành mảnh nhỏ bay theo. Gió. Đám Điều Gia sửng sốt, lửa giận xuất hiện trong mắt bọn họ. Đó là 800 vạn, cho dù chia đều mỗi người cũng được 7, 80 vạn, cứ thế không còn nữa. Làm thịt tên tiểu hổ lốn này cho tôi, nếu cậu ta không đưa 800 vạn thì giết. Chết cậu ta. Điều Gia đỏ mắt nói. Dê béo tới tay lại bay mất, ai sẽ không tức giận. Bốn đại hán hung ác giơ tay bắt lấy Mạc Phàm. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười nhạt, dưới chân khẽ động tránh thoát. Khỏi bốn người, đi đến bên cạnh Chu Hiệt. Linh khí rót vào trong kiếm phù, trường kiếm khí một trượng xuất hiện, kiếm khí sắc bén tạo nên một cơn kình phòng quét xung quanh. Thổi vừa rồi Điêu Gia còn có biểu cảm hung ác, nhìn thấy kiếm khí trong tay Mạc Phàm lập tức bị dọa ngốc, vội vàng lùi về sau. Cậu là ai? Tôi sao? Tôi là Mạc Đại Sư bị người ta đánh ba chiêu nổ tung mà ông vừa nói. Mạc Phàm cười khẽ nói.
Vẻ mặt Chu Hiệt cũng sửng sốt, cô biết Mạc Phàm lợi hại, nhưng chưa từng nghĩ tới Mạc Phàm là Mạc đại sư kia. Lại càng không ngờ Mạc Phàm thần bí như vậy, kiếm khí này, đây là thứ con người có thể sử dụng à? Câu thầy bói nói xuất hiện trong đầu cô, nếu như có quý nhân giúp đỡ, thiên địa Mạc ta dẫm đạp, chỉ gặp người như Mạc Phàm mới có thể thành hiện thực. Trong chớp mắt cô càng kính sợ Mạc Phàm hơn một chút. Ý nghĩ trong lòng cũng kiên định hơn, đời này nhất định coi Mạc Phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái gì? Đám Niêu gia ngẩn ra. Sao bọn họ có thể không biết Mạc đại sư, ba chiêu đã đánh chết một cao thủ tuyệt thế khác? Vừa rồi ông ta nói với Chu Vân là Mạc đại sư thua, căn bản là gạt Chu Vân, không biết tiểu tử kia lấy đâu ra tin tức, vậy mà đặt cược đúng. Phiếu đánh cược kia trị giá 9 vạn tệ, không lừa gạt từ tay Chu Vân về, không? Phải làm, mình thất vọng sao? Ai biết Mạc đại sư lại xuất hiện trước mặt bọn họ? Không có khả năng, Điêu gia lắc đầu nói. Mạc đại sư là một nhân vật giống như thần tiên, sao có thể xuất hiện ở khu lâu? Năm này, nhưng nhìn kiếm khí trên tay Mạc Phàm, bọn họ lại tin vài phần. Có thể cầm kiếm khí trong tay, sao có thể không phải là thần tiên? Có khả năng hay không đều không sao cả, dù sao các người đều phải chết. Mạc Phàm khinh thường nói, hắn đưa kiếm phù cho Chu Hiệt. Muốn làm chuyện gì thì cứ làm chuyện đó, từ nay về sau cô sẽ là nhị đồ đệ của tôi, một ngày có tôi ở đây sẽ không để cô chịu một chút tổn thương nào. Sở dĩ là nhị đồ đệ vì kiếp trước hắn có một đồ đệ tên là Phượng Vũ, là đồ đệ duy nhất của hắn tại tu chân giới. Sau khi được hắn mang về Thần Nông Tông, chỉ dùng thời gian 10 năm mà tu đến Nguyên Anh Kỳ, thiên phú rất cao. Dù vậy Phượng Vũ vẫn luôn ở bên cạnh tu sĩ Kim Đan như hắn. Lúc quân Khương Lâm ra tay với hắn, hắn có thể tự mình sử dụng lỗ huân hồi vì Phượng Vũ tranh thủ thời gian cho hắn. Kiếp trước lúc hắn tìm được Phượng Vũ, gia tộc Phượng Vũ đã bị diệt sạch, cô trốn phía dưới thi thể cha mẹ mới có thể trốn thoát. Hy vọng một đời này về tu chân giới có thể cứu người nhà Phượng Vũ, cứu vớt nhà đầu kia trong dầu sôi lửa bỏng, không cần mỗi đêm đều chìm trong cơn ác mộng. Dạ. Sư phụ, Chu Hiệt gật đầu, nhận lấy trường kiếm khí trong tay Mạc Phàm. Kiếm khí vào tay, cảm giác khác thường tiến vào trong cơ thể cô, giống như cô thành nữ hoàng nắm giữ sức mạnh trời đất này. Ánh mắt Chu Hiệt phát lạnh liếc nhìn đám Điêu gia. Tiểu Vân, nhắm mắt lại, cách đó không xa Chu Vân sớm bị dọa đến u mê, hoàn toàn không thể lý giải một màn trước mắt. Nhưng nghe chị gái anh ta nói vậy, anh ta nghe lời nhắm mắt lại. Từ khi cha mẹ họ qua đời, đám người này tìm bọn họ gây phiền phức không ít. Trước là đòi sổ sách của bọn họ, sau lại thay những người phá bỏ và rời đi nơi khác. Chuyển đồ đạc nhà bọn họ, cắt điện cắt nước, thậm chí còn vụng trộm chui vào phòng cô, lấy Tiểu Vân uy hiếp cô nhiều lần. Những cửu này đều báo hết cả đi. Tiểu Hiệt, cô đừng kích động, giết người là phạm pháp. Mặt Điêu da trắng bệch nghiêm mặt nói. Ông ta không còn hung hãn như lúc trước. Trái lại như sợi mì trong nồi, nhũn như con chi chi. Chu Hiệt giống như không nghe thấy, kiếm khí đảo qua, tiếng hét thảm vang lên, một thuộc hạ của Điêu gia bị chém trúng, hai chân bị chém đứt, mùi máu tanh tràn ngập. Mà lúc này bỗng nhiên Mạc Phàm nhíu mày, hắn nhìn về phía đỉnh Hồ Tâm, hàn quang, sát khí tỏa ra. Sau đó hắn không do dự nhanh chóng dùng hai tay tạo ra kết ấn, một pháp ấn lại đến một pháp ấn khác xuất hiện, biến mất trong không trung. Tạo ra 6 pháp ấn liên tiếp, sắc mặt hắn tái nhợt không ít, lúc này hắn mới dừng lại, hàn ý trong mắt không có tản đi. Không lâu sau di động của hắn vang lên, là Đường Long gọi tới. Ai làm? Mạc Phàm nhận điện thoại, trực tiếp hỏi. Mạc tiên sinh đã biết rồi sao? Đường Long kinh ngạc nói. Bọn họ ăn cơm ở đình Hồ Tâm xong, anh ta đang chuẩn bị dựa theo Mạc Phàm an bài, đưa người nhà Mạc Phàm đến biệt thự số 9. Ai biết ở cửa biệt thự, bỗng nhiên có một người đầu chọc chắn đường bọn họ, chỉ nói một câu. Thí chủ, bần tăng hóa duyên, nói xong liền định bắt Tiểu Vũ. Thuộc hạ của anh ta đi lên ngăn cản, nhưng không động vào được người tên đầu bóng loáng. Ai biết tên đầu bóng loáng kia còn chưa động vào Tiểu Vũ, một màn hào quang màu vàng trên người Tiểu Vũ sáng lên. Sau đó đạo lôi quang vang lên rắc rắc, tia điện như những con rắn xuất hiện. Trên màn hào quang quấn lấy tên đầu bóng loáng. Tên đầu bóng loáng bị xúc tua điện làm cho không phản ứng kịp, tay xám một. Vùng. Nhưng vậy mà giống như không có chuyện gì, còn muốn bắt Tiểu Vũ lần.
Nữa, lúc này trên người cha Mạc Phàm, mẹ Mạc Phàm cũng xuất hiện tia điện, đánh về phía tên đầu bóng loáng. Sắc mặt tên đầu bóng loáng thay đổi, lúc này mới rời đi. Anh ta bố trí cho người nhà Mạc Phàm trong biệt thự số 9 xong, lập tức gọi điện cho Mạc Phàm. Không ngờ Mạc Phàm đã biết chuyện. Ai ra? Tay. Mạc Phàm gật đầu. Một khi kim cương chú khởi động, hắn sẽ có cảm ứng, tia điện kia là hắn dẫn phát, nhưng mà vẫn để cho người kia chạy mất. Một tên đầu chọc. Hòa thượng sao? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Đúng vậy. Đường Long trả lời thành thật. Không có chuyện gì chứ? Mạc Phàm lo lắng hỏi. Cho dù có Ngọc Phù ở đây, cũng khó khiến không ai bị thương, dù sao uy lực của Ngọc Phù có hạn. Ngoại trừ Tiểu Vũ bị dọa sợ, không ai bị thương. Đường Long nói. Lúc này Mạc Phàm mới yên tâm hơn chút, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo dọa người. Hắn mới rời đi một lát, vậy mà có người dám ra tay với người nhà hắn, thật to gan. Cho dù là ai, để hắn điều tra ra được hắn sẽ diệt cả nhà bọn họ. Mọi người cứ ở yên trong biệt thự không được ra ngoài, đợi tôi quay trở về. Trong biệt thự có tứ thượng trận, còn có thể ngăn cản được một lúc, ở trong đó. An toàn hơn bên ngoài một chút. Mạc tiên sinh, tôi cảm thấy có khả năng là người Khổng gia. Đường Long trầm giọng nói. Vì sao? Mạc Phàm nhớn mày hỏi. Đám Khổng Tuyên được người ta cứu đi rồi, thuộc hạ của tôi ở bên đó nói là một tên đầu bóng loáng. Đường Long nói. Hớ, ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, Khổng gia giỏi lắm sao? Tôi đã biết, cứ vậy đã. Mạc Phàm lạnh lùng nói, tắt điện thoại. Tối nay Khổng Tuyên này không chết được, không biết cô ta có thể sống bao lâu. Hắn hít thở sâu mấy hơi, sắc mặt mới khá hơn một chút. Bất chợt hàn quang trong mắt hắn dâng cao. Linh khí bắt đầu khởi động điên cuồng, thân hình biến mất tại chỗ. Khi lại xuất hiện, hắn đã đến trước người Chu Hiệt. Chu Hiệt đang chuẩn bị dùng kiếm chém điều ra, ai biết mọi việc đều rất thuận. Lợi nhưng bỗng nhiên kiếm khí trầm xuống, giống như chém vào kim cương. Vừa nhìn liền thấy một tên đầu bóng loáng cao lớn vạm vỡ xuất hiện dưới. Kiếm của cô, hai ngón tay ông ta chụm lại, đỡ lấy kiếm khí vô cùng sắc bén. Trong tay cô, tên đầu bóng loáng mặt mũi hiền lành, lạnh nhạt nói. A-di-đà Phật, thí chủ. Cô giết người sẽ thành tính, hà tất bị cám dỗ tiến vào ma đạo. Mạc Phàm nheo mắt, sắc bén lộ ra, nhìn chằm chằm tên hòa thượng này. Hòa thượng mặc áo nhà sư màu vàng đất, trên cơ thể mập mạp có đeo một chuỗi ngọc dương chi, mỗi viên đều to bằng ngón cái. Trong tay cũng cầm một chuỗi tràng hạt màu đỏ, tổng cộng có 18 viên, đang không ngừng đếm. Hòa thượng kia nheo mắt lại, mặt mũi nhìn có vẻ hiền lành. Bộ dạng không tranh sự đời, khí tức khủng bố toàn thân cũng không hề kém hắn bao nhiêu. Khí tức này hẳn là cao thủ nội kình hậu kỳ, hơn nữa không phải cao thủ nội kình hậu kỳ bình thường. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi. Hòa thượng, chính ông cũng là ma, hà tất phải giả từ bi. Hòa thượng nhíu mày, trong chớp mắt khôi phục như thường. Thí chủ, nếu cậu không chịu giác ngộ, bần tăng đành phải đắc tội rồi. Mạc Phàm cười lạnh lùng. Các người sớm đã đắc tội tôi, hòa thượng đánh lén người nhà tôi có hệ gì với ông? Cậu nói tuệ năng sư đệ sao? Hòa thượng lạnh nhạt nói. Quan! Phải, nếu ông ta chạy, ông ở lại đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mạc tiên sinh, không, sư phụ, ông ta là ai vậy? Chu Hiệt vẫn có chút không quen, vội vàng sửa lời. Chó săn của Khổng Tuyên. Mạc Phàm trả lời. Có lẽ ở trong mắt người khác sẽ nghĩ rằng hòa thượng này là cao tăng từ bi, trong lòng là Phật đạo, nhưng muốn lừa gạt hắn sao, đừng mơ. Rõ ràng cả người là sát khí tu la, khoác lên người Phật y có thể che khuất. Khổng Tuyên. Sắc mặt Chu Hiệt khẽ đổi, quả nhiên Khổng gia lợi hại, lúc này mới có bao lâu đã tới trả thù rồi. Xem ra vị cô nương này từng có ân oán với Khổng tiểu thư, vậy thì đều ở lại đi. Trong mắt hòa thượng hiện lên ánh sáng lạnh. Trầm giọng nói. Nói xong năm ngón tay ông ta mở ra, một chưởng đánh tới, kình phong rời núi lấp biển lập tức xuất hiện, đánh về phía Mạc Phàm và Chu Hiệt. Bản lĩnh là chuyện tốt, đáng tiếc ông không có. Mạc Phàm cười nói. Hắn cầm lấy tay Chu Hiệt, linh khí còn lại không nhiều lắm không hề giữ lại lao một cách dũng mãnh vào kiếm phù trong tay Chu Hiệt.
kiếm quang lại dài ra, chém về phía hòa thượng. Kình phong tràn đầy khí thế lập tức bị kiếm quang xé rách, đại hòa thượng kia biến sắc, giống như không muốn chống chọi với kiếm khí này, lập tức lùi về phía sau. Kiếm khí chém xuống, bay thẳng đến chỗ Niêu gia. Niêu gia đã bị dọa ngốc, căn bản không có bất luận phản kháng gì, bị chém thành hai đoạn. Cô và em trai cô rời đi trước, lát nữa đến biệt thự số 9 Vân Trung Thự tìm tôi. Mạc Phàm nói. Người này thì sao? Chu Hiệt liếc mắt nhìn hòa thượng một cái, vẻ mặt lo lắng nói. Hòa thượng này cho cô cảm giác không yếu hơn Mạc Phàm có thể. Đối phó được hòa thượng này sao? Ông ta sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn hòa thượng một cái. Ông ta sẽ là một hòa thượng chết. Chu Hiệt do dự, vẫn đưa kiếm phù cho Mạc Phàm. Vậy sư phụ cẩn thận một chút, không được mà nói, đồ nhi sẽ gọi cảnh sát. Thay vì cô ở đây liên lụy Mạc Phàm, còn không bằng trốn đi thật xa, Phàm dễ ra tay hơn. Để Mạc Phàm cười, gọi cảnh sát tới có tác dụng sao? Nhưng mà tâm ý của Chu Hiệt hắn nhận. Đối phó với hòa thượng giả này căn bản không cần người khác, một mình hắn cũng dư giả. Hòa thượng nhìn Chu Hiệt rời đi, nhíu mày lại, lại nhìn kiếm khí trong tay Mạc Phàm, lúc này mới không đuổi theo Chu Hiệt. Sponsor by NSATSUOCANKSANG.com Khổng Tuyên ra lệnh cho ông ta giết. Sạch những người liên quan đến chuyện này. Đợi giết Mạc Phàm xong lại đuổi theo nha đầu kia cũng không muộn. Thí chủ, pháp lực trong cơ thể cậu đã không đủ, lúc này cậu không phải là đối thủ của tôi, cậu còn muốn vùng vẫy dẫy chết sao? Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, quả thật linh khí trong cơ thể hắn không còn. Nhiều lắm, còn không đến 1/10 lúc bình thường. Chút ấy là đủ rồi. Càn rỡ, cậu đã tự tin như vậy, bần tăng muốn biết sốt cuộc Mạc Đại Sư Đông Hải lợi hại thế nào. Còn bần tăng, giả làm hòa thượng thích lắm nhỉ, lộ ra nguyên hình đi, nếu không ông sẽ chết nhanh thôi. Mạc Phàm cười nói, trên địa cầu có người tu luyện tu la sát đạo ma công loại này, tu chân giới là đại thế giới rộng lớn sao có thể không có. Đám người này đều có một thói quen thích khoác Phật y, làm chuyện ma quỷ. Hòa thượng trước mặt cũng như vậy. Sát khí trên người hòa thượng này nồng đậm không chỉ gấp 10 lần hắn, chuyện này có ý nghĩa ông ta giết người gấp 10 lần Mạc Phàm trở lên, người như vậy giả trang từ bị đúng là buồn cười. Cậu đã muốn mở mang kiến thức như thế, vậy như cậu mong muốn, Phật nói. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Hòa thượng hừ lạnh một tiếng, khí tức trên người thay đổi. Mặt mũi hiền lành lập tức vô cùng hung dữ, nhìn hung ác như ma quỷ. Làn da màu đồng cổ cũng trở nên tối đen. Hai mắt lóe sáng hung quang, nhìn chằm chằm Mạc Phàm đầy hung dữ, sát ý hô hào mà ra, lại nồng đậm vài lần. So với vừa rồi hoàn toàn như hai người khác. Lần này cậu có thể đi chết đi. Hòa thượng lạnh lùng nói, năm ngón tay mỏ ra. Như móng vuốt ác ma đánh về phía Mạc Phàm. Kình phong sắc bén tàn sát bừa bãi mà ra. Một chảo như vậy làm người ta có cảm giác cho dù là sắt thép cũng bị xé rách, càng không phải nói cơ thể người. Ha ha! Mạc Phàm cười. Hắn dùng kiếm khí vẽ ký hiệu trên mặt đất, dưới chân khẽ động, sau đó lùi về phía sau. Hòa thượng vồ hụt, ánh mắt dữ dằn hơn. Tiểu tử, cậu đắc tội Khổng tiểu thư, không phải vừa rồi rất hung hãn à, sao bây giờ chỉ biết trốn tránh? Trốn! Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên. Lại dùng linh khí vẽ ký hiệu trên đất, một kiếm chém về phía hòa thượng. Hòa thượng cười khinh thường, nắm chặt lấy hai tay chắn trước người. Két, tiếng sắt đá chạm nhau vang lên, vậy mà có tia lửa lóe lên trên tay hòa thượng. Kiếm khí này chém giết đám điều ra như thái rau, nhưng lại bị hòa thượng. Dùng cơ thể ngăn cản. Chỉ là trên mặt hòa thượng lộ ra chút thống khổ. Mạc Phàm hơi nhíu mày, nếu linh khí trong cơ thể đầy đủ, một kiếm này sẽ... Chém hòa thượng tiến vào dưới nền đất. Hòa thượng đỡ kiếm khí của Mạc Phàm, hơi vui vẻ. Xem cậu có thể duy trì pháp khí này bao lâu. Ông ta từng đấu với vô số người, sao không nhìn ra pháp lực của Mạc Phàm không đủ, kiếm quang yếu đi một chút. Ông ta cười ha ha vươn người lên, quyền pháp đại khai đại hợp, như một khối sắt đánh về phía Mạc Phàm. Mặt Mạc Phàm không đổi sắc, một kiếm nghênh đón hòa thượng này. Đến chỗ nào sẽ để lại một ký hiệu. Trong một con hẻm cách đó không xa, Chu Hiệt đưa Chu Vân về nhà, mình thì quay ngược lại. Thấy trường kiếm trong tay Mạc Phàm đã chỉ còn lại 3 thước, khí thế càng
ngày càng yếu, lông mày cô nhíu chặt lại, vẻ lo lắng càng ngày càng đậm. Mạc, sư phụ có thể đánh thắng được sao? Nói, khuôn mặt hòa thượng dữ tợn, vẻ đắc ý càng đậm hơn, cười vang tiểu tử, không phải cậu là Mạc Đại Sư Đông Hải sao, không phải cậu rất ngông cuồng à, là kẻ địch với Khổng gia thì sao chứ, ngay cả ông đây cũng không phải là đối thủ, cậu là kẻ địch với Khổng gia thế nào, đúng là chuyện tiếu lâm, đợi tôi giết. Cậu rồi, lại đi bắt nữ đồ đệ của cậu tiền dâm hậu sát, ai có thể ngăn cản tôi. Tu La Tông bọn họ chính là thế lực Khổng gia bồi dưỡng, rất ít người biết đến, bởi vì người biết phần lớn là kẻ địch của Khổng gia, còn đều là người chết. Nghe hòa thượng nói vậy, sắc mặt Chu Hiệt lại càng khó coi. Chẳng lẽ vừa có một chút hy vọng, lại bị phá hủy? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ông không làm được gì đâu, bởi vì ông sẽ lập tức thành người chết. Một kiếm của Mạc Phàm chém về phía hòa thượng, mượn lực phản chấn lùi lại. Khởi! Hắn thầm quát một tiếng, ký hiệu được hắn khắc trên mặt đất lập tức sáng lên, hình thành một lục mang tinh trận. Trong tinh trận, vừa rồi hòa thượng còn vô cùng hung hãn, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đây là Phục Ma. Báo cáo vấn đề trong chuyện gửi tin nhắn cho nhóm trưởng. Phục Ma trận. Hòa thượng kinh hãi nói. Ông ta tu luyện Tu La Ma Công, vô cùng mẫn cảm với Phục Ma gì đó. Vừa rồi ông ta hoài nghi Mạc Phàm đang khắc trận pháp, chỉ là vẫn không cảm nhận được uy lực của trận pháp, lúc này mới không để ở trong lòng. Dù sao tạm thời uy lực của trận pháp cũng không lớn. Ai biết thực ra là Phục Ma trận, trận pháp này vừa khởi động, ông ta cảm thấy nội khí toàn thân như bị chấn áp, không điều động được một chút nào, cơ thể cũng như bị đóng đinh tại chỗ không thể nhúc nhích. Mạc Phàm cười nhẹ, nói. Là Kim Cương Phục Ma trận. Kim Cương Phục Ma trận, không phải đã thất truyền rồi sao, cậu đạt được từ đâu ra? Sắc mặt hòa thượng lại khó coi hơn. Nghe nói Kim Cương Phục Ma trận là trận pháp của Thiếu Lâm, đã thất truyền. Trong thời kỳ dân quốc, tiểu tử kia học được từ đâu? Thất truyền. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười khinh thường. Loại tiểu trận pháp này đã thất truyền ở địa cầu, nhưng có đạo lý thất truyền ở tu chân giới sao? Tôi không chỉ biết Kim Cương Phục Ma trận, còn biết Kim Cương Diệt Ma trận, Kim Cương Phần Ma trận, nhưng ông không có cơ hội nhìn thấy rồi. Hòa thượng hơi sững sờ nhìn Mạc Phàm, trong mắt lóe lên chút sợ hãi. Nhưng ngay sau đó tươi cười càn rỡ lại tràn đầy trên khuôn mặt hung dữ của. Ông ta, tiểu tử, có vẻ tôi khinh thường cậu quá rồi, nhưng cho dù cậu biết được nhiều trận pháp như vậy thì có năng lực gì, không có pháp lực căn bản không thể thi triển, đợi pháp lực của cậu hao hết sẽ là lúc chết của cậu, đợi xem. Không phải Mạc Phàm không muốn cho ông ta thấy những trận pháp kia, mà là không có cách nào cho ông ta thấy. Bởi vì cậu ta không còn nhiều pháp lực lắm. Trong con hẻm sắc mặt Chu Hiệt mới thay đổi một chút, tâm tình lập tức lại chìm vào đáy cốc. Sư phụ, có cần đồ nhi báo cảnh sát không? Chu Hiệt đi ra hỏi. Cô mới bái sư không lâu chưa học được. Gì, chỉ có thể báo cảnh sát. Báo cảnh sát, cô nghĩ cảnh sát có thể làm gì tôi? Hòa thượng ngồi trong trận pháp cười âm hiểm nói, ánh mắt nhìn Mạc Phàm và Chu Hiệt như ác lang nhìn thấy con mồi. Cô bé. Tôi thấy dáng người cô không tệ, nếu bây giờ cô đoạn tuyệt quan hệ với cậu ta, sau đó tát cậu ta một cái, tôi sẽ nhận cô và em trai cô làm đồ đệ, thế nào? Chu Hiệt hơi sững sờ, mắt đảo qua đảo lại. Cô suy nghĩ thật kỹ đi, đợi tôi vừa ra ngoài tiểu tử này sẽ phải chết không thể nghi ngờ, nếu cô quyết một lòng đi theo cậu ta, đợi tôi ra ngoài không chỉ tiền dâm hậu sát cô, còn giết em trai cô nữa, nhưng bây giờ cô phản bội cậu ta thì khác. Hòa thượng nhếch miệng cười nói, ý đồ ly gián Chu Hiệt và Mạc Phàm. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, không nói một câu nào, hai ngón tay vốn dựng thẳng lại hạ xuống. Chu Hiệt nhìn hòa thượng khủng bố, lại nhìn Mạc Phàm. Chỉ do dự một lát liền có quyết định. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, nếu ông có thể đi ra giết sư phụ tôi sẽ để mặc ông dẫm đạp, mạng của em trai tôi cũng mặc ông xử trí, nếu như ông không ra được thì nên câm miệng tốt hơn, đợi sư phụ tôi khôi phục chút pháp lực. Người chết là ông. Chu Hiệt cao giọng nói. Nếu không có Mạc Phàm, cô đã bị người của Khổng Tuyên mang đi, vừa rồi lại bị Điêu Gia mang đi nữa, có thể nói Mạc Phàm cứu cô hai lần. Nếu cô đã bái Mạc Phàm làm sư, thì sẽ không thay đổi quyết định. Nói cách khác, nếu cô phản bội Mạc Phàm sẽ có kết cục tốt sao? Cho dù không bị thiên lôi đánh, cô đâm xe thể thao của Khổng Tuyên,
đến Khổng gia tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Tuy cô yếu một chút, nhưng không hề ngu dốt. Chu Hiệt vừa nói xong, sắc mặt hòa thượng lập tức trầm xuống, gần như có thể vặn ra nước. Ông ta muốn lừa gạt Chu Hiệt một phen, khiến Mạc Phàm chết càng thống khổ hơn chút, ai biết con ngốc này lại không biết điều như thế. Cô bé, cô đã không biết tốt xấu như thế, vậy đi chết với sư phụ cô đi, đợi cậu. Ta khôi phục thực lực sao, đời này đều không có khả năng. Hòa thượng cười nói. Sắc mặt Chu Hiệt trầm xuống, không dám nói gì thêm. Nếu như thực sự như vậy thì cứ thế đi, cô đã tận lực rồi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Chu Hiệt một cái, cười nói. Không dùng pháp lực tôi vẫn có thể giết chết ông ta, cô yên tâm đi, tôi nói. Có tôi ở đây, không ai có thể làm cô bị thương, tôi nói được thì làm được. Cái gì? Đôi mắt Chu Hiệt mở to, nhìn Mạc Phàm đầy kinh ngạc. Tiểu tử, cậu lừa dối tiểu cô nương cũng không cần nói dối đến mức đó, không? Cần pháp lực cũng có thể giết tôi xem cậu giết thế nào, dùng mắt giết hay? Niệm lực giết, hôm nay cậu không giết được tôi sẽ là ông nội cậu. Hòa thượng vốn sửng sốt, sau đó cười điên cuồng nói. Ông ta tung hoành ở Hoa Hạ không ít năm, chưa từng nghe nói phương pháp không cần pháp lực có thể giết cao thủ nội kình đỉnh phong như ông ta. Mạc Phàm cười khinh thường, ngón trỏ và ngón giữa dựng thẳng trước ngực. Một đoạn kinh văn khó hiểu truyền từ trong miệng hắn ra. Đoạn kinh văn này tên là Diệt Ma Kinh, là chiến lợi phẩm khi hắn ở tu chân giới thi đấu y thuật với một cao tăng đắc đạo. Kinh cao tăng kia nói cho hắn biết trong đoạn văn ẩn chứa đại pháp nhưng không cần pháp lực có thể động đến ma chướng trong cơ thể ma tu, khiến người này tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đương nhiên tiền đề đó là ma tu này luôn nghe thiên kinh văn, vì thế hắn dùng một chút y thuật tâm đắc đổi lấy kim cương phục ma trận và một số trận pháp với cao tăng. Trận pháp khốn ma, kinh văn diệt ma. Nghe nói dựa vào diệt ma kinh này, cao tăng kia giết vô thượng thiên ma, danh tiếng lan xa. Hòa thượng này tu la ma công, tuy bị cắt xén vô số lần bản cũ, nhưng thuộc tính ma công vẫn còn, diệt ma kinh này có tác dụng với ông ta. Hòa thượng thấy Mạc Phàm niệm kinh, căn bản chẳng thèm ngó tới. Tiểu tử, cậu muốn dùng kinh Phật cảm hóa tôi à, nói cho cậu biết tôi cũng niệm kinh vài chục năm rồi, nhưng càng niệm kinh càng muốn giết người, bây giờ tôi rất muốn giết cậu. Nói xong câu đó, sắc mặt hòa thượng bắt đầu kỳ lạ. Theo kinh văn tụng ra, không hiểu sao nội kình trong cơ thể ông ta sao động, có xu thế không chịu khống chế. Ta vội vàng áp chế, nhưng càng áp chế càng loạn, sao động càng lớn. Ông, số tiểu tử, đừng niệm nữa tôi diệt cậu. Hòa thượng giận dữ hét, phàm như lão tăng nhập định, vẻ mạc mặt cung kính, kinh văn không ngừng truyền từ trong miệng hắn ra. Tiếng kêu thảm thiết truyền từ miệng hòa thượng ra. Ở dưới kinh văn này, cơ thể ông ta bắt đầu bành trướng, lớn hơn vừa rồi một vòng, da ngăm đen trở nên đỏ bừng, khuôn mặt vốn hung dữ càng trở nên khủng bố. Đừng niệm nữa. Hòa thượng kêu lên, không còn bộ dạng hung hãn lúc trước. Chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, vèo một tiếng, kinh khí ngược chiều. Phá thể mà ra. Vết thương xuất hiện, kinh khí trong cơ thể hòa thượng như tìm được chỗ phát. Tiết, điên cuồng trào ra. Tiếng kêu thảm thiết rét lạnh phát ra từ miệng hòa thượng, kinh khí tràn ra thông qua vết thương trên người ông ta. Máu tươi chảy đầy một vùng, mùi máu tanh nồng đậm tản đi theo gió đêm. Lúc này Mạc Phàm mới mở to mắt, linh khí còn sót lại rót vào trong kiếm phù. Tôi nói rồi, chút linh khí đó cũng đủ giết ông, vậy đủ rồi, chết đi. Trường kiếm vung lên, cái đầu chọc rơi xuống đất. Linh khí, cậu là... Trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng của hòa thượng lộ ra khiếp sợ, rất nhanh liền tản đi. Chu Hiệt ở bên cạnh vô cùng khiếp sợ, niệm kinh giết người sao? Mãi đến khi hòa thượng chết đi, Chu Hiệt còn chưa phản ứng kịp. Niệm kinh giết người, chuyện này quá khó tin. Sư phụ cô thật sự là người sao? Có một ngày cô cũng có thể như vậy. Mạc Phàm nhìn biểu cảm ngây ra như phỗng của Chu Hiệt, cười nhạt nói. Hắn đi đến trước người tên đầu bóng loáng, lấy hai chuỗi tràng hạt trên người ông ta. Cô đeo cái này trước, nó có lợi với cơ thể cô, lúc nào đó tôi sẽ giúp cô luyện chế thành pháp khí. Mạc Phàm đưa tràng hạt màu đỏ cho Chu Hiệt. Chuỗi tràng hạt màu đỏ này là mài bích huyết thạch mà thành, cũng là một trong những nguyên liệu luyện chế pháp khí,
cùng là nguyên liệu với bích huyết châm hắn dùng để luyện thể, đeo lâu dài mới có lợi với thân thể. Thứ đáng giá nhất trên người hòa thượng này là chuỗi tràng hạt. À, Chu Hiệt gật đầu, không ngại vừa lấy xuống trên thi thể hòa thượng, lau vài cái liền đeo trên tay, giống như nhận được bảo bối. Mạc Phàm cầm lấy một chuỗi tràng hạt âm hét màu trắng khác, nắm trong tay vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, chuỗi tràng hạt màu trắng nhanh chóng biến thành ảm đạm không có ánh sáng. Chỉ trong một chén trà nhỏ, hoàn toàn biến thành viên đá bình thường, linh khí bên trong đều được hấp thu, linh khí trong cơ thể hắn coi như khôi phục chút. Mạc Phàm ném viên đá vô dụng đi, ánh mắt lại đảo qua người hòa thượng, nhìn một cái túi ra bên hông ông ta. Hắn cầm lấy túi mở ra nhìn thoáng qua, hai mắt hơi sáng lên. Cái túi này không lớn, bên trong có mấy bình ngọc lớn nhỏ. Hắn mở từng bình ngọc ra, bỗng nhiên mùi thuốc nồng đậm xông vào mũi. Hai bình tôi thể đan, hai viên trúc cơ đan, bốn bình bổ linh đan, còn hai bình đan dược dùng để chữa thương nữa. Ngoại trừ bổ linh đan có thể giúp hắn khôi phục chút linh khí ra, ba loại khác không có tác dụng lắm với hắn, nhưng đúng lúc lại tốt với Chu Hiệt, bất luận là tôi thể đan hay trúc cơ đan đều là thứ Chu Hiệt cần nhất. Hắn không lập tức đưa đan dược cho Chu Hiệt, những đan dược này luyện chế thật sự quá thối nát, bên trong chứa nhiều tạp chất. Đợi hắn rút ra chút thời gian luyện chế một lần nữa, không chỉ không có tác dụng phụ, còn làm hiệu quả tăng lên không ít. Hắn cau mày phục dùng mấy viên bổ linh đan, nhẫn trên đầu ngón tay sáng lên, mấy bình đan dược biến mất toàn bộ. Chu Hiệt lại sửng sốt, nhìn tay Mạc Phàm đầy kinh ngạc. Sư phụ, đây là một cái nhẫn thôi, sau này cô sẽ có. Mạc Phàm bình tĩnh cười nói. Chỉ là một chiếc nhẫn chữ vật mà thôi, sau này Chu Hiệt sẽ nhận được vô số thứ cô không tưởng tượng được. Chu Hiệt cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu, trong lòng lại thổn thức không thôi. Bình thường cô rất thích xem phim tiên hiệp trên TV và đọc tiểu thuyết, chiếc nhẫn của Mạc Phàm rất giống nhẫn chữ vật trong truyền thuyết. Chẳng lẽ thứ này thật sự tồn tại, cõi lòng cô đầy chờ mong. Cô đi về trước đi, đợi cô bố trí cho em trai mình xong thì đến biệt thự tìm tôi. Mạc Phàm nói, dạ, sư phụ. Chu Hiệt gật đầu, nhìn thi thể đầy đất không khỏi nhíu mày. Vậy những người này, cô không cần phải xen vào những chuyện này, tôi sẽ xử lý giúp cô. Mạc Phàm gật đầu nói. Hắn gọi điện thoại cho Đường Long, nói cho anh ta địa chỉ nơi này liền rời khỏi. Khu lâu năm, quay về giải quyết một chuyện khác. Trong biệt thự, đám cha Mạc Phàm ngồi trong đại sảnh cầm miếng ngọc phù, đầu đầy mờ mịt. Tiểu Phàm, miếng ngọc này là thứ gì vậy, vậy mà có thể phóng điện. Vừa rồi ở trước biệt thự bỗng nhiên tên đầu bóng loáng kia đột kích, trên người Tiểu Vũ lập tức có một màn hào quang vây quanh, sau đó sáu tia điện trước sau đuổi theo người kia. Tia điện này không chỉ dọa chạy tên đầu bóng loáng, cũng dọa sợ đám bọn họ. Ngọc này là Mạc Phàm đưa cho, bọn họ tưởng rằng là ngọc dưỡng nhân, đeo trên người sẽ có lợi với cơ thể, ai biết nó còn có thể tạo ra pháp thuật, chuyện này làm người ta quá khó tin. Quả thật một màn kia như phóng điện. Pháp khí phòng thân. Mạc Phàm nói thẳng, nếu cha mẹ đều thấy được, giấu giếm cũng vô dụng, sớm muộn gì bọn họ cũng biết. Pháp khí. Mọi người lập tức sửng sốt. Bọn họ không hề xa lạ với pháp khí, trong nông thôn còn rất nhiều người vẫn mê tín, trong nhà rất nhiều người đặt một hai thứ khai quang như tượng Phật hay bát quái gì đó, dùng để ích tả những thứ này được gọi là pháp khí. Nhưng mấy thứ kia để trong nhà 100 năm, cũng không thấy phóng điện như khối ngọc này một lần. Đây rõ ràng là pháp bảo của tiên nhân. Con lấy mấy khối ngọc này ở đâu? Cha Mạc Phàm hỏi. Con tự luyện chế ra. Mạc Phàm giải thích. Mọi người lại lập tức sửng sốt. Mạc Phàm tự luyện chế ra pháp khí. Mạc Phàm biết võ, biết y thuật đã khiến bọn họ giật mình không nhỏ, vậy mà. Mạc Phàm còn luyện chế được pháp khí. Mạc Phàm như vậy làm bọn họ cảm thấy có chút xa lạ. Những thứ này đều là sư phụ con dạy con sao? Giọng cha Mạc Phàm run run hỏi. Dạ. Mạc Phàm gật đầu. Tiểu Phàm, sư phụ con là ai, con biết không? Ông ấy đưa cho con y thuật, pháp thuật và công phu xong đã không thấy. Tăm hơi, con cũng không biết ông ấy là ai, hình như tên là Vô Cực Đạo Nhân. Mạc Phàm nói. Lúc này chỉ có thể lấy sư phụ hắn ra làm lá chắn thôi. Mạc Phàm vừa mới nói xong, trên tinh cầu trắng như tuyết, một lão giả tóc bạc. Quần áo khoác đang đứng trên đỉnh núi đầy gió tuyết. Hắt xì, hắt xì, hắt xì, bỗng nhiên lão giả hắt xì ba cái.
Lão giả xoa xoa mũi, buồn bực nói. Chẳng lẽ ta đường đường là tông chủ của Thần Nông Tông cũng bị cảm? Lão giả nghĩ một lát liền ném chuyện này sang một bên, tiếp tục đi thẳng phía chân trời trên núi. Vô Cực đạo nhân, mọi người nghĩ một lát liền lắc đầu, căn bản chưa từng nghe thấy cái tên này. Nhưng Mạc Phàm nói có chắc chắn là có tồn tại, nếu không Mạc Phàm thay đổi nghiêng trời lệch đất từ đâu ra. Cha Mạc Phàm còn chưa mở miệng, đã bị mẹ Mạc Phàm xen ngang. Được rồi, tiểu Phàm có thể học được bản lĩnh như vậy là phúc của Mạc gia chúng ta, mọi người hỏi thì sẽ rõ sao. Lão mẹ Mạc Phàm hơi bất mãn nói. Lão mẹ Mạc Phàm xuất thân từ Tưởng gia, thân thế bối cảnh mạnh hơn cha Mạc Phàm không biết bao nhiêu lần, đối với Pháp Sư, võ giả chân chính cũng biết nhiều hơn cha Mạc Phàm một chút. Pháp Sư bình thường phần lớn là giả, võ giả cũng phần lớn là động tác võ thuật đẹp mắt. Nhưng Hoa Hạ thật sự tồn tại Pháp Sư có thể cầu mưa cầu phúc, võ giả có năng lực phá núi sông. Những chuyện này không truyền lại, Mạc Phàm có thể gặp được một vị sư phụ như vậy là cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu không sao Mạc gia bọn họ có thể trả nợ 1 triệu, nhanh như vậy đã thành xưởng dược nổi tiếng ở Đông Hải, rất nhiều thế gia đều cầu bọn họ. Được rồi. Mọi người lắc đầu không hỏi nhiều nữa. Mạc Phàm cười liếc mắt nhìn lão mẹ một cái. Anh có thể dạy em pháp thuật không? Tiểu Vũ nằm trên đùi Mạc Phàm hỏi. Tiểu nha đầu này vừa bị lôi điện dọa sợ, bây giờ vẫn còn có chút trắng xanh, sau khi Mạc Phàm quay về mới khá hơn chút. Em muốn học pháp thuật gì? Mạc Phàm cười hỏi. Hắn tu chân 500 năm, tích lũy pháp thuật đâu chỉ ngàn vạn, dạy Tiểu Vũ. Không thành vấn đề. Em muốn học pháp thuật có thể biến ra rất nhiều đồ ăn ngon. Tiểu Vũ gãi má nghĩ một lát nói. Chấm, Mạc Phàm hết nói nổi, mặt nhăn lại, trái lại dịch chuyển thì có thể làm được. Nhưng pháp thuật tự nhiên biến ra đồ ăn đúng là không có. Con hàng ăn vặt, chuyện này để anh nghĩ đã. Mạc Phàm véo mũi Tiểu Vũ nói. Tiểu Phàm, vậy hòa thượng kia, con chuẩn bị làm sao bây giờ? Cha Mạc Phàm lo lắng hỏi. Chuyện đó ạ, để con đi thu thập ông ta. Ánh mắt Mạc Phàm trở nên phát lạnh, lạnh lùng nói. Đầu bóng loáng tên tuệ năng kia dám thừa dịp hắn không có ở đây muốn làm hại người nhà hắn. May mà có thất hồn ngọc ngăn cản, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Sao hắn có thể để tên tuệ năng kia rời đi? Nếu đã đến đây, vậy thì ở lại đi. Tiểu Vũ, cho anh mượn ngọc phù của em một lát. Mạc Phàm bình tĩnh cười nói. Phàm là những người uy hiếp người nhà hắn, hắn sẽ không để lại một chút cặn nào. À, Tiểu Vũ nhu thuận đưa ngọc cho Mạc Phàm. Tiểu Phàm, cha đi cùng con nhé. Cha Mạc Phàm hỏi. Người vừa đánh lén bọn họ rất lợi hại, lỗi điện đã đánh ra mà không bị thương, Mạc Phàm đi một mình ông sẽ lo lắng. Tuy ông không giúp được gì nhưng ít ra không để Mạc Phàm chịu trách nhiệm một mình, dù sao ông là cha Mạc Phàm mới chỉ 16 tuổi. Bác cũng đi với cháu. Bác cả Mạc Phàm nói theo. Còn chú nữa, chú sẽ vặn đầu con lừa ngốc kia xuống. Chú ba Mạc Phàm cũng nóng lòng muốn thu. Mạc gia có được như bây giờ đều dựa vào Mạc Phàm, ba bọn họ đứng nhìn. Thật sự hơi xấu hổ. Dượng cũng đi. Dượng Mạc Phàm. Cha Lý Thì Vũ cũng sắn ống tay áo, Ngô Hân ở bên cạnh kêu ông tay ông ta cũng không quan tâm. Tuy ông ta không là người tốt gì, nhưng không muốn nợ nhân tình người ta, ông ta được lên chức chắc chắn là nhờ mặt mũi Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn người một nhà cùng chung mối thù, trong lòng cảm thấy ấm. Áp! Đời trước đều là ba anh em Mạc gia liều mạng duy trì cái nhà này. Nhất là cha, bệnh trên người ông đều do mệt mà ra. Bọn họ đủ vất vả rồi. Một đời này toàn bộ do hắn gánh vác đi. Một hòa thượng mà thôi, không cần nhiều người đi như vậy, một mình con đủ rồi. Vậy chúng ta làm gì? Cha Mạc Phàm hỏi. Biệt thự này rất rộng, có đủ loại thiết bị giải trí, mọi người có thể nhìn xem, cần cái gì có thể nói với Vương Mụ, muốn ăn gì thì bảo Đường Long mua giúp mọi người, anh ta sẽ không từ chối đâu. Mạc Phàm cười nói. Như vậy, cha Mạc Phàm cảm thấy không được tốt lắm. Được rồi đừng nói nữa, Tiểu Phàm đi một mình được rồi, mấy anh em các ông uống chút gì ở đây đi, không phải Lưu lão kia đưa côn ngô thần nhưỡng tới sao, tôi đi làm vài món. Lão mẹ Mạc Phàm không hài lòng lắm nói. Bà còn không biết tính cha Mạc Phàm, chịu khổ đến chết cũng phải sĩ diện, mấy người bọn họ đi chỉ biết liên lụy Mạc Phàm. Lúc này mấy người mới từ bỏ ý định, không đòi đi theo nữa.
Nói xong bà lại dặn dò Mạc Phàm. Tiểu Phàm, con cũng cẩn thận một chút. Dạ. Mạc Phàm gật đầu cười với lão mẹ. Hắn cầm lấy thất hồn ngọc của Tiểu Vũ đi đến ao nhỏ trong phòng khách, khối hải nhãn thạch ở đó. Chắc không sai biệt lắm rồi. Một tay hắn ấn trên hải nhãn thạch, linh khí thuộc tính thủy vô cùng thanh thuần rót vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng bổ sung linh khí thiếu trong cơ thể. Thất hồn ngọc được hắn để ở mi tâm, hai mắt nhắm chặt miệng niệm thần chú. Khởi. Hắn khẽ quát một tiếng. Một ký hiệu xuất hiện giữa mi tâm hắn, cảm ứng như thủy triều lao ra mãnh liệt, cường đại hơn hắn vừa đạt đến trúc cơ trung kỳ. Trong chớp mắt cảm ứng đột phá phạm vi hắn cảm ứng lúc trước, từ 1 km đến 2 km, tiếp tục bay lên. 3 km. Cảm ứng này mang theo sát ý sắc bén, Tần Quỳnh và Lạc Phi đang uống rượu trong biệt thự số 1 Vân Trung Thự sửng sốt, nhìn về phía biệt thự Mạc Phàm, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Hai người bọn họ đều đến nội kình đỉnh phong, thiếu chút nữa là tiên thiên. Cảm ứng mạnh hơn người bình thường không ít, gió thổi cỏ lay trong 100 mét xung quanh bọn họ đều phát hiện được. Nhưng vậy mà tiểu tử kia có thể vượt cây số, đến chỗ biệt thự bọn họ, vẫn còn mạnh như thế. Thực lực của tiểu tử này tiến bộ quá khủng bố rồi. Ai nói không phải chứ? Sắc mặt Lạc Phi cũng trầm xuống nói. Bởi vì chuyện Tần Kiệt lúc trước, ông ta vẫn có chút thù địch với Mạc Phàm. Nhưng lúc này có chút nghĩ lại mà sợ. Lúc này mới có mấy ngày, tiểu tử này lại mạnh hơn rất nhiều. Tiểu Anh, con có biết chuyện gì không? Lạc Phi hỏi. Là Khổng gia phái người tấn công em gái Mạc tiên sinh, tuy sát thủ bị pháp khí. Cản lại nhưng không có chuyện gì, chắc Mạc tiên sinh sẽ không bỏ qua cho người này. Lạc Anh giải thích, bọn họ cùng nhau quay về nên cũng thấy được một màn. Kia! Khổng gia! Tần Quỳnh và Lạc Phi không nói gì. Cảm ứng cường đại, y thuật vô địch, còn có vô số pháp khí. Hai ông già không hẹn mà cùng thở dài, điều kiện hai nhà cộng lại tuyệt đối mạnh hơn nhà Mạc Phàm gấp bội lần. Nhưng đứa bé của hai nhà, Tần Kiệt kém Mạc Phàm không biết bao nhiêu lần. Uống rượu, uống rượu. Lão gia tử Tần gia buồn bực nâng chén nói. Uống. Sau khi phạm vi cảm ứng của Mạc Phàm đột phá 3.000 mét, trực tiếp lên đến 4.000 mét. Vẫn không có, 5.000 mét. Hắn nhíu mày, phạm vi cảm ứng lớn hơn. Trên mặt hắn vẫn là buồn bực. Mỗi người có tu vi khác nhau, hơi thở mạnh yếu cũng sẽ khác. Trong 5 cây số ngoại trừ lão gia tử Tần gia, Lạc Phi, Vân Thiên Không và Lạc Minh gia, thì không có hơi thở nội kình trở lên khác. Tuy thất hồn ngọc hắn mượn dùng có chỗ đặc biệt, sử dụng siêu thần thuật, phạm vi cảm ứng sẽ tăng lên nhưng không phải không có hạn chế. Nếu trong 7 km không tìm được tên đầu bóng loáng, hắn chỉ có thể nghĩ biện. Pháp khác, 6 km, vẫn không tìm thấy. Chẳng lẽ hòa thượng này dùng công pháp che đậy khí tức? Khí tức có thể dùng công pháp hoặc pháp bảo che giấu, rõ ràng là khí tức cấp bậc nội kình, có thể áp chế thành người bình thường, điểm ấy hắn dễ dàng làm được. Nếu là như vậy cho dù hòa thượng kia ở gần hắn, hắn cũng không tìm thấy. Hắn nhíu mày. Ấn ký chỗ mi tâm sáng lên, cảm ứng lập tức tăng thêm 1 km, biến thành 7 km. Lúc này lông mày Mạc Phàm mới giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên thành nụ cười mỉa. Hòa thượng này trốn xa một chút, hắn thật sự không thể phát hiện. Bây giờ đợi chết đi, Mạc Phàm cất thất hồn ngọc ra khỏi biệt thự, nhanh chóng đi đến công viên Vương Thành. Lúc này trong công viên Vương Thành, một tên đầu bóng loáng gầy hơn Hòa. Thượng Mạc Phàm giết một chút đang gọi điện thoại. Kết quả thế nào, có giết chết được người nhà cậu ta không? Giọng nói rét lạnh của một người phụ nữ truyền đến, cho dù đổi giọng vẫn có thể nghe ra được, đúng là Khổng Tuyên đại tiểu thư Khổng gia lúc trước. Trên người người nhà cậu ta có đeo pháp khí, tôi thất thủ rồi. Sắc mặt hòa thượng này trầm xuống, không dám thở mạnh. Thất thủ, ngay cả người bình thường mà ông cũng không giết được, đúng là... Phế vật! Đại tiểu thư cho tôi chút thời gian. Tôi nhất định sẽ cho cô công đạo hài lòng. Hòa thượng không dám phản kháng, thề son sắt nói. Tốt nhất là như vậy, nếu trời sáng tôi vẫn chưa nghe được tin tức tốt, ông. Đừng quay về nữa, tự mình chìm ở Đông Hải đi. Khổng Tuyên lạnh lùng nói. Ra, ra. Hòa thượng vội vàng gật đầu, rất lâu sau mới tắt điện thoại, hung quang trong mắt lóe lên. Ông ta đường đường là cao thủ nội kinh trung kỳ. Giết một tiểu cô nương bình thường cũng thất thủ. Người Mạc gia đáng chết.
Một quyền của ông ta đánh vào cây cổ thụ một người ôm không hết, cổ thụ lập tức lung lay, vụn gỗ bay tán loạn, nhánh cây lay động điên cuồng. Lúc này một giọng nói lạnh như băng truyền đến. Đáng chết là ông đi. Hòa thượng này hơi sững sờ, theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy một thanh niên khoảng 16, 17 tuổi. Thanh niên này đúng là Mạc Phàm từng biệt thự tới. Ông tên Tuệ Năng. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm hòa thượng này hỏi. Công pháp đồng dạng, quần áo và trang sức đồng dạng, cũng là cao thủ nội kình, đánh lén tiểu vũ hẳn là hòa thượng này. Cậu là người đắc tội với Khổng tiểu thư chúng tôi, tiểu tử Mạc Phàm không biết sống chết. Tuệ Năng không đáp hỏi ngược lại. Sau khi bọn họ cứu Khổng Tuyên, tóm lấy một người giúp bọn họ chỉ và xác nhận Mạc Phàm. Ông ta chỉ liếc mắt nhìn Mạc Phàm từ xa một cái, nhiệm vụ là sư huynh ông ta đi làm, ông ta phụ trách giết người nhà Mạc Phàm, cho nên không có ấn tượng với Mạc Phàm lắm. Nhưng có thể tìm đến nơi này, lại tràn đầy sát khí trên người với ông ta hơi phân nửa là Mạc Phàm. Người chết không cần thiết phải biết tên tôi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Đôi lông mày dưới trán trơn bóng của hòa thượng nhướn lên, không giận trái lại rất vui vẻ. Khẩu khí thật lớn, xem ra sư huynh ngu xuẩn của tôi đã chết trên tay cậu. Mạc Phàm nhíu mày, sư huynh của mình bị giết, vậy mà Tuệ Năng đại sư này không có một chút tức giận. Nhưng hắn cũng không để ở trong lòng lắm. Ông sẽ như ông ta. Hô hô, tôi sẽ như anh ấy sao? Tuệ Năng cười khinh thường, đi vòng quanh Mạc Phàm, bộ dạng không sợ hãi chút nào. Tiểu tử, cậu thực sự cảm thấy mình cậu có thể đấu với Khổng gia à, cậu nghĩ quá ngây thơ rồi, đừng nói Khổng gia cho dù là Tu La Tông chúng tôi một mình cậu cũng không đối phó được. Tu La Tông, mắt Mạc Phàm nheo lại, giống Lạc gia và Tần gia là đại gia tộc. Trong mắt người thường, có mấy cao thủ nội kình đã không tệ rồi. Vậy mà Khổng gia bồi dưỡng một tông phái. Tiểu tử, có phải sợ hay không? Tuệ Năng thấy vẻ mặt Mạc Phàm khẽ thay đổi. Lông mày không khỏi nhướn lên. Sợ sao? Mạc Phàm cười nhạt. Đừng nói Tu La Tông một tiểu tông phái trên địa cầu, cho dù mạnh hơn bọn họ gấp 10 gấp trăm lần, hắn cũng từng thấy không chỉ ngàn vạn. Cho dù kiếp trước hắn là y tiên không am hiểu về chiến đấu, nhưng bị hắn tiêu diệt cũng có trên trăm. Hắn đường đường là y tiên bất tử, sẽ sợ một tông phái như Tu La Tông sao? Quá coi trọng tông phái của bọn họ rồi. Tu La Tông các ông rất lợi hại sao? Tươi cười trên mặt Tuệ Năng hơi cứng đờ, sau đó cười hung ác nham hiểm. Đừng tưởng rằng cậu giết sư huynh ngu xuẩn của tôi thì giỏi lắm, nội kình đỉnh phong như sư huynh tôi ở Tu La Tông có 12 người, cho dù cậu giết một người thì vẫn còn 11 người. Nể mặt cậu còn trẻ như thế, tôi có thể cho cậu một cơ hội, để cậu không phải chết nữa, thế nào? Mạc Phàm căn bản không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với Tuệ Năng này. Nhưng thấy ông ta tự tin như thế, tò mò hỏi. Trái lại ông có thể nói cho tôi nghe thử tôi làm gì mà không phải chết. Chỉ cần cậu đồng ý giết người nhà cậu, tôi có thể dẫn cậu vào Tu La Tông chúng tôi, thế nào? Tuệ Năng cười nói. Ở trong mắt ông ta Khổng Tuyên và sư huynh Tuệ Ngộ đều là kẻ đần độn, chỉ biết giết. Tuy Mạc Phàm này đắc tội Khổng Tuyên, nhưng hơn phân nửa có thể khiến Khổng gia và thực lực của Tu La Tông tăng lên gấp trăm lần. Đó chính là luyện chế pháp khí. Bởi vì nguyên liệu khan hiếm và luyện khí truyền thừa bị đứt, pháp khí càng ngày càng chân quý, đa số đều là tông môn lưu truyền tới nay. Giống Tu La Tông có 23 cao thủ nội kình, tổng cộng chỉ có 13 pháp khí, chính ông ta cũng không có một cái. Trong 13 pháp khí này, cấp độ, phẩm chất cũng cao thấp không đều. Nhưng khi ông ta đi giết người nhà Mạc Phàm thì thấy khoảng 6 pháp khí, hơn nữa mỗi pháp khí đều là cực phẩm trong cực phẩm. Cho dù đeo trên người người bình thường, nếu không phải ông ta chạy trốn nhanh, sẽ bị năm đạo sấm chớp đánh trúng, không chết cũng trọng thương. Có thể có nhiều pháp khí như vậy, hơn phân nửa là Mạc Phàm biết luyện khí. Nếu dẫn cậu ta vào Tu La Tông, thực lực của Tu La Tông nhất định tăng lên, địa vị của ông ta cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Bảo tôi giết người nhà của tôi. Mắt Mạc Phàm nheo lại, hàn quang trong mắt lóe lên. Chỉ là một đám phàm nhân mà thôi, hà tất vì bọn họ mà ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu, có được tất có mất, chỉ cần cậu giết người nhà mình, sau đó nói xin lỗi Khổng Tuyên, sau này chúng ta đều là người mình, nói cho cậu biết, xin lỗi Khổng Tuyên cũng không mất mặt, cô ta cũng không phải người bình thường. Tuệ Năng xem thường nói, giống như giết người nhà không khác gì. Làm thịt mấy con trâu, mắt Mạc Phàm lại phát lạnh.
cho nên ông giết người nhà ông, mới vào Tu La Tông. Tốc độ tu luyện ma công bình thường rất nhanh, nhưng đa số ma công đều làm người ta rơi vào điên cuồng và tuyệt vọng. Vì cầu công lực tăng lên, cũng tiêu diệt không ít ma tu. Giết người nhà mà thôi, đây là quy củ của Tu La Tông chúng tôi, mỗi người nhất định phải làm. Tuệ Năng cười âm hiểm nói, căn bản không để ý chuyện giết người nhà. Lúc ấy ông ta giết người nhà chân mày cũng không nhíu một cái, loại cảm giác giết một người nhà thực lực sẽ tăng lên một chút đó thật sự quá sung sướng. Lông mày Mạc Phàm nhíu càng chặt, khó trách tài nguyên trên địa cầu cằn. Cỗi, Tu La Tông còn có nhiều cao thủ nội kình như vậy. Xem ra giống hệt như một số ma công hắn biết, nhờ giết người thân giết bạn để tăng thực lực. Tu La Tông này thật sự đáng chết, không chỉ như vậy, Khổng gia cũng nên chết, vậy mà bồi dưỡng thế lực tà ác như thế. Nếu tôi từ chối thì sao? Mạc Phàm lạnh lùng nói, sát ý trong lòng hắn nhanh chóng nảy sinh. Thế nào, không nỡ à, nếu cậu không nỡ tôi có thể giúp cậu, nhưng pháp khí. Trên người người nhà cậu phải chia cho tôi một nửa. Tuệ Năng cười nói, dấu đầu lòi đuôi cuối cùng cũng lộ ra. Nếu có thể lấy được pháp khí trên người người nhà Mạc Phàm, thực lực của ông, ta cũng tăng lên không ít. Pháp khí. Mạc Phàm lấy thất hồn ngọc mượn của Tiểu Vũ. Ông nói cái này sao? Mắt Tuệ Năng sáng lên, từ uy lực 2 của ngọc phù này, chỉ có ngọc phù bát bảo linh lung tông chủ ông ta đeo mới có thể so sánh với khối ngọc này. Cậu nghĩ thông suốt rồi hả? Đắc tội Khổng gia, Mạc Phàm không có bất luận năng lực chống cự. Đợi cuối cùng rơi vào nhà tan cửa nát, không bằng tự mình sống một mình, còn về người nhà sao, có thể lợi dụng thì lợi dụng một phen. Tôi nghĩ thông rồi. Mạc Phàm gật đầu, vận chuyển cửu. Chuyển hỗn nguyên công, linh khí trong ngọc phù rút đi. Được lắm, cậu dẫn tôi đi, tôi lập tức giết người nhà giúp cậu. Tuệ Năng có chút kích động nói. Ông ta đang chuẩn bị lý do thoái thác, ai biết Mạc Phàm dễ dàng bị ông ta thuyết phục như thế. Mạc Phàm này không nhiều tuổi lắm, nhưng vẫn thức thời. Tôi nghĩ thông rồi, muốn diệt sạch Tu La Tông các ông và Khổng gia, sư huynh ông là người đầu tiên, ông là người thứ hai. Mạc Phàm trầm giọng nói, trước khi nhập môn phải giết người nhà. Tông phái như vậy giữ lại tuyệt đối là tai họa. Khổng gia bồi dưỡng tông phái như thế, tuyệt đối là đầu sỏ gây nên, Khổng gia càng đáng chết. Sắc mặt Tuệ Năng thay đổi, ông ta tưởng rằng Mạc Phàm mắc câu, ông ta không những đạt được pháp khí, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, ai biết tiểu tử này lại muốn tìm cái chết. Tiểu tử, cậu vốn đại chiến với cao thủ nước ngoài một lát, lại giết sư huynh tôi. Thì còn bao nhiêu nội khí giết tôi, phải là tôi giết cậu mới đúng. Tuệ Năng cười âm hiểm, tràn đầy tự tin. Cho dù là Tiên Thiên Tông sư nội khí cũng có hạn, khôi phục rất chậm. Không có nội khí, võ giả không mạnh hơn người bình thường bao nhiêu, không phải Mạc Phàm sẽ bị giết như con chó sao. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, lạnh lùng nói. Cho dù không có linh khí, giết ông vẫn dễ như làm thịt chó, chuẩn bị sám hối với cha mẹ ông đi. Súc sinh giống như Tuệ Năng, không xứng sống trên cõi đời này. Tân niệm hắn khẽ động. Rắc rắc, một tiếng kinh lôi vang lên, lôi quang tự nhiên xuất hiện trong tay hắn, xung quanh sáng rực, lôi đình khủng bố có năng lực chôn vùi từ trên người hắn tản đi. Tuệ Năng không sợ chút nào, khóe miệng hiện lên nụ cười khinh thường. Ông ta đã thử uy lực của lôi điện này rồi, một dòng lôi điện căn bản không đủ làm ông ta bị thương. Nếu Mạc Phàm vẫn còn ở thời kỳ hưng thịnh, ông ta sẽ lập tức bỏ chạy, nhưng bây giờ Mạc Phàm căn bản không phải đối thủ của ông ta. Nếu không chịu nghe lời ông ta, vậy thì giết. Mạc Phàm chết, một đám phàm nhân người nhà cậu ta còn không phải như thái rau, 6 món pháp khí sẽ thuộc về ông ta rồi. Tiểu tử, thiên đường có đường cậu không đi, địa ngục không của cậu xông tới, xem ra tôi chỉ có thể tiễn cậu một đoạn đường. Tuệ Năng vận chuyển nội kình, kinh phong lập tức bay xung quanh ông ta, Phật y của ông ta khẽ tung bay. Mạc Phàm đứng yên tại chỗ híp mắt nhìn chằm chằm Tuệ Năng, sắc bén lóe lên không ngừng. Tuệ Năng thấy Mạc Phàm không nhúc nhích, ông ta cũng không vội giết Mạc Phàm, cười đắc ý nói. Thế nào, không phải tiểu tử cậu muốn giết tôi sao, có phải không đủ nội khí, muốn giết tôi nhưng không giết được, muốn suy xét ý kiến của tôi hay không? Tôi đang suy nghĩ giết ông như thế nào? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Giết tôi thế nào, ha ha. Tuệ Năng cười,
giống như nghe được một chuyện rất buồn cười. Mạc Phàm chỉ có thể sử dụng món pháp bảo kia, thì giết ông ta thế nào? Cậu nghĩ giết tôi thế nào à, tôi cho cậu giết đó, hay là như vậy đi, cậu tìm cho tôi mấy chục phụ nữ cá tính lại thành thục đưa lên giường tôi, để tôi chết sung sướng được rồi. Trong mắt Tuệ Năng lóe lên dâm quang, trêu tức nói. Mạc Phàm cười lắc đầu, ánh mắt trở nên phát lạnh. Ông đừng nghĩ đến chuyện chết sung sướng, vẫn nên là dóc xương trả cha, dóc thịt trả mẹ tốt hơn. Nếu Tuệ Năng này ngay cả cha mẹ cũng giết, vậy dùng xương thịt trên người trả nợ đi. Dóc xương trả cha, dóc thịt trả mẹ. Tuệ Năng hơi sững sờ, sau đó cười to. Quả nhiên Mạc Đại Sư rất hiếu thuận, nếu như vậy tôi dóc xương thịt cậu ra, làm bàn thịt nướng cho cha mẹ cậu, để bọn họ ăn no một bữa đi, bây giờ tháo cánh tay cậu xuống trước nhỉ. Chân ông ta khẽ động, mặt đất lập tức nứt ra, cả người như viên đạn bay về phía Mạc Phàm. Năm ngón tay trong trạng thái vồ lấy, kình phong đảo qua đầu ngón tay ông ta, giống như đao phong cắt không khí, kèm theo âm thanh phong lôi chộp lấy cánh tay Mạc Phàm. Còn chưa chạm vào người Mạc Phàm, cây đại thụ sau lưng Mạc Phàm đã lắc lư điên cuồng. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, giống như không nghe thấy Tuệ Năng nói, cổ tay khẽ lắc. Lôi đình trong tay hắn lập tức kéo dài, biến thành hình cái kiếm, phát ra âm thanh tí tách vô cùng sắc bén. Khóe miệng Tuệ Năng nhếch lên, cười khinh thường. Lối điện này cùng lắm khiến ông ta vô cảm một lúc, căn bản không có tác dụng. Gì, ông ta không có trốn tránh, lập tức chộp lấy Mạc Phàm, ánh mắt hung dữ hơn vài phần. Trong chớp mắt Tuệ Năng đến bên cạnh Mạc Phàm, bắt lấy cánh tay hắn. Khóe miệng Tuệ Năng nhếch lên, lực tay mạnh hơn muốn kéo cánh tay Mạc Phàm. Ra! Ha! Lông mày Tuệ Năng nhíu lại, lực tay của ông ta rất mạnh, bả vai gầy. Yếu của Mạc Phàm như một khối sắt thép, ông ta kéo mãi mà không động chút nào. Tươi cười trên mặt Tuệ Năng lập tức cứng ngắc, sắc mặt thay đổi, cơ thể tiểu tử này cường hãn vậy sao? Cho dù là đồng cũng phải biến hình dưới lực lượng nội kình của ông ta. Tiểu tử, sao cơ thể cậu cường như vậy? Cường sao? Vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt. Cửu đoạn luyện thể thiên hắn chỉ dùng thứ thần châm đoạn thứ nhất và đệ nhất châm thứ huyết châm trong đoạn thứ hai. Chỉ vậy đã cường đại, nếu là hắn dùng hết cửu đoạn luyện thể thiên, không biết Tuệ Năng này sẽ có cảm tưởng gì. Cửu đoạn luyện thể thiên cũng chỉ là luyện thể sơ cấp, sau đó còn có phương pháp luyện thể trung cấp, cao cấp, vậy sẽ có trình độ gì? Chỉ có thể nói ông quá yếu. Nói xong lôi kiếm trong tay hắn đánh xuống cánh tay Tuệ Năng không gây thương tổn cho hắn. Trong chớp mắt lôi quang hóa thành tia kiếm như sợi tóc, trực tiếp chui vào trong cánh tay Tuệ Năng. Cái gì? Tuệ Năng nhìn thấy màn này sắc mặt thay đổi, vội vàng lùi về phía sau. Không phải lôi điện sao, sao có thể biến thành như vậy? Ngay sau đó sắc mặt ông ta càng vô cùng khó chịu. Tí tách, 22 lôi điện biến thành tia kiếm chui từ cổ tay Tuệ Năng vào cánh tay ông ta. Bắp thịt trên cánh tay ông ta lập tức rơi xuống, lộ ra cánh tay chỉ có xương cốt. Không có máu thịt, trong không khí tràn ngập mùi thịt bị khét. A! Tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết vang lên trong công viên, gương mặt hung dữ của Tuệ Năng càng khủng bố thêm vài phần. Số tiểu tử, không phải nội khí của cậu đã tiêu hao gần hết sao? Tôi có nói tôi có nội khí à? Mạc Phàm cười khinh thường nói. Hắn đường đường là y tiên bất tử, có cũng là linh khí, sau này là tiên khí, nội khí là cái thá gì? Lôi điện này là... kiếm trong tay một đứa bé và kiếm trong tay cao thủ sẽ giống nhau sao? Mạc Phàm khinh thường nói, uy lực của lôi tiêu trận tạo ra có hạn, nhưng ở trong tay hắn có thể thoải mái biến hóa lôi tiêu hơn 1000 loại, mỗi loại có uy lực khác nhau. Lôi hóa tia khí chỉ là một loại trong đó. Đây là lôi tiêu, nếu là hỏa mà nói, hắn có thể biến hóa vạn trùng, dù sao thân. Là y tiên, hắn chơi đùa với lửa rất nhiều. Cậu, Tuệ Năng không chịu được đau đớn, ông ta ôm lấy cánh tay xương trắng mắt nhanh chóng đảo quanh. Tiểu tử, cậu đợi đó, Tu La Tông chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Nói xong ông ta không chút do dự lao đi, nhảy hơn 10 thước xa. Mạc Phàm thần bí vượt xa tưởng tượng của ông ta, nếu không chạy có khả năng sẽ như Mạc Phàm nói, dóc xương trả cha, dóc thịt trả mẹ, ông ta không muốn như. Vậy, cha mẹ đều chết rồi, có gì phải trả, nếu lựa chọn một lần nữa, ông ta vẫn giết. Bọn họ, còn muốn chạy, tôi đã nói dóc thịt. Dóc xương ông rồi, ông đừng nghĩ chạy.
Được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Loại xúc sinh này, vì tu luyện ma công mà giết cha mẹ mình, còn có ý đồ giết người nhà hắn, để ông ta chạy trốn hắn không là y tiên bất tử. Ý niệm hắn khẽ động, linh khí cuồn cuộn chui vào, lôi quang trong tay lại tăng vọt, cường đại hơn vừa rồi đâu chỉ 10 lần. Hắn giơ kiếm chém về phía Tuệ Năng đang chạy trốn, lôi quang lập tức như dây chuyền lao nhanh trong không trung, khàn giọng gào thét bay về phía. Tuệ Năng! Rắc rắc! Tuệ Năng nhanh đến mấy cũng không bằng xét, trong chớp mắt nó đã đuổi. Theo, lôi quang hóa tia chui vào trong cơ thể Tuệ Năng. A a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, mãi mà không yên tĩnh lại. Tuệ Năng rơi xuống đất chỉ còn lại một bộ xương trắng mặc tăng bào, xương cốt vặn vẹo kịch liệt, rõ ràng là đau đớn. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi muốn gọi Đường Long đến xử lý. Thân ái, anh chậm rãi bay. Chuông điện thoại di động vang lên, không phải điện thoại của hắn mà của Tuệ Năng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 11.